Đồ thư vực. Diệp Quân không ngờ đây thật sự là một cái vực. Phản Thiên Quốc dùng một cái vực làm thư viện, toàn bộ đồ thư vực vô biên vô tận, mênh mông như vũ trụ. Sau khi tiến vào đồ thư vực này, Diệp Quân nhìn một vòng, kệ sách vô cùng vô tận, mỗi kệ đều cao đến nghìn trượng, bên trên để rất nhiều sách, mà trên những kệ sách này đều có năng lượng bí ẩn dao động. Thấy nhiều sách như thế, Diệp Quân hơi nhếch môi. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu đọc sách, mà đương nhiên hắn không đọc từng quyển một, mà dùng thần thức quét một vòng. Nhưng làm như thế sẽ tốn đá tổ linh. Đá tổ linh là tiền tệ thông dụng của vũ trụ chủ hiện tại, chia thành đá tổ linh thông thường, đá tổ linh trung phẩm và đá tổ linh cực phẩm. Diệp Quân vốn cho rằng sẽ không tốn bao nhiêu đá tổ linh, nhưng hắn đã phải hết hồn, nếu quét một lượt sách trong đồ thư vực này sẽ phải tốn 2.600.000 viên đá tổ linh trung phẩm. Đây là một khái niệm gì? Nếu không tính những linh mạch tổ mà Huyền Nho cho, thì cộng hết số mạch tiên nguyên cực phẩm mà hắn mang theo từ bên dưới cũng không đủ. Cảm giác nghèo quay trở lại rồi. Diệp Quân khẽ thở dài, hiện tại hắn thật sự tiêu quá nhiều tiền, phải biết rằng hắn còn phải dẫn dắt cả một vũ trụ, không chỉ có một mình hắn cần tiêu tiền mà là người của cả vũ trụ đều cần dùng đến tiền. Đương nhiên tiêu tiền thế này cũng rất đáng, vì sinh linh của vũ trụ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng sẽ càng đáng sợ. Bây giờ đã có một ít linh mạch tổ, hắn tự tin rằng có thể khiến sức mạnh tín ngưỡng của mình nâng lên một tầm cao mới. Mà lúc này, Huyền Nho bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Huyền Nho cười nói, Diệp huynh muốn xem sách ở đây à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế, nhưng thật sự là quá đắt. Huyền Nho nói, ta đã trả phí rồi, Diệp huynh có thể xem thoải mái. Diệp Quân nhìn Huyền Nho, không nói gì. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, không phải ta đã nói rồi à? Huynh cần gì đều có thể đến tìm ta. Diệp Quân cười khẽ, vậy thì cảm ơn nhé. Nói xong, hắn nhìn về phía biển sách kia, thần thức bắt đầu tản ra, chẳng mấy chốc, thần thức của hắn đã bao trùm lấy biển sách như một cái lưới. Vô số thông tin tràn vào đầu hắn, cuồn cuộn không ngừng. Cũng may thần thức của hắn đủ mạnh, nếu không hắn hoàn toàn không thể dung nạp được nhiều thông tin như thế. Cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Quân thu hồi thần thức, hít sâu một hơi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đã nhận thức rõ ràng vũ trụ chủ. Không ai biết vũ trụ chủ bắt nguồn từ đâu, chỉ biết năm đó vũ trụ này từng xuất hiện một người đặc biệt, chính là người đã tạo ra kinh phá bích, đối phương là người đầu tiên nói đến thuyết giả thuyết và hiện thực, hướng đến chân thực. Giả thuyết và hiện thực. Mà đối phương còn từng thí nghiệm vì giả thiết của mình, chính là đại đạo luận nổi tiếng. Trong đại đạo luận đưa ra một vấn đề thế này, nhân có trước hay quả có trước? Nhân có trước, vậy chứng minh thế giới này tràn đầy những thứ không xác định, mọi thứ đều mơ hồ, cũng chứng minh, thế giới này có thể là một thế giới chân thực, nhưng nếu quả có trước thì sao? Quả có trước, thì có nghĩa rất nhiều kết quả đều đã được định trước, dù ngươi làm thế nào đều không thể thay đổi được. Mà kết cục được định trước cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều đã bị người khác sắp đặt xong. Người đặc biệt đó đã làm hai thí nghiệm cực kỳ đáng sợ cho việc này, thứ nhất là trở về quá khứ giết chết mình, thứ hai là đến tương lai giết chết mình. Ông ta muốn xem có thể thay đổi quá khứ đã xảy ra và tương lai chưa xảy ra hay không. Mà kinh phá bích cũng được viết ra vào lúc này. Nhưng cuối cùng không ai biết kết quả của thí nghiệm này thế nào, chỉ biết người đó đã biến mất. Diệp Quân nắm được một điểm mấu chốt. Đó là người đặc biệt kia về quá khứ để giết mình trước hay đến tương lai giết mình trước. Hắn lập tức tìm kiếm tài liệu trong đầu. Ngay sau đó, hắn đã tìm thấy. Trở về quá khứ giết mình trước. Diệp Quân nhíu mày. Đối phương quay về quá khứ giết mình trước, sau đó viết ra kinh phá bích, vậy đối phương có đi đến tương lai hay không? Đã hoàn thành rồi. Hay chưa hoàn thành? Diệp Quân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn không thể không lo lắng. Hắn bây giờ thật sự như đi trên tảng băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận là không thể quay đầu. Ngay sau đó, Diệp Quân chợt híp mắt, ta cứ tự hỏi sao chủ nhân bút đại đạo có thể thuyết phục bọn họ, có khả năng này hay không? Tiểu Tháp vội hỏi, khả năng gì? Ngươi nói rõ tí xem nào. Diệp Quân đáp, không có gì. Tiểu Tháp vội nói, không có gì cái gì? Ngươi mau nói rõ đi. Diệp Quân nói, thật sự không có gì mà. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Trong tiểu tháp vô cùng giận dữ,
tên khốn kiếp này chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng hắn lại không nói với chúng ta. Tiểu hồn cất lời, tháp gia, người đọc nhiều sách một tí chẳng phải có thể hiểu rồi à? Tiểu tháp nói, sao ngươi không đọc nhiều sách đi? Tiểu hồn đáp, ta chỉ là một thanh kiếm thôi. Tiểu tháp, tiểu hồn tiếp tục, chức trách của ta không phải là đoán suy nghĩ của tiểu chủ, mà là yên phận làm một thanh kiếm, làm tròn công việc của mình. Tiểu tháp, sau khi rời khỏi đồ thư vực, Diệp Quân đi tới một vùng tinh không, hắn dùng tiểu tháp ngăn cách xung quanh, sau đó tiến vào trong. Hắn muốn tiêu hóa dần những quyển sách đã quét trong đồ thư vực. Ngoài việc hiểu đại khái về vũ trụ chủ, Diệp Quân còn hiểu chi tiết hệ thống cảnh giới ở nơi này, điều đáng nói ở đây là hệ thống cảnh giới này cũng do người đó sáng tạo ra. Cảnh giới văn minh tổ chia ra từ 1 đến 6, mà trên cảnh giới văn minh tổ là hư lâm giả chỉ những người biết rõ tất cả hư huyễn của đạo Pháp, cao thủ cấp bậc này đã vượt khỏi phạm vi của những nền văn minh đã biết. Mà trên hư lâm giả là phá hư giả, phá hủy tất cả hư ảo, theo đuổi chân thực. Nếu xem vũ trụ chủ này như một bức tranh thì phá hư giả là người đã bước được một chân ra khỏi đó. Mà trên phá hư giả là cảnh giới cao nhất được biết đến hiện tại, người ngoại giới là người thật sự đã phá được kết giới giữa hư ảo và chân thực, đi ra khỏi bức tranh. Từ xưa đến nay, toàn bộ vũ trụ chủ này chỉ có người đặc biệt kia làm được. Diệp Quân đánh giá thực lực của mình, thực lực của hắn bây giờ tương đương với lâm hư giả. Có thể nói hắn đã được xem là cao thủ cấp cao của vũ trụ rồi, vì ở vũ trụ chủ này cũng không có nhiều cao thủ lâm hư giả. Chỉ dựa vào tài nguyên hoàn toàn không thể đạt đến cấp bậc lâm hư giả, phải là những thiên tài có ngộ tính cao mới có thể đạt được. Còn về phá hư giả trên hư lâm giả, có thể nói là một tồn tại cực kỳ hiếm có ở nơi này. Còn người ngoại giới, vũ trụ chủ bây giờ chưa có một ai cả. Diệp Quân không vội đi tu luyện mà trở về vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên bây giờ đã trải qua mấy trăm năm, sự phát triển của vũ trụ Quan Huyên bây giờ thật sự là nhanh chưa từng có, vì nội bộ gần như đã không còn nội chiến nữa, đương nhiên cũng là vì cuộc sống của những người ở vũ trụ Quan Huyên đang ngày một tốt hơn. Dân chúng là những người lương thiện nhất trên thế giới này, chỉ cần người bên trên không làm gì quá đáng thì bọn họ thật sự rất dễ thỏa mãn. Bây giờ hắn không còn là một quản lý mặc kệ mọi thứ nữa, tuy đệ nhất tính chiêu có thể quản lý được vũ trụ Quan Huyên. Nhưng hắn vẫn thường tranh thủ thời gian tự mình xử lý chính vụ nội bộ của vũ trụ Quan Huyên, hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện của vũ trụ Quan Huyên tất cả mọi lúc. Hắn cũng lấy ra 2 linh mạch tổ bỏ vào trong tiểu tháp, những linh mạch tổ còn lại thì hắn giữ, thứ này rất quý, không thể dùng hết một lượt được, phải phòng lúc cần dùng. Mà sau khi có linh mạch tổ, tốc độ tu luyện của chúng sinh trong vũ trụ Quan Huyên lập tức tăng lên rất nhiều, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng theo đó mà nhanh chóng nâng cao. Hôm nay, Kiếm Thanh Huyên lặng lẽ rời khỏi tiểu tháp, đi tới một nơi không rõ nào đó. Thánh Vương Điện. Hôm nay có một vị khách không mời mà đến. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Trong điện, Thánh Cổ Kim ngồi im lặng, cũng không hề có ý bất ngờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, ta nên gọi cô là Thánh Cô Nương hay Toại Cô Nương đây? Thánh Cổ Kim đáp, cứ gọi là Toại Cô Nương đi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. Không phải là ta chưa từng đề phòng ngươi, nhưng ta thật sự không ngờ cô lại giải quyết bằng cách đó. Đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là bản thân ta, đã đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp Diệp công tử kia. Toại Cổ Kim nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, thật ra có thể cùng chiến thắng mà, không phải sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, cùng chiến thắng. Cô lại muốn thăm dò suy nghĩ của ta à? Toại Cổ Kim im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, sao sư phụ của cô lại chết? Toại Cổ Kim bình tĩnh đáp, chẳng phải là ông biết sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, đã có huyết mạch của nhà họ Vương, bà ta còn muốn cướp xác cô. Bà ta không chết thì ai chết? Nói đến đây, ông ta chuyển chủ đề, cười nói, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng cô có huyết mạch của nhà họ Dương là có thể vô địch à? Ha ha, đúng là buồn cười chết mất. Dứt lời, ông ta cười to rời đi. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm chủ nhân Bút Đại Đạo rời đi. Sau đó cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, vậy ta sẽ cho ông xem có vô địch hay không. Thiên! Cô ta vừa dứt lời, một hư ảnh xuất hiện ngay sau lưng. Thiên cung kính nói, đã tìm thấy rồi, nhưng thực lực của đối phương thật sự rất đáng sợ, nếu không phải ta nhắc đến chủ tử và đứa trẻ trong người ngài thì ta đã bị giết chết rồi. Toại Cổ Kim đứng dậy, dẫn đường. Thiên sợ hãi nói, chủ nhân muốn tự mình đi sao?
Toại Cổ Kim nhìn về phía chân trời, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, ông ta đến làm ta sợ, động thai rồi. Thiên! Toại Cổ Kim đi ra ngoài, chạy đến làm ta sợ, ta muốn ông ta dùng cả đời còn lại để hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Hệ Ngân Hà, câu lạc bộ vô biên. Trên tầng lớp cao nhất của câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế salon, trong tay cầm một bình rượu, bên ngoài cửa sổ là từng tòa cao tầng nối tiếp, đèn đóm rực rỡ, vô cùng phồn hoa chói mắt. Người đàn ông trung niên chỉ mặc một cái áo ngủ, cổ áo mở tung, để lộ cơ ngực rắn giỏi. Người này chính là vô biên chủ. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nốc một ngụm rượu. Vô biên lão ca. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Vô biên chủ không quay đầu lại, bởi vì ông ta biết người đến là ai. Một người đàn ông đẩy cửa đi vào, người đến chính là thiên thần. Nhớ đến cảnh tượng lần đầu thiên thần đến câu lạc bộ vô biên chủ không khỏi lắc đầu bật cười. Thiên thần đi thẳng đến cạnh vô biên chủ ngồi xuống, gã cầm lấy một bình rượu trên bàn lên rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, vô biên lão ca, nhìn này. Nói rồi, gã xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay gã. Vô biên chủ liếc nhìn kiếm thanh huyên một cái, không nói gì, chỉ nốc mạnh thêm một ngụm rượu. Thiên thần lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt lên mặt bàn kính trước mặt, lão ca, quân ca để tiểu hồn đem hai chiếc nhẫn không gian đến đây, một cho ta, một còn lại cho huynh. Vô biên chủ nhìn thiên thần, cười nói, sao nào, không chịu được cô đơn à? Thiên thần cười hì hì. Gã đã đến hệ Ngân Hà được một quãng thời gian, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi đủ. Bây giờ gã thật sự có chút muốn ra ngoài phiêu lưu lại. Đàn ông mà! Khi nào mà chẳng muốn chu du phiêu lưu? Vô biên chủ nhìn thiên thần trước mắt, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, ông ta thấy được hình bóng của bản thân trên người gã. Không cam lòng làm người bình thường, muốn hoài bão. Thế nhưng, ông ta phải thừa nhận là mình đã già rồi. Thiên thần nói, lão ca, cùng ra ngoài không? Vô biên chủ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đưa mắt xuống nhìn đường xá chằng chịt ở dưới, ta lớn tuổi rồi, phải dưỡng lão thôi. Lúc này thiên thần đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta, vô biên lão ca, huynh đang tuổi tráng niên khóe mạnh, dưỡng lão gì chứ? Hai chúng ta ra ngoài sông pha đi. Vô biên chủ lắc đầu, ta không theo kịp thời đại nữa rồi. Thiên thần còn muốn khuyên, nhưng vô biên chủ đã nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai gã, cười nói, tuổi trẻ đúng là tốt. Nói rồi, ông ta nhìn nhẫn không gian trên bàn, chiếc nhẫn không gian còn lại ngươi cũng lấy luôn đi, thiên phú của ngươi không tệ. Lại thêm những tổ linh mạch cực phẩm và tài nguyên tu luyện hắn cung cấp đó, ngươi hoàn toàn có thể đột phá một giới hạn mới. Thiên thần khẽ thở dài, không khuyên thêm nữa. Vô biên chủ tiếp tục nói, sau này phải cố lên, nếu không tên nhóc kia sẽ bỏ lại ngươi ở phía sau tít tắp, cảm giác bị huynh đệ bỏ lại đằng sau đó. Rất khó chịu. Nói rồi, ông ta lại cầm theo bình rượu bước đi, một giây sau đã xuất hiện ở đường phố phía dưới. Thiên thần im lặng một lát rồi cũng xoay người rời đi, gã không cầm lấy chiếc nhẫn không gian còn lại. Thiên thần đi tới trước một sòng mạt chược, bên trong tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Trước một bàn mạt chược, một người phụ nữ có khí chất vô cùng đang vuốt bài bằng một tay, tay còn lại cầm một miếng dưa hấu, đang vừa đánh vừa ăn. Đây chính là mẹ của thiên thần Tần Nương Nương. Ngồi đối diện Tần Nương Nương là một người phụ nữ có hình thể đầy đặn, vừa đánh một quân bài xuống đã cười nói. Tiểu Tần, không phải là chị nhiều chuyện, nhưng con trai của em là một người tài giỏi, miệng cũng ngọt, nhưng cả ngày lại du thủ du thực, không có công việc đàng hoàng, thế coi sao mà được. Tần Nương Nương đánh ra một quân bài, nó thích là được. Người phụ nữ đẫy đà liếc nhìn Tần Nương Nương rồi cười nói, em chiều nó quá. Nói rồi, bà ta lại chuyển đề tài, chị thấy thằng bé còn độc thân, có muốn chị giới thiệu cho một nhà bàn chuyện kết hôn không? Gia cảnh nhà gái rất tốt. Cũng là một người giỏi giang. Tần Nương Nương mỉm cười nói, được thôi. Người phụ nữ đấy đã lập tức cười tươi hơn, được được, hôm nào chị sắp xếp mời mọi người cùng ăn cơm một bữa rồi nói chuyện đàng hoàng nhé. Mẹ! Đúng lúc này, thiên thần chạy vào, trong tay cầm theo một túi hoa quả và thức uống, gã nhanh chân đi đến cạnh bàn mạt chược, sau đó đặt túi đồ ăn lên bàn, dì Chu, đây là sầu riêng dì thích ăn này, dì Lý, đây là nước ngọt của dì, còn dì Tôn nữa. Thuốc lá của gì đây? Ba người phụ nữ đang chơi mạt chược lập tức nở nụ cười vui vẻ,
người phụ nữ đấy đã nhìn thiên thần, cười nói, thiên thần, cháu tới đúng lúc lắm, vừa hay dì đang bàn chuyện với mẹ cháu, định giới thiệu cho cháu một nhà để kết hôn đấy. Cháu thấy sao? Vẻ mặt thiên thần cứng đờ, gã nhìn về phía tần nương nương chỉ mỉm cười không nói gì. Một người phụ nữ trung niên mặc váy đen ngồi cạnh người phụ nữ đấy đã cười nói, đừng ngại, trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn phải gả, cháu là người tài giỏi, chỉ cần có lòng thì nhà gái chắc chắn sẽ để ý. Ngồi bên tay trái tần nương nương là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, bà ấy ăn mặc rất đẹp, cười nói, thiên thần, công ty chú mộc của cháu vẫn đang tuyển người, nếu cháu thấy hứng thú thì có thể đến làm trợ lý, cháu yên tâm, chỗ nào không hiểu thì chú sẽ dạy bảo cho. Thiên thần cười nói, cháu nhận lòng tốt của ba gì đây, nhưng lần này cháu đến là để tạm biệt mẹ. Tần nương nương dừng tay đang bốc bài lại, bà ấy ngẩng đầu nhìn thiên thần, trong mắt mang theo ý hỏi dò. Thiên thần nói, mẹ, con muốn ra ngoài chu du. Nói rồi, gã bỗng thấy phấn khởi. Tần nương nương im lặng một lát rồi nói, được. Thiên thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, tần nương nương lại nói, tìm đại ca con à. Thiên thần cười nói, tạm thời chưa vạch kế hoạch rõ ràng, quân ca phát triển nhanh quá, cho dù huynh ấy có giúp con cũng chưa chắc có thể theo kịp huynh ấy, nếu không đuổi kịp thì đi theo huynh ấy cũng vô nghĩa. Tần nương nương quay đầu nhìn về phía thiên thần, con muốn đuổi theo hắn. Thiên thần gật đầu, tất nhiên ạ. Tần nương nương nói, sẽ rất khó khăn. Thiên thần nở nụ cười, con biết. Tần nương nương đánh một quân bài ra rồi nói, đi thôi. Thiên thần vui vẻ nói, cảm ơn mẹ, con đi đây. Tần nương nương gật đầu. Thiên thần xoay người rời đi, mà lúc gã đi đến cửa thì tần nương nương đột nhiên nói, nhớ về nhà. Vâng ạ. Lúc nói xong câu đó, bóng dáng của thiên thần đã biến mất. Tần nương nương nhìn ngoài cửa, một lát sau cũng nở nụ cười. Con trai lớn rồi cuối cùng vẫn muốn ra ngoài sông pha. Người phụ nữ đấy đã ngồi đối diện tần nương nương nói, thằng nhóc thiên thần kia còn có anh trai à? Tần nương nương gật đầu, kết nghĩa thôi. Người phụ nữ đấy đã hiếu kỳ hỏi, anh trai nó làm gì? Tần nương nương đáp, mở thư viện. Người phụ nữ đấy đã ngạc nhiên hỏi, mở thư viện à? Tên gì vậy? Thư viện Quan Huyên. Ôi mẹ ơi! Thiên thần vừa rời khỏi hệ ngân hà thì đột nhiên trao mày lại, gã quay đầu nhìn sang bên phải, nơi đó chẳng biết tự khi nào đã có một người đàn ông đang đứng. Thiên thần nhìn người đàn ông đó, hơi đề phòng, ngươi là? Người đàn ông cười hỏi, ngươi là thiên thần? Thiên thần gật đầu, các hạ là? Người đàn ông mỉm cười nói, ta được giao đến đón ngươi. Thiên thần nghi ngờ hỏi, ai? Người đàn ông đáp, tần các chủ. Cầu vượt. Như thường ngày, trên cầu vượt vẫn rất náo nhiệt, hen bên đều có người bày sạp bán. Mà hôm nay trên cầu lại có rất đông người tụ tập, mọi người chen chúc đứng một chỗ, dướn người nhìn trái ngó phải, hình như đang đợi ai đó. Không biết qua bao lâu, chợt có một người nói, từ chân đến rồi. Mọi người vội vã nhìn về phía xa. Cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi đẩy xe đi về phía bên này, cô gái mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh rộng thùng thình, ống tay rất lớn, ở dưới phối với một chiếc quần jean bó sát người. Vóc dáng cô ta vốn đã đẹp, nay mặc thêm quần bó càng tôn lên được đường nét uyển chuyển, vô cùng quyến rũ. Cô ta còn đội thêm một chiếc mũ lông màu trắng, hai bên mũ có hai sợi dây len nối với cầu len rũ xuống, trên xe đẩy của cô có bày một vài túi hạt dưa, đậu phộng và đồ uống. Từ chân vừa xuất hiện, người xung quanh đã vội vàng vây lại xung quanh cô ta. Mọi người chen chúc đứng quanh từ chân, mồm năm miệng mười nói huyên thuyên, khó mà nghe rõ được ai đang nói gì. Lúc này, từ chân đột nhiên lén nhìn xung quanh, sau đó cô ta ôm một đống sách từ trong xe đẩy ra, thấy chồng sách kia, những người vây quanh cô ta lập tức sáng mắt, chỉ chốc lát sau đó, sách trên tay từ chân đã bị càn quét hết. Lúc này, một cô bé khoảng chừng 18 tuổi ôm sách bỗng đến vỗ vỗ Từ Chân, cô bé khẽ hỏi, chị Chân ký tên cho em được không? Từ Chân gật đầu cười. Cô bé vội vã lấy bút ra rồi đưa sách bút cho Từ Chân, Từ Chân nhận lấy rồi ký tên mình lên. Tôi cũng muốn. Tôi nữa, tôi cũng muốn. Phàm là người mua sách đứng ở đây ai cũng muốn được ký tên, Từ Chân cũng vừa cười vừa ký cho từng người. Qua một lúc lâu, mọi người dần tản đi. Một cô gái bày sạp bán cách Từ Chân không xa đột nhiên cười nói, chị Chân, lần nào chị cũng đến một mình, người nhà chị đâu?
Từ Chân lắc đầu. Cô gái nghi ngờ hỏi, không có người nhà. Từ Chân chỉ đầu mình, không nhớ gì cả. Cô gái cau mày, mất trí nhớ à? Từ Chân chỉ cười, không nói gì. Cô gái đang định nói tiếp thì bỗng có một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm cầm một bó hoa đi tới, gã đến trước mặt Từ Chân rồi bày ra vẻ thâm tình, Từ Chân, tôi thích em. Từ Chân nhìn người đàn ông mặc Âu phục, anh có phải họ Diệp không? Người đàn ông ngẩn ra, sau đó đáp, tôi họ Lý. Từ Chân lắc đầu. Người đàn ông còn định nói gì đó thì Từ Chân đột nhiên vung tay lên. Người đàn ông đã bị hất bay ra ngoài xa, cuối cùng rơi xuống đầm nước. Cô gái bầy sạp bên cạnh Từ Chân trợn mắt ngoác mồm, chị Chân mạnh ghê. Từ Chân khẽ mỉm cười. Cô gái chớp mắt hỏi, chị Chân hỏi gã có phải là họ Diệp không? Nghĩa là sao vậy? Từ Chân khẽ đáp, có một người họ Diệp, hình như hắn nợ tôi thứ gì đó. Tôi đang chờ hắn đến tìm mình. Vô Biên Chủ cầm một chai rượu, chậm rãi rảo bước trên phố thị phồn hoa. Thi thoảng bật cười rồi nốc một hớp rượu lớn. Hùng tâm tráng trí à? Ông ta không có thứ đó. Cho dù có muốn thừa nhận hay không, ông ta cũng đã xa rời thời đại này rồi. Hay nói cách khác, đây không còn là thời đại của ông ta nữa. Dưỡng lão ư? Chỉ là hành động bất đắc dĩ khi không còn biết nên làm gì nữa thôi. Vô Biên Chủ nở nụ cười tự giễu. Ông ta lại uống ực một hơi, cũng không dùng tu vi để áp chế hơi men. Ngược lại còn thấy thích cảm giác ngà ngà say này. Để cho đầu óc mơ hồ, không còn nghĩ đến gì nữa. Đang thơ thẩn bước đi, ông ta bỗng dưng khựng lại, trợn to mắt nhìn một quầy thịt nướng ở bên đường nơi có một người đàn ông áo trắng đang ngồi. Diệp Huyên. Vô Biên Chủ cứ tưởng mình say rượu hoa mắt, vội vàng đưa tay lên dụi, nào ngờ nhìn lại vẫn thấy người kia ở đó. Ông ta bèn dùng huyền khí xua tan men rượu, vẫn thấy người kia. Mà đối phương chỉ quay lại cười nói, đến làm vài ly nào. Thật sự là Diệp Huyên. Vô Biên Chủ bèn xách vò rượu đến ngồi xuống đối diện, cười ha hả, Diệp vô sỉ. Sao hôm nay lại rảnh tới đây? Diệp Huyên cầm một sâu thịt dê nướng lên, cắn một miếng rồi đáp, đến gặp huynh. Vô Biên Chủ, gặp ta làm gì? Diệp Huyên thở dài, Vô Biên huynh à, từ khi nào mà chúng ta lại xa cách như thế? Vô Biên Chủ không đáp. Diệp Huyên rót cho mình một ly, huynh cũng tận mắt nhìn thấy năm ấy ta từng bước đi lên như thế nào. Vô Biên Chủ liếc sang, thoát ra là tốt rồi, không phải sao? Diệp Huyên lắc đầu, đâu có đơn giản thế. Vô Biên Chủ nhíu mày, thế nào? Diệp Huyên dựa vào lưng ghế, huynh cũng biết chuyện thằng con ta, hơn nữa. Vô Biên chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, có liên quan đến ông ta. Vô Biên Chủ, giết thì sao? Diệp Huyên cười, huynh cũng biết mà. Vô Biên Chủ xa sầm mặt, quả thật hệt như ta đã đoán. Vậy ý đồ thật của ông ta là gì, người có biết không? Diệp Huyên, chỉ một chút. Ông ấy uống hết ly rượu, hạ giọng nói, ông ta đang ấp ủ một âm mưu lớn, nếu thành công thì ông ta thật sự không cần phải kiêng nể gì nữa. Vô Biên Chủ thở dài, không chung sống hòa bình được à? Diệp Huyên cười. Vì sao Cửu Long không chọn hòa bình mà lại quyết tâm tranh giành đế vị? Vô Biên Chủ lộ vẻ phức tạp. Cửu Long vì sao lại tranh giành, vì sao lại không chịu hòa giải? Người thường sẽ cho rằng sinh ra đã là vương gia hưởng mọi vinh hoa phú quý, hà cớ gì phải đi tranh ngai vàng. Những người nghĩ như vậy, thực chất chưa từng hưởng thụ đãi ngộ đó. Các hoàng tử đó sinh ra trong dòng dõi hoàng gia, từ thuở lọt lòng đã có được cuộc đời sung túc. Đối với họ, nếu trên đời này còn thứ gì thật sự hấp dẫn, đó chính là đế vị. Ở vào vị trí của họ, chỉ cần có năng lực là sẽ tham gia tranh đấu. Chủ nhân bút đại đạo cũng như vậy. Diệp Huyên cầm đũa chở miếng đậu hũ trên vỉ nướng, cười nói, cái món này ngon thật sự, mỗi lần về đây ta đều phải gọi nó, huynh thử xem. Vô Biên Chủ, người đến tìm ta có chuyện gì? Diệp Huyên, nhớ huynh. Cút. Vô Biên Chủ không chút nể mặt. Diệp Huyên cười ha hả. Vô Biên Chủ chấm đậu hũ vào tiêu rồi bỏ vào miệng, nói đi. Diệp Huyên, ta đến là muốn nhờ huynh một chuyện. Vô Biên Chủ đảo mắt, nhờ. Ngươi nhìn ta thành bộ dạng này còn giúp với chả đỡ gì được nữa. Diệp Huyên, huynh làm được. Vô Biên Chủ, nói trước đi, muốn nhờ gì. Diệp Huyên, ánh mắt huynh thế là sao chứ? Chẳng lẽ ta lại gạt huynh? Vô Biên Chủ đáp ngay, chắc chắn.
Diệp Huyên. Vô Biên Chủ cầm sâu thịt nướng lên, thôi nói đi. Nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước, bây giờ thể lực ta có hạn rồi, ngươi nhờ ta dắt đi rửa chân thì không thành vấn đề, nhưng đánh đấm thì bỏ đi. Diệp Huyên cười, trên đời này còn có một loại khí vận mạnh nhất thế gian, huynh biết nó là gì không? Thấy Vô Biên Chủ liếc sang, ông ấy nói, ta có nó, huynh cũng có nó. Lần trước huynh bỏ mạng chỉ là có người đang thăm dò xem huynh có được bao nhiêu. Vô Biên Chủ, thế giới này là vậy thật à? Diệp Huyên, thật hay giả hay thật đều không quan trọng. Quan trọng là chỉ có giả đến mức độ cao nhất mới có tư cách chạm vào thật. Ông ấy đưa mắt nhìn xung quanh, như nơi này vậy, chỉ những người đạt đến đỉnh quyền lợi mới có thể đi khám phá chân tướng khác, bằng không những gì huynh thấy đều là do người ở trên muốn cho huynh xem, bằng không thì cả đời huynh cũng không thấy được. Vô Biên Chủ uống rượu, người muốn nhờ vả gì? Diệp Huyên không đáp, chỉ đặt một chiếc nhẫn xuống, ba việc, không dễ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Vô Biên Chủ, từ chối được không? Diệp Huyên mỉm cười, đời này của ta không có bao nhiêu huynh đệ, huynh là một trong số đó. Huynh không bằng lòng thì ta cũng không biết đi tìm ai. Vô Biên Chủ im lặng. Diệp Huyên đặt một tờ tiền lên bàn, ông chủ, tính tiền. Rồi đứng dậy đi vài bước, Vô Biên, trong nhẫn là một bộ công pháp không giới hạn. Vô Biên Chủ nhàn nhạt đáp, chẳng có gì hiếm lạ. Thiên tài như ta thì tự nghĩ ra công pháp chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Huyên, do Thanh Nhi viết. Vô Biên Chủ tức tốc thu nhẫn vào. Ha ha ha. Làm Diệp Huyên cười phá lên. Vô Biên Chủ hỏi, người định đi đâu? Diệp Huyên, nơi ta nên đi. Ta cũng như huynh, thời đại này đã không phải của chúng ta nữa rồi. Vô Biên Chủ im lặng một hồi lâu. Sau đó mới nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay với vẻ phức tạp, cảm ơn nhiều. Ông ta làm sao lại không hiểu? Người này đâu có cần ông ta giúp đỡ. Ngược lại còn đang giúp ông ta. Vô Biên Chủ bèn cạn sạch rượu trong ly, rút ra một xấp tiền giấy vỗ lên bàn, ông chủ. Hôm nay tôi bao quán. Chỉ nhận lại một cái lườm sắc lẻm từ chủ quán. Vô Biên Chủ bèn nhìn xung quanh, phát hiện quán này cũng không khá khẩm mấy, chỉ có mỗi mình ông ta. Tự dưng sượng ngắt. Má nó. Ra vẻ thất bại rồi. Thử lại. Lần này ông ta đặt một chiếc thẻ lên bàn. Tôi mua lại tiệm thịt nướng. Ông về quê dưỡng lão đi. Kết quả chỉ thấy ông chủ cầm dao phay lao ra. Uống được vài ba ly nước đái ngựa thì tưởng mày ngon lắm à. Kinh tế đi xuống. Tao đã khổ lắm rồi mà mày còn giỡn mặt. Có nhân tính không hả? Ê đừng có chạy. Vô Biên Chủ. Vũ trụ chủ. Một người đàn ông nhàn nhã bước đi trong dãy núi vô tận. Y chính là cựu thần. Y đi mãi, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy một cột đá cao chọc trời như đang chống đỡ thiên địa. Y lại tiếp tục đi, khi đến gần cột đá thì thấy những vòng tròn mờ nhạt được khắc vào thân cột. Quan sát một hồi, Y lại phát hiện một lối đi nhỏ phía sau cột đá, dẫn đến một cánh cửa đá cao gần vạn trượng, sừng sững nguy nga. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cựu thần quay lại, thấy chủ nhân bút đại đạo đi đến. Ông ta cười, lại gặp nhau rồi. Cựu thần đáp lễ, chắc không phải trùng hợp nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo, ta đến để tìm ngươi. Cựu thần, có việc gì? Chủ nhân bút đại đạo nhìn cửa đá, ngươi biết cái gì ở phía sau nó không? Cựu thần lắc đầu, không. Chủ chung của vũ trụ bảo ta đến đây xem thì ta đến thôi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang. Vậy ngươi biết thân phận thật của người đó không? Cựu thần, không luôn. Chủ nhân bút đại đạo cười, một thân phận không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cựu thần cười, bớt vòng vo, muốn gì nói thẳng đi. Chủ nhân bút đại đạo, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Cựu thần, liên quan tới Diệp lão đệ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, phải. Cựu thần, ta không làm. Chủ nhân bút đại đạo, ta còn chưa đưa ra đề nghị nữa. Cựu thần cười, là gì cũng không làm. Chủ nhân bút đại đạo, nếu là kinh phá bích thì sao? Không đợi cựu thần đáp, ông ta nói tiếp, kinh phá bích hoàn chỉnh. Rồi im lặng chờ đợi. Cựu thần vẫn câu nói cũ, kinh phá bích lợi hại lắm sao? Chủ nhân bút đại đạo không nói gì. Cựu thần lắc đầu, người rất lợi hại, chủ nhân bút đại đạo, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng cái gì của ta là của ta? Không phải của ta thì ta không cưỡng cầu, đừng nói chi là dùng mọi thủ đoạn để có được. Rồi y đi về phía cửa đá.
Chủ nhân bút đại đạo gọi theo, người có biết giá trị của kinh phá bích hoàn chỉnh không? Cựu thần không quay lại, giữ vững bản tâm, không sinh vọng niệm. Đại đạo trường sinh, cần gì phải cầu cạnh thứ khác? Chủ nhân bút đại đạo nhìn cựu thần rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, người vẫn là người của lúc trước. Ở đằng xa, cựu thần đã đi vào trong cánh cửa đá đó. Chủ nhân bút đại đạo không đi theo, vì sau khi cựu thần đi vào cánh cửa đá, cánh cửa đó đã biến mất. Nơi đó hoàn toàn biến mất. Thật ra nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vì họ không hề nhìn thấy cánh cửa đó, hơn nữa chỉ xuất hiện vào thời gian cụ thể nào đó. Chủ nhân bút đại đạo từng đến đây, nhưng cánh cửa đó không xuất hiện. Chủ nhân bút đại đạo xoay người rời đi, cũng không cảm thấy thất vọng, vì mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của mình. Sau khi bước vào cánh cửa đá, nghênh đón cựu thần là một cái hồ, bên phải hồ có một căn nhà nhỏ bằng tre, căn nhà được dựng trên mặt hồ, xung quanh là nước. Cựu thần đi đến trước căn nhà tre đó, y đẩy nhẹ cánh cửa ra, trong đó chỉ có một cuốn kinh văn và một chiếc nhẫn. Cựu thần cầm cuốn kinh văn kia lên, kinh phá bích. Nói rồi y đọc kỹ lại, một lúc sau y lắc đầu, trò gì đây, không hiểu. Y lại nhìn sang chiếc nhẫn, nhìn thấy chiếc nhẫn, mắt y sáng lên, thứ này được đấy, hợp với Diệp đệ. Trong tiểu tháp, trên đấu trường võ thuật rộng rãi, hôm nay có rất nhiều người đến. Vì hôm nay là ngày viện trưởng Diệp Quân lên giảng, viện trưởng lên lớp, cả thư viện Quan Huyên đều phấn khích. Vì Diệp Quân rất ít khi đích thân giảng bài, không đúng, phải nói là gần như chưa bao giờ làm vậy, nhưng hôm nay Diệp Quân bỗng dưng muốn giảng bài khiến các học sinh của học viện Quan Huyên vô cùng hưng phấn. Gần như tất cả mọi người ở thư viện Quan Huyên đều đến, khiến đấu trường võ đài rộng rãi trở lên chật kín. Trong sự mong chờ của mọi người, Diệp Quân chậm rãi bước xuống bậc đá phía xa. Viện trưởng. Lúc này bên dưới bỗng vang lên từng tiếng reo hò chói tai. Hôm nay Diệp Quân mặc áo bào trắng, đeo thắt lưng ngọc màu tím, tay cầm một cuốn sách cổ, không hề nhìn thấy khí tức kiếm tu trên người hắn, bây giờ hắn giống như một thư sinh, cả người đều toát ra khí chất thanh lịch. Nhìn thấy Diệp Quân, đấu trường võ đài lập tức trở nên nhốn nháo. Diệp Quân chậm rãi bước lên bục, không có bàn, chỉ có một cái đệm cói, nhưng hắn không ngồi xuống mà đứng đó, ánh mắt lướt qua từng người ở trên võ đài, họ đều là những người trẻ tuổi, tràn đầy khí lực. Cũng có chút non nớt. Lúc này hắn nghĩ đến bản thân lúc vừa gia nhập thư viện Quan Huyên. Chỉ thoáng chốc đã nhiều năm vậy rồi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, cười nói, chúng ta không làm những quy trình hình thức đó, cũng không nói những lời cao ngạo gì đó. Hôm nay chúng ta đến để giao lưu, các ngươi có thể hỏi, ta sẽ trả lời, bất kỳ vấn đề gì. Rất nhiều người bên dưới đều giơ tay lên. Diệp Quân xòe tay ra, một quả cầu xuất hiện trong tay hắn, hắn cười nói. Quả cầu này bay đến tay ai thì người đó hỏi. Nói rồi hắn hơi dùng sức, quả cầu bay về phía khu vực bên trái, hắn không khống chế điểm rơi của quả cầu. Chẳng mấy chốc, quả cầu rơi vào tay một thiếu niên đồ đen, thiếu niên được một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên. Cậu ta siết chặt quả cầu, hơi căng thẳng. Diệp Quân nhìn thiếu niên đồ đen, cười nói, có muốn hỏi gì không? Thiếu niên đồ đen gật đầu, có. Nhưng vì hơi căng thẳng nên mặt cậu ta hơi đỏ, bỗng chốc không biết nên nói gì. Diệp Quân mỉm cười, đừng vội, trước tiên hít sâu vào nào. Thiếu niên đồ đen hít sâu một hơi, cảm giác căng thẳng bỗng đỡ hơn rất nhiều, cậu ta nhìn Diệp Quân, viện trưởng, ta. Câu hỏi của ta là, khi nào bọn ta có thể rời khỏi thế giới này để đi ra ngoài? Thế giới bên ngoài. Tất nhiên người trong tiểu tháp đều biết bây giờ họ đang ở một thế giới bên trong tiểu tháp. Nơi này phong bế tuyệt đối, họ không biết gì về thế giới bên ngoài, càng khao khát được đi ra thế giới bên ngoài. Nghe thiếu niên đồ đen nói thế, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân, trong mắt rất nhiều học sinh không giấu nổi sự mong đợi, rõ ràng là họ rất muốn ra ngoài phiêu lưu. Diệp Quân cười nói, các ngươi muốn ra ngoài à? Tất cả mọi người đều gật đầu, đồng thanh nói, phải. Diệp Quân nói, ngày mai ta có thể dẫn mọi người ra ngoài khám phá. Nhưng chỉ có một vạn người thôi. Vừa nghe nói thế, các học sinh lập tức vui mừng reo hò. Các trưởng lão nội các lâm thời như đệ nhất tính chiêu, mục khoản hơi ngạc nhiên vì họ không ngờ Diệp Quân lại làm vậy. Nhìn dáng vẻ phấn khích của các học sinh, Diệp Quân bật cười. Thật ra, sở dĩ hắn đồng ý như thế không phải là nhất thời nảy ra ý này mà là hắn đã có dự định này từ lâu rồi.
Bây giờ vũ trụ quan huyên trong tiểu tháp đang phát triển rất nhanh, chẳng mấy chốc nhóm người trước mặt này có thể nói là thiên tài hàng đầu trong vũ trụ quan huyên, mặc dù bây giờ người này rất ngoan ngoãn và khách sáo, nhưng thật ra họ rất kiêu ngạo. Dù sao họ cũng đều là nhóm người yêu nghiệt nhất vũ trụ quan huyên hiện giờ. Trong vũ trụ quan huyên không có ai là đối thủ của họ, dĩ nhiên họ muốn ra ngoài khám phá thử, làm quen với các thiên tài và yêu nghiệt ở thế giới bên ngoài. Điều này cũng hợp ý của Diệp Quân. Thật ra nền văn minh vũ trụ quan huyên vẫn không thể so sánh với vũ trụ chủ ở bên ngoài, khoảng cách giữa hai nền văn minh vẫn rất lớn, thế nên hắn quyết định để những người này ra ngoài học hỏi thế giới. Thiếu niên đưa ra câu hỏi đó bật cười sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Quân, ta không còn câu hỏi nào khác nữa. Nói rồi cậu ta vội quay về chỗ của mình. Diệp Quân khẽ cười, hắn xòe tay ra, trong tay lại có thêm một quả cầu bay về phía bên phải. Quả bóng rơi vào tay một cô gái này mặc bộ váy dài màu xanh, tay cầm một thanh kiếm, vốn dĩ nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi nhận được quả cầu, gương mặt cô ta hiện lên một tia hưng phấn. Chẳng mấy chốc cô ta được một luồng sức mạnh êm ái nâng lên. Diệp Quân cười nói, có gì muốn hỏi không? Cô gái vội gật đầu, có. Diệp Quân nhìn cô ta, mỉm cười đợi cô ta hỏi. Cô gái nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta nhìn Diệp Quân, viện trưởng, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Thực lực mạnh thế nào? Cô ta vừa nói thế, mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân, ngay cả mấy người Mục Khoản và Cố Trần, ánh mắt họ hiện lên vẻ tò mò. Thực lực của Diệp Quân là một câu đố với bọn họ. Vì trong vũ trụ quan huyên, gần như chưa có ai nhìn thấy Diệp Quân ra tay, thế nên họ không biết rốt cuộc Diệp Quân mạnh thế nào. Nghe cô gái nói thế, Diệp Quân bật cười, vấn đề này quả thật khá khó trả lời. Cô gái hỏi, tại sao? Diệp Quân nói, vì không có vật đối chiếu. Cô gái sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của hắn, vũ trụ quan huyên đã không có ai có thể đấu lại hắn. Lúc này Diệp Quân lại nói, các người nghĩ ai trong thư viện là người mạnh nhất? Chủ tịch Khuyết Chiến. Mọi người ở bên dưới đồng thanh đáp. Khuyết Chiến. Từ sau khi ông ta đi theo Diệp Quân, ông ta vẫn luôn tu luyện trong tiểu tháp, dĩ nhiên Diệp Quân sẽ không lãng phí tài năng như vậy. Hắn phong cho Khuyết Chiến làm chủ tịch võ viện, chuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn võ đạo cho các học sinh trong võ viện. Thật ra làm vậy thì hơi không biết trọng dụng nhân tài. Dù sao ở bên ngoài Khuyết Chiến cũng không hề yếu, thực lực của ông ta tương đương với cảnh giới văn minh tổ, ít nhất là cấp 5 đến cấp 6 đến cảnh giới văn minh tổ. Hơn nữa Khuyết Chiến vẫn chưa khôi phục hết ký ức, nếu đã khôi phục hoàn toàn thì thực lực còn mạnh hơn nữa. Nhưng hết cách rồi, bây giờ vũ trụ quan huyên đang thiếu nhân tài, thế nên chỉ đành để Khuyết Chiến làm vậy trước. Lúc này Khuyết Chiến xuất hiện. Sau khi Khuyết Chiến xuất hiện, không ít người đều hô hoán gọi tên ông ta. Vẫy tay với ông ta. Là chủ tịch võ viện của Thư viện Quan Huyên, ông ta rất nổi tiếng ở Thư viện Quan Huyên, có không ít người hâm mộ. Diệp Quân nhìn Khuyết Chiến, cười nói, Chiến huynh, chúng ta tập chút nhé. Được, người nói không phải là Khuyết Chiến mà là các học sinh bên dưới. Cũng không biết ai hét lên câu đầu tiên, chẳng mấy chốc mọi người đều hét lên, được. Khuyết Chiến gật đầu, được. Diệp Quân bật cười, hắn giơ tay lên. Hắn và Khuyết Chiến đã đi vào thời không bí ẩn. Mọi người vẫn có thể nhìn thấy họ, nhưng thật ra hai người đã ở rất xa mọi người. Khuyết Chiến nhìn Diệp Quân chằm chằm, nào, đến đây. Nói rồi ông ta đột nhiên tiến lên một bước, một tia sáng màu vàng bỗng nhiên lao lên trời từ dưới chân ông ta, ngay sau đó một ngọn giáo lao thẳng về phía Diệp Quân như sấm sét. Mặc dù không ở cùng một thời không, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, các học sinh vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này, sắc mặt họ đều trở nên nghiêm túc, cảm thấy hơi căng thẳng. Viện trưởng có thể đỡ được không? Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng giơ ngón tay chỉ về phía trước, một tia kiếm quang buộc Diệp Quân dừng lại tại chỗ, thoáng chốc khu vực cỗ hắn đứng sôi sục. Khuyết Chiến lùi về sau, trong lúc đó tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh ông ta bắt đầu bị tiêu diệt từng chút. Diệp Quân bỗng xòe tay phải ra, lên. Vừa dứt lời, hàng ngàn vạn thanh kiếm khí bỗng xuất hiện phía sau hắn. Má ơi! Trên võ đài, tất cả học sinh đều sửng sốt khi nhìn thấy hàng ngàn vạn thanh kiếm khí xuất hiện trong hư không, hai mắt trợn tròn. Đẹp trai quá! Trong thời không đặc biệt, Diệp Quân bỗng chỉ về phía Khuyết Chiến, đi! Vừa dứt lời, hàng ngàn vạn thanh kiếm khí lao thẳng về phía Khuyết Chiến như từng đợt sao băng,
Trong lúc đó Diệp Quân đột nhiên sử dụng huyết mạch phong ma, chỉ trong thoáng chốc hàng ngàn vạn thanh kiếm khí đó bắt đầu biến thành màu đỏ như máu. Khi chúng đến gần khuyết chiến, hàng ngàn vạn thanh kiếm khí đã chuyển sang màu đỏ máu, toát ra sự đẫm máu. Các học sinh bên ngoài trước kia có được nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu. Ai cũng đều sửng sốt với đòn tấn công này của Diệp Quân. Bây giờ trong đầu họ chỉ có hai từ, đỉnh quá. Bọn họ không biết những kiếm khí đó của Diệp Quân có uy lực thế nào, dù sao, bọn họ cũng thấy rất ngầu, quả thật là ngầu tung trời. Kiếm tu. Bây giờ ở vũ trụ Quan Huyên, địa vị của kiếm tu vẫn rất cao, là đối tượng sùng bái của vô số người trẻ. Nếu một người đàn ông là kiếm tu, vậy ở trong vũ trụ Quan Huyên, kẻ đó sẽ có quyền được ưu tiên chọn bạn đời. Chẳng qua, tính cách của phần lớn kiếm tu đều khá lạnh lùng, hơn nữa, thích một thân một mình, chỉ có rất ít người mới hứng thú với con gái. Lúc những kiếm tu ở đây thấy chiêu kiếm kỹ này của Diệp Quân, lập tức kích động không kiềm chế bản thân được, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Khuyết chiến hơi đau đầu, vị viện trưởng này lại dở vẻ ngầu rồi. Đương nhiên, ông ta không dám qua loa tí nào, vì những kiếm khí này thật sự rất khủng bố. Đặc biệt là Diệp Quân còn sử dụng cả sức mạnh của huyết mạch phong ma, trong mỗi nhát kiếm đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái này cũng khiến ông ta kinh ngạc, sao thằng nhóc này lại thăng cấp nhanh như vậy? Phải biết là, lần trước gặp mặt, thằng nhóc này vẫn chưa đánh thắng được ông ta đâu. Chẳng mấy chốc, dưới sự chú ý của mọi người, tay cầm trường thường của khuyết chiến đột nhiên đâm về trước, vừa đánh phát này ra, vô số kim quang xông ra khỏi người ông ta như thủy triều, đồng thời một loại vực thần bí bao phủ nơi này, dưới sự đàn áp của sức mạnh, vực này, cảnh giới của Diệp Quân lại bắt đầu bị kiềm chế, nhưng chỉ nháy mắt, kiếm khí của Diệp Quân đã phá vỡ sức mạnh này. Ầm ầm. Ở thời không thần bí này, thời không nơi Diệp Quân và khuyết chiến đang ở nháy mắt đã nổ tung, hai luồng sức mạnh phát nổ cùng lúc, khu vực đó lập tức chói lọi như pháo hoa, vô số kim quang và kiếm khí màu máu không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh. Dưới sự chú ý của mọi người, khuyết chiến bị nhát kiếm kia đè cho lùi lại liên tục, lần lùi này lùi xa cả trăm ngàn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, xung quanh ông ta đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu máu, chi chít, bao quanh y ông ta. Khuyết chiến không ra tay nữa, vì kim giáp trên người ông ta đã rạn nứt, cái này còn do Diệp Quân nương tay, nếu không, vừa nãy những kiếm khí đó đã đè chết ông ta rồi. Khuyết chiến rất kinh ngạc, vì tốc độ thực lực Diệp Quân thăng cấp cũng quá khủng bố. Nơi xa, tay phải Diệp Quân khẽ phất, chỉ nháy mắt, mọi kiếm khí đã biến mất không còn gì, hắn và khuyết chiến lại xuất hiện ở trên võ đài lần nữa. Lúc này, những học sinh ở đó đột nhiên hoan hô đồng loạt. Tiếng như sấm kêu. Diệp Quân nhìn những học sinh hoan hô, cười nói, giải tán. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Quân không biết rằng, trận đấu này của hắn và khuyết chiến đã bị thư viện dùng quả cầu ghi hình đám mây ghi lại, do đó, không lâu sau. Trận đấu này đã nhanh chóng truyền ra khắp vũ trụ Quan Huyên. Bất kỳ thế giới nào cũng đều thích kẻ mạnh, tất nhiên vũ trụ Quan Huyên cũng không ngoại lệ. Sau khi thấy được thực lực khủng bố của Diệp Quân, người của cả vũ trụ Quan Huyên càng sùng bái hắn hơn. Nhờ đó mà sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng xảy ra thay đổi lần nữa. Trên đường, Diệp Quân đang đi dạo với đệ nhất Tĩnh Chiêu thì đột nhiên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi sức mạnh tín ngưỡng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là sợi sức mạnh tín ngưỡng màu trắng, nhưng lúc này, lại đang từ từ trở nên trong suốt. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, chắc do trận đấu vừa nãy. Diệp Quân cười nói, chắc thế. Nói rồi, hắn nhìn sợi sức mạnh tín ngưỡng trong tay, nở nụ cười, hắn không ngờ, một màn biểu diễn, mà hắn lại có thu hoạch lớn như vậy. Thật ra, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã phát triển đến đoạn bế tắc, nếu muốn mạnh hơn. Chỉ có thể dùng thời gian từ từ bồi dưỡng, nhưng lần này, hắn không ngờ, sức mạnh tín ngưỡng của hắn lại được thăng cấp nhiều như vậy. Nếu sức mạnh tín ngưỡng tiến thêm một bước nữa, vậy nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Hắn có chút chờ mong. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, tình hình bên ngoài thế nào? Thời gian này, cô ta đều xử lý chuyện của thư viện, căn bản không quản chuyện bên ngoài, đương nhiên, với thực lực bây giờ của cô ta, cũng không quản chuyện bên ngoài được, chính vì vậy. Cô ta không khỏi hơi lo lắng. Diệp Quân thu sức mạnh tín ngưỡng lại, sau đó nói, không quản được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, ta cũng không quản được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, sau đó nói,
ta chuẩn bị dẫn các chủ thành lớn trong nội các lâm thời đi mặc đồ dân tham thú đây đó, ngày nào cũng ngồi trong các, có nhiều chuyện chỉ được nghe báo cáo, không thể nhìn thấy tận mắt, cái này không được, chúng ta nên đi vào dân gian xem thử, nghe coi sao. Diệp Quân gật đầu, cách này cũng tốt, ngày mai ta chuẩn bị dẫn 10.000 học sinh trong thư viện đi tới Phản Thiên Quốc xem thử, để bọn chúng nhận thức về thế giới bên ngoài, cũng để họ biết, trời cao bao nhiêu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, được. Ngày hôm sau, Diệp Quân dẫn 10.000 học sinh do mình chọn rời khỏi tiểu tháp, hắn tìm Huyền Nho, tất nhiên chuyện này phải nhờ Huyền Nho giúp mới được. Huyền Nho không từ chối, gã nói, nếu giao lưu, nơi tốt nhất là Học viện Đế Quốc, đây là học viện tốt nhất của Phản Thiên Quốc, hơn nữa, ở đế đô này, bên trong đều là thiên tài yêu nghiệt nhất của Phản Thiên Quốc chúng ta. Diệp Quân nói, vậy tất nhiên là tốt rồi. Huyền Nho nói, ta thông báo với họ đã. Diệp Quân cười nói, làm phiền rồi. Huyền Nho lắc đầu, chút chuyện nhỏ thôi. Vì sư phụ của gã, nên mặc dù ở Phản Thiên Quốc gã không có quyền lợi cực lớn, nhưng, cơ bản đều sẽ cho gã mặt mũi. Nên nói, không ai dám không cho mặt mũi. Đồ đệ của quốc sư, thân phận này trong Phản Thiên Quốc, thật sự rất có ghế trị, cho dù là thành viên hoàng thất cũng không dám bất kính. Vì địa vị của sư phụ gã quốc sư Phản Sở trong Phản Thiên Quốc chỉ đứng sau hoàng đế. Dưới sự sắp xếp của Huyền Nho, chẳng mấy chốc chuyện này đã được quyết định xong, ngày hôm sau, Diệp Quân và Huyền Nho dẫn 10.000 học sinh của Thư viện Quan Huyên tới Học viện Đế Quốc. Vừa tới cổng của Học viện Đế Quốc, học sinh của Thư viện Quan Huyên đã bị Học viện Đế Quốc trước mắt làm cho chấn động. Học viện Đế Quốc này không xây trên đất, mà xây giữa một dòng sông ngân, xung quanh là các vì sao vô tận lơ lửng, nhưng không lộn xộn, bọn chúng xoay tròn tuần tự theo một cách cực kỳ có quy luật. Vừa vào cổng Học viện Đế Quốc, va thẳng vào một thác nước đó to vô biên, chắn ngang trước mặt mọi người như một màn hình nước. Khi mọi người đi vào trong thác nước kia từ từ mở ra hai bên, một dòng đại đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Học sinh của Thư viện Quan Huyên tò mò đánh giá xung quanh. Giờ khắc này, mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc. Lúc chưa ra khỏi vũ trụ Quan Huyên, trong lòng họ, Thư viện Quan Huyên là số một của toàn vũ trụ, nhưng lúc này, thấy Học viện Đế Quốc trước mắt, bọn họ mới phát hiện, bên ngoài cũng có học viện mạnh mẽ như vậy. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Huyền Nho, mọi người đi tới một quảng trường rộng lớn, ở quảng trường này, được tạo thành bằng cách dùng một loại tinh thạch đặc biệt xếp chồng lên nhau, rạng rỡ lóa mắt, lớn hơn võ đài của Thư viện Quan Huyên không chỉ 10 lần. Lúc này, một cô gái mặc áo giáp xuất hiện trước mặt mọi người. Huyền Nho khẽ cười nói, Xích Tuyết, đã lâu không gặp. Cô gái tên Xích Tuyết nhìn Huyền Nho, khi nào thừa kế chức vị quốc sư. Câu này có ý châm chọc nhẹ, nhưng, Huyền Nho lại không giận gì, cười nói, vẫn sớm, vẫn còn sớm. Xích Tuyết nhìn Diệp Quân, cô ta liếc hắn chằm chằm, nghe nói thánh cổ kim của Thánh Vương Điện mang thai con của ngươi. Diệp Quân gật đầu, Xích Tuyết đánh giá Diệp Quân, cái vỏ da này của ngươi cũng được, chỉ không biết thực lực ra sao. Diệp Quân cười nói, cũng được. Cũng được. Xích Tuyết nhướng mày. Huyền Nho vội đi ra, nói, Xích Tuyết, lần này Diệp Huynh dẫn học sinh của hắn tới giao lưu với Học viện Đế Quốc chúng ta. Xích Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, có phần khiêu khích nói, tỉ thí phát đi. Diệp Quân còn chưa nói gì, sau người hắn, một học sinh đã nói ngay, được thôi. Xích Tuyết cười, nhãi con, nghe thấy chưa? Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng cười, tiếp đó, hàng trăm học sinh xông ra khỏi không trung, xuất hiện trên võ đài. Những học sinh này nhìn những học sinh sau người Diệp Quân, trong mắt đầy bỡn cợt. Sau người Diệp Quân, những học sinh của Thư viện Quan Huyên đều phẫn nộ vô cùng. Thế này thì coi thường người quá rồi. Lúc này, sau người Xích Tuyết, một người đàn ông đồ trắng đi ra, gã cười nói, để ta tỉ thỉ với các vị đi. Nói rồi, gã quét mắt qua đám người sau lưng Diệp Quân, các vị có thể lên cùng nhau. Cùng lên. Vừa dứt lời, đám học sinh sau lưng Xích Tuyết lập tức cười to. Còn sắc mặt học sinh Thư viện Quan Huyên sau người Diệp Quân đều trở nên khó coi vô cùng, một thiếu niên mặc bào đen đột nhiên đi ra trước mặt người đàn ông áo trắng, ta tỉ thí với ngươi. Người đàn ông áo trắng đánh giá thiếu niên bào đen, lắc đầu, ngươi quá yếu. Thiếu niên bào đen nói, đừng chỉ biết nói mồm. Thiếu niên áo trắng cười nói, vậy ngươi tới đi. Thiếu niên bào đen dẫm về trước một bước, vừa bước ra,
một nhát kiếm đột nhiên xông ra từ người y, sau đó nháy mắt đã đâm về phía thiếu niên áo trắng như sấm sét. Kiếm tu! Nhát kiếm này, thiếu niên bào đen đã dùng toàn lực. Tất nhiên y không dám khinh địch, trình độ phát triển văn minh của nơi này vừa nhìn đã biết cao hơn vũ trụ quan huyên, do đó, nhát kiếm này y không giữ lại tí lực nào. Tuy nhiên, khi đối mặt với nhát kiếm mạnh mẽ này, thiếu niên áo trắng lại chỉ cười nhạt, sau đó giơ ngón tay ra khẽ chọc. Ầm! Một chọc này, nhát kiếm của thiếu niên bào đen đã bị ép đứng yên tại chỗ, còn khi thiếu niên bào đen muốn ra tay lần nữa, thanh kiếm lại tan vỡ ầm ầm, một sức mạnh đáng sợ tấn công vào ngực y, đánh bay y ra xa hàng trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất. Thua sạch! Giờ khắc này, đám học sinh sau người Diệp Quân đều ngơ ngẩn tại chỗ. Trong đám học sinh của Thư viện Quan Huyên, thiếu niên đồ đen có thể xếp vào top 5, thế mà thua sạch. Thiếu niên áo trắng lạnh nhạt nhìn thiếu niên đồ đen bay đi, bảo các ngươi cùng lên, ngươi cho rằng ta đang sỉ nhục các ngươi à? Ta chỉ nói sự thật thôi, sự thật này chính là, ta thật sự có thể đánh bại hết các ngươi. Nói rồi, gã đột nhiên từ từ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, trong đó, cũng bao gồm cả viện trưởng này của ngươi. Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quân, trong mắt là vẻ khiêu khích không che giấu. Không nhìn được cảnh giới của Diệp Quân, cũng không cảm nhận được, nhưng nhìn hắn trông rất trẻ. Thật ra, đặt hắn trong vũ trụ chủ thì thật sự cũng được coi là thế hệ trẻ. Thấy thiếu niên áo trắng khiêu khích Diệp Quân, những học sinh sau lưng Diệp Quân lập tức không chịu được, có mấy học sinh muốn đứng ra, nhưng lại bị người đàn ông dẫn đầu ngăn lại. Người đàn ông này tên Chu Trần, bây giờ là học sinh đứng đầu của Thư viện Quan Huyên. Chu Trần nhìn những học sinh phẫn nộ kia, kỹ năng không bằng người ta, có gì mà phải tức giận. Hiển nhiên mọi người có chút sợ y, bị y nói thế, lập tức không dám hó hé gì nữa. Chu Trần quay đầu nhìn thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên áo trắng vẫn nhìn Diệp Quân, khiêu khích. Chu Trần nói, viện trưởng, học sinh xin đấu. Diệp Quân nhìn Chu Trần, người chắc chứ? Chu Trần gật đầu, chắc chắn. Diệp Quân cười nói, được. Diệp Quân cũng đã từng nghe nói về học sinh đứng đầu này, trước mắt đây là người yêu nghiệt nhất của Thư viện Quan Huyên, cũng là người mà Khuyết Chiến nhìn chúng, đã được Khuyết Trần nhận làm đệ tử chân truyền. Sau khi Chu Trần từ từ bước ra, y chắp tay với thiếu niên áo trắng, xin được chỉ bảo. Thiếu niên áo trắng nhìn Chu Trần, việc gì phải lãng phí thời gian nữa. Chu Trần không nói gì, chỉ dẫm về trước một bước, vừa bước ra, một thứ vực thần bí đột nhiên bao phủ cả nơi này. Thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức hơi kinh ngạc. Đây không phải là tuyệt chiêu của Khuyết Chiến à? Lúc đầu khi Khuyết Chiến vừa xuất hiện, chỉ một bước, đã khiến tu vi của hàng triệu sinh linh trong tinh vực biến mất. Hắn không ngờ, Chu Trần này cũng làm được, mặc dù uy lực không mạnh như Khuyết Chiến, nhưng cũng không thể coi thường. Thiếu niên áo trắng cũng không ngờ Chu Trần này lại ra tay như vậy, tu vi của gã chưa biến mất, nhưng cũng bị đè xuống chỉ còn 8 cảnh giới. Lúc nhận ra điều này, sắc mặt thiếu niên áo trắng lập tức thay đổi, hai tay gã đột nhiên nắm chặt, một loại sức mạnh ghê gớm trong người tràn ra, muốn phá vỡ vực của Chu Trần, nhưng đúng lúc này, một cây trường thương đã phá không xông ra, chống thẳng vào giữa hai mày của thiếu niên áo trắng. Thua sạch! Thiếu niên áo trắng ngơ ngác tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo, gã tức giận nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, gã lập tức hối hận. Sau người gã, những học sinh của Học viện Đế quốc đều cau mày, bọn họ dồn dập nhìn thiếu niên áo trắng, hơi bất mãn. Nói lời này ra, thật sự hơi bị người ta coi thường. Chu Trần thu trường thương lại, sau đó nhìn đám người thiếu niên áo trắng, nghe đồn Học viện Đế quốc là học viện tốt nhất ở vũ trụ chủ, hôm nay chúng ta nghe danh mà đến, lại không ngờ, đường đường là Học viện Đế quốc của vũ trụ chủ lại đãi khách như vậy. Chẳng lẽ Học viện Đế quốc đều chỉ là con khỉ tu võ không đọc sách à? Mọi người, đám người thiếu niên áo trắng giận vô cùng, đang muốn nổi cơn, thì Chu Trần lại xoay người nhìn đám học sinh Thư viện Quan Huyên, các ngươi phải nhớ, kỹ năng không bằng người ta, thì không cần hổ thẹn, học sinh của Thư viện Quan Huyên chúng ta, đã muốn thắng, thì cũng phải thua. Nhưng có một điều chúng ta nhất định không thể thua, đó là tố chất làm người, kẻ khác có thể không có tố chất, nhưng, chúng ta không thể không có, nếu một người không chú ý tới tố chất, vậy khác gì con khỉ. Vâng. Đám học sinh đồng loạt đáp. Sắc mặt họ đầy vẻ hưng phấn. Diệp Quân nhìn Chu Trần, khẽ cười. Còn sắc mặt đám học sinh Học viện Đế quốc thì khó coi vô cùng, lúc này,
trong đám họ, có một người đàn ông từ từ bước ra, gã nhìn Chu Trần, ta đánh với ngươi. Chu Trần nhìn người đàn ông kia, lắc đầu, ta không phải đối thủ của các hạ, ta nhận thua. Nói rồi, y lui về sau Diệp Quân. Còn đánh nữa, chắc chắn là tự rước lấy nhục. Vì người đối phương cử ra rất mạnh. Người đàn ông kia thấy Chu Trần lại thẳng thừng nhận thua, sắc mặt lập tức trầm xuống, nắm đấm của gã như đánh vào bông, mềm mịn. Đối phương không cho gã cơ hội lấy lại sân chơi. Tức chết người ta rồi. Lúc này những học sinh của Học viện Đế quốc cũng tức lắm, hơn nữa, còn không có chỗ phát ra. Bây giờ đi sỉ nhục người khác à? Có vẻ không có tố chất thật. Cái chuyện chết tiệt. Đúng lúc này, Xích Tuyết kia đi ra, cô ta nhìn Diệp Quân, các học sinh đã tỉ thí xong rồi, ta nghĩ, nên tới lượt giáo viên chúng ta rồi. Ngươi thấy sao? Tất nhiên phải lấy lại sân chơi này rồi, nếu không, Xích Tuyết cô ta sẽ bị người khác cười cả đời. Thấy tình hình đi vào bế tắc, Huyền Nho đi ra, Xích Tuyết. Xích Tuyết nhìn y, ngươi cầm miệng cho ta. Huyền Nho. Diệp Quân cười nói, ta cảm thấy, chắc là không cần đâu. Xích Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ta thấy cái này rất cần, suy cho cùng, các ngươi tới để giao lưu, mà giao lưu, tất nhiên phải tỉ thí, ngươi xem nói. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Diệp Quân gật đầu, được. Thấy Diệp Quân đồng ý, sau người Diệp Quân, đám học sinh lập tức nở nụ cười. Huyền Nho thấy thế, cũng không khuyên nữa, gã cũng muốn xem thử thực lực của Diệp Quân. Thực lực của Xích Tuyết không yếu, là cảnh giới văn minh tổ, mặc dù mới đạt tới cảnh giới văn minh tổ, nhưng không phải loại yếu ớt. Học viện Đế quốc tuyển đạo sư, thấp nhất cũng là cảnh giới văn minh tổ. Suy cho cùng, nơi này là nơi Phạm Thiên Quốc dùng để bồi dưỡng người ta, sao có thể để người tầm thường vào làm giáo viên được. Mọi người để sân đấu lại cho Diệp Quân và Xích Tuyết. Xích Tuyết mặc một bộ giáp, tay phải của cô ta cầm cây trường thương. Nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không phí lời tí nào, thân hình run lên, đâm lưỡi lê thẳng về phía Diệp Quân, nháy mắt khi lưỡi lê của cô ta đâm ra, trời đất bỗng trở nên hư ảo, sức mạnh của pháp tắc đại đạo mà đám Diệp Quân chưa bao giờ thấy nháy mắt đã bao phủ quanh người hắn, những pháp tắc đại đạo này như những chiếc dây thừng hóa chặt chỗ hắn lại, áp chế. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy có triệu ngọn núi đè lên người mình. Nháy mắt, cây trường thương kia đã đâm tới trước mặt hắn. Diệp Quân không dùng kiếm thanh huyên, chỉ vừa suy nghĩ, một cây khí kiếm đã đột nhiên bay ra từ người hắn. Ầm ầm, mọi người còn chưa phản ứng kịp, Xích Tuyết đã bị đánh bay đi, còn những sức mạnh thần bí bao phủ quanh người Diệp Quân đã biến mất không còn gì. Đã bị khí kiếm của hắn đánh vỡ. Một kiếm phá vạn pháp. Xích Tuyết vừa dừng lại, chỉ thấy Diệp Quân dẫm lên một bước. Một bước là một kiếm. Nơi xa. Con người của Xích Tuyết đột nhiên co rút lại, cô ta bỗng đặt thương ngang trước người. Ầm, mảnh thương mang tan vỡ, Xích Tuyết bị đánh bay đi, lần này, lúc cô ta dừng lại, một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai mày của cô ta. Thanh kiếm này, im hơi lặng tiếng, Xích Tuyết hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thua sạch, trong sân, lặng ngắt như tờ. Thế là thua rồi. Những học sinh của Học viện Đế quốc không thể tin vào cảnh tượng trong sân. Bản thân Xích Tuyết thì mặt cũng đầy kinh ngạc, hiển nhiên, cô ta cũng không ngờ mình lại bị một kiếm của người đàn ông trước mắt đánh bại. Chuyện này sao có thể? Còn sau Diệp Quân, trên mặt những học sinh kia đều lộ vẻ hưng phấn, khoảnh khắc này, hình tượng của Diệp Quân trong lòng họ đúng là rất hùng vĩ, vô địch. Đây là viện trưởng vô địch. Huyền Nho nhìn thật sâu vào Diệp Quân, thực lực của Diệp Quân cũng khiến gã hơi kinh ngạc, gã đã có dự cảm là Xích Tuyết không thắng được Diệp Quân. Nhưng không ngờ Xích Tuyết lại bị Diệp Quân đánh bại dễ như trở bàn tay. Diệp Quân thu kiếm về, nhìn Xích Tuyết, nhường rồi. Sắc mặt Xích Tuyết hơi khó coi. Còn sau người cô ta, những học sinh kia đều im lặng. Khoảnh khắc này, bọn họ hoàn toàn thu vẻ coi thường lại. Kiếm tu trước mắt này, có chút ghê gớm. Diệp Quân quay đầu nhìn Huyền Nho cười nói, Xích Tuyết, lần này Diệp Huynh tới đây. Là muốn dẫn học sinh của hắn đi tham quan học hỏi ở Học viện Đế quốc chúng ta, bên này cô có thể cử người dẫn bọn họ đi tham quan Học viện Đế quốc của chúng ta được không? Sau khi Xích Tuyết im lặng một lát, nói, Chu Phó. Vừa dứt lời, một người đàn ông bước ra từ sau lưng cô ta. Xích Tuyết nói, dẫn bọn họ đi dạo. Người đàn ông tên Chu Phó gật đầu, vâng.
Huyền Nho nói, đợi đã. Nói rồi, gã lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Chu Trần, ngươi cầm tấm lệnh bài này, nếu còn xảy ra chuyện không vui gì, ngươi cứ lấy tấm lệnh bài này ra. Sắc mặt Xích Tuyết trầm xuống, Huyền Nho, ngươi có ý gì? Lần này Huyền Nho không cho cô ta mặt mũi nữa, Xích Tuyết, ta hy vọng cô hiểu, Diệp Huynh là khách quý của Điện Quốc Sư ta, lần này hắn dẫn học sinh tới, là để giao lưu hữu nghị, không phải là tới chịu tức giận, nếu còn xảy ra chuyện gì không vui, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Nói tới đây, gã lắc đầu, thôi, nói với cô cũng không có ý nghĩa gì, Diệp Huynh, Huynh ở đây đợi một lát, ta đi gặp mấy người viện trưởng. Nói xong, gã không nhìn sắc mặt khó coi của Xích Tuyết, biến mất ở nơi xa. Ý nghĩ ban đầu của gã là để Xích Tuyết tự mình dẫn đội người đi, vì nếu Xích Tuyết không tự mình dẫn đội, chắc chắn còn xảy ra loại chuyện không vui này, nhưng gã không ngờ, Xích Tuyết lại chẳng coi trọng, để một học sinh đi dẫn đội. Gã không biết lai lịch của Diệp Quân, nhưng gã biết sư phụ của gã khủng bố thế nào, sư phụ của gã xem trọng và kiêng dè Diệp Quân như vậy, rất rõ ràng, Diệp Quân không phải người mà bọn họ có thể đắc tội, nếu vì một chuyện còn con này mà phát triển thành mâu thuẫn, thì thật sự quá không có giá trị với Phản Thiên Quốc rồi. Gã phải tự mình đi tìm viện trưởng của Học viện Đế Quốc, hơn nữa, còn phải dùng danh nghĩa của sư phụ gã để đi. Gã không quên lời của sư phụ, phải giúp Diệp Quân không tiếc giá nào. Diệp Quân cũng hơi kinh ngạc, không ngờ, hắn quay đầu nhìn Chu Trần bên cạnh, lát nữa khi tham quan, nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ vào. Chu Trần gật đầu, học sinh hiểu ạ. Diệp Quân nhìn Chu Trần trước mắt, sắc mặt không khỏi xuất hiện ý cười, thiên tài và yêu nghiệt của thư viện Quan Huyên càng nhiều, tất nhiên là hắn càng vui. Đúng lúc này, Huyền Nho và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong sân, Huyền Nho nhìn Diệp Quân, Diệp Huynh, vị bên cạnh là đạo sư Mạc Cẩn, cô ấy sẽ dẫn học sinh của Huynh đi tham quan học viện, cũng sẽ nghiên cứu thảo luận về sự khác nhau của võ đạo và văn minh với mọi người. Diệp Quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, khẽ cười nói, vậy làm phiền rồi. Mạc Cẩn nhìn Diệp Quân, cười nói, ta thay Học viện Đế Đô chào mừng Diệp công tử và các học sinh của ngươi. Huyền Nho lại nói, Diệp Huynh, Phản viện trưởng mời. Diệp Quân gật đầu, được. Lát sau, Diệp Quân đi với Huyền Nho tới trước một gian phòng, vừa tới trước thư phòng, một âm thanh đột nhiên truyền từ trong ra, ngươi thật giống với phụ thân ngươi. Diệp Quân lập tức ngơ ngác. Đối phương biết cha mình ư. Diệp Quân nghi ngờ đi vào phòng sách. Phòng sách không lớn, ba mặt tường đều là giá sách, trên đó có một ít sách, không biết đã qua bao nhiêu năm, trông có vẻ rất cũ kỹ, có vài cuốn sách thậm chí còn bị bong chóc ra. Ánh mắt Diệp Quân nhìn đến một ông lão ngồi cách đó không xa, ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo màu đỏ tươi, ngồi sau bàn làm việc, lúc này đang nhìn hắn chằm chằm. Ông lão nở nụ cười, nhìn có vẻ khá hiền từ. Sau khi dẫn Diệp Quân đi vào, Huyền Nho đi ra ngoài. Diệp Quân nhìn ông lão, tiền bối quen với cha ta à? Ông lão cười nói, quen chứ. Diệp Quân ngờ vực. Ông lão cười nói, ngồi đi. Diệp Quân ngồi xuống trước bàn sách, lúc này ông lão nói, vốn dĩ ta không biết ông ấy là cha ngươi, lúc nhìn thấy người ta mới biết, hai người rất giống nhau. Diệp Quân thầm thở phào, đối phương không phát hiện ra huyết mạch phong ma của hắn. Tháp gia vẫn chưa lỗi thời. Lần này là lần tháp gia kiên trì lâu nhất. Phản viện trưởng nói, chắc là ngươi đang nghi ngờ tại sao ta lại quen với cha ngươi, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Phản viện trưởng cười nói, cha ngươi từng tới trường học viện của bọn ta. Ông ấy nói muốn biết nhiều hơn về học viện bọn ta nên ta dẫn ông ấy đi một vòng, còn nói chuyện với nhau. Diệp Quân hơi tò mò, không biết phản viện trưởng đã nói gì với cha ta. Phản viện trưởng nói, trật tự. Diệp Quân lại càng tò mò. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Diệp Quân, Phạm viện trưởng cười nói, lúc đó ta vẫn hơi ngờ vực, vì ông ấy không đi theo đạo trật tự, nhưng lại có hứng thú với con đường trật tự này, giờ xem ra chắc hẳn là vì ngươi. Diệp Quân cười nói, Phạm viện trưởng có thể nói về nội dung cuộc trò chuyện của hai người không? Phạm viện trưởng nhìn Diệp Quân, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thật cho ta biết. Diệp Quân nói, Phạm viện trưởng cứ hỏi. Phản viện trưởng nói, nếu có người mạnh hơn trật tự của ngươi, ngươi còn muốn thay đổi người ta không? Diệp Quân không suy nghĩ nhiều bèn lắc đầu. Phản viện trưởng nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân chậm rãi nói, tiền bối, Diệp Quân ta không phải vì trật tự mà tìm kiếm trật tự.
Giống như bây giờ, ta đến vũ trụ chủ không phải để chinh phục vũ trụ chủ, mà là vì ta không thể không đến, ông hiểu không? Phạn viện trưởng nói, nếu yếu hơn ngươi, nhưng lại không muốn tuân thủ theo trật tự của ngươi thì sao? Diệp Quân cười nói, Phạn viện trưởng, ta nghĩ chúng ta nói những điều này hoàn toàn vô nghĩa. Đầu tiên, không ai có thể lay chuyển con đường ta muốn đi. Thứ hai, tiền bối, hiện giờ vũ trụ này không dựa vào đạo lý, mà là chủ yếu là cường giả. Ta tin chắc bất kỳ một nền văn minh vũ trụ nào cũng đều như thế, ta muốn tôn trọng đạo lý thì trước tiên ta phải tôn trọng cường giả. Nói rồi hắn nhìn thẳng vào Phạn viện trưởng, ta không biết rốt cuộc Phạn viện trưởng muốn nói gì, nhưng bây giờ ta có thể nói rõ suy nghĩ của mình, giống như bây giờ, ta và Phạn Thiên Quốc không thù không oán, nhưng theo như ta được biết, Phạn Thiên Quốc đã bước vào một trận bầy bố, mà kế hoạch này vẫn nhắm vào ta, nếu ta thua dĩ nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu ta thắng, lẽ nào Phạn viện trưởng nghĩ lúc đó ta sẽ đến nói đạo lý với Phạn Thiên Quốc sao? Tôn trọng suy nghĩ của các ông. Không. Lúc đó nếu Phạn Thiên Quốc không đầu hàng thì sẽ bị diệt vong. Phạn viện trưởng im lặng không nói. Diệp Quân lại nói, hiện giờ ta sẵn sàng nói đạo lý với Phạn Thiên Quốc, mọi người có thể chung sống hòa bình, độc lập phát triển, nhưng hiện tại Phạn Thiên Quốc các ông có chịu nghe lời ta không? Nói rồi hắn lắc đầu nói, tiền bối, nói những chuyện này cũng vô nghĩa thôi, vì dù có nói thế nào thì cuối cùng chúng ta vẫn phải quyết định bằng nắm đấm. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, Phạn viện trưởng, ông không có khả năng đại diện cho Phạn Thiên Quốc. Phạn viện trưởng mỉm cười nói, đừng nổi nóng thế chứ. Diệp Quân nói, Phạn viện trưởng, ông có biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhắm vào ta không? Thôi vậy, nói những chuyện này chỉ lãng phí thời gian, bây giờ ta chỉ muốn biết chuyện về cha ta thôi, vì ta biết khi ông ấy đến đây chắc chắn sẽ không phải chỉ có mục đích dạo chơi thôi. Phạn viện trưởng nói, cha ngươi và ta đều nói đến trật tự. Sau khi nói chuyện hồi lâu, cuối cùng ông ấy cũng nói rằng ông ấy có một đứa con trai cũng đang thiết lập trật tự, mặc dù rất khó khăn nhưng ông ấy tin con trai mình có thể làm tốt. Diệp Quân im lặng hồi lâu rồi nói, còn nữa không? Phạn viện trưởng nói, ông ấy hỏi ta có hứng thú đến trật tự của ngươi không, nếu có hứng thú thì một ngày nào đó chúng ta có thể nói chuyện khi ngươi đến đây, nhưng hình như ngươi không muốn nói chuyện lắm. Diệp Quân bỗng đứng dậy, không phải rời đi mà hơi cúi người xuống. Vừa rồi ta mạo phạm rồi. Hắn biết người có thể khiến cha mình nói ra những lời này chắc chắn không phải là người bình thường. Cha mình đang tạo duyên lành cho mình. Phạn viện trưởng cũng không tức giận, ông ta cười nói, không cần phải xin lỗi, vì những gì ngươi nói đều là sự thật. Thứ nhất, ta quả thật không thể đại diện cho toàn bộ Phạn Thiên Quốc, thứ hai kết quả cuối cùng đúng là phải dùng nắm đấm để quyết định, nhưng... Nói đến đây, ông ta đổi chủ đề. Ta không tham gia vào chính trị, mấy năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu về vũ trụ học, ta và cha ngươi còn nói đến một chủ đề khác, đó là vũ trụ đa dạng thì tốt hơn hay thống nhất tốt hơn. Diệp Quân nói, tiền bối nghĩ cái nào tốt? Phạn viện trưởng nhìn Diệp Quân, ta muốn nghe ngươi nói. Diệp Quân nói, không cần phải hạn chế là đa dạng hay thống nhất, chỉ cần có lợi cho sinh linh của vũ trụ thì là tốt. Phạn viện trưởng bật cười, thật lòng à? Diệp Quân gật đầu. Ừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phạn viện trưởng chậm rãi đứng dậy, ông ta đi đến trước tủ sách rồi lấy một cuốn sách cổ dày cộm ra, lau sạch bụi trên cuốn sách đó, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quân, đưa cuốn sách đó cho Diệp Quân xem. Diệp Quân nhận lấy cuốn sách cổ bằng hai tay, trên đó có ba chữ lớn, Vũ Trụ Luận. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Phạn viện trưởng mỉm cười nói. Đây là một cuốn sách mà ta đã tốn gần cả vạn năm để viết, nó chứa đựng rất nhiều điều, trong đó có cả quy luật phát triển của rất nhiều vũ trụ văn minh và trật tự của chúng, cũng như những ưu điểm và nhược điểm trong trật tự của chúng, hẳn là có ích với ngươi. Diệp Quân nói, cảm ơn. Nói rồi hắn ngừng lại, sau đó lại nói, cha ta chắc hẳn vẫn còn nói gì đó với tiền bối nhỉ. Phạn viện trưởng cười nói, có, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Quân gật đầu. Cho dù thế nào thì cũng cảm ơn tiền bối. Phạn viện trưởng mỉm cười nói, đi đi. Diệp Quân hơi cúi người xuống, sau đó cầm cuốn sách cổ xoay người rời đi. Đợi sau khi Diệp Quân đi, ánh mắt Phạn viện trưởng lóe lên tia phức tạp, cô bé, nhóc con này là người mà ngươi chọn sao? Nghĩ đến cô gái thông minh uyên bác, Phạn viện trưởng nở nụ cười, đó là đệ tử mà ông ta tự hào nhất đời này. Sau khi ra khỏi phòng sách, Diệp Quân mở cuốn vũ trụ luận đó ra,
đọc một hồi vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Vũ trụ luận. Bên trong mô tả chi tiết các chế độ và sự hưng thịnh suy vong của gần một vạn nền văn minh vũ trụ khác nhau, các nền văn minh đó phát triển như thế nào, diệt vong ra sao đều được mô tả chi tiết trong cuốn sách này, một số là thiên tai, nhưng phần lớn là thảm họa do con người gây ra. Bất kỳ một trật tự chế độ nào cũng không thể tồn tại trong thời gian dài, qua một thời gian sẽ mục nát. Diệp Quân đứng trước đại điện, lật xem vũ trụ luận trong tay, hồi lâu chưa lên tiếng. Mỗi khi hắn lật một trang thì là sự thịnh suy của một nền văn minh vũ trụ, thật ra rất nhiều nền văn minh trong đó lớn và mạnh hơn vũ trụ quan huyên hiện giờ rất nhiều, thậm chí chế độ còn hoàn thiện hơn vũ trụ quan huyên hiện giờ nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn diệt vong. Đa phần đều do con người gây ra, nội bộ xảy ra vấn đề. Quyền lợi có thể khiến con người điên cuồng và bất chấp. Diệp Quân đóng sách lại. Mặc dù cuốn vũ trụ luận này không phải là thần thông công pháp này nhưng với hắn lại là thứ cực kỳ quan trọng. Mặc dù trật tự và các quy tắc trong vũ trụ quan huyên của hắn đã được cải thiện ở một mức độ nào đó nhờ sự giúp đỡ của toại cổ kim, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thể đạt được sự hoàn hảo, vì trong quá trình phát triển chắc chắn sẽ có những vấn đề mới xảy ra, mà cuốn vũ trụ luận này không chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hắn mà còn có tác dụng là một lời cảnh báo. Ngay lúc Diệp Quân đang trầm tư, Huyền Nho đi đến, gã cười nói, Diệp huynh, nói chuyện với Phản viện trưởng thế nào? Diệp Quân thôi suy nghĩ, Nho huynh, có thể nói một chút về vị Phản viện trưởng này không? Huyền Nho nói, ông ấy là bạn của sư phụ ta, là một người rất khiêm tốn, chỉ dạy học, cơ bản tham gia vào việc chính vụ của đế quốc, còn đệ tử của ông ta thì ở khắp toàn bộ vũ trụ chủ. Diệp Quân nhìn Huyền Nho cười nói, đúng thế, không phải là Phản Thiên Quốc mà là khắp vũ trụ chủ. Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho nói tiếp, ông ấy là người có công lớn nhất trong việc phát triển học viện đế quốc trở thành học viện đầu tiên trong vũ trụ chủ. Học viện đế quốc này là do chính tay ông ấy xây dựng, đã nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt cho Phản Thiên Quốc. Không chỉ vậy, ông ấy còn giúp hoàn thiện luật pháp của học viện đế quốc, được quốc chủ tin tưởng. Diệp Quân nhìn Huyền Nho bên cạnh, cười nói, Nho huynh có cơ hội trở thành quốc sư của Phản Thiên Quốc không? Huyền Nho im lặng một lúc mới nói, mọi người đều nghĩ ta sẽ là quốc sư đời tiếp theo, vì ta là đệ tử duy nhất của sư phụ, nhưng chỉ có ta biết rõ ta sẽ không bao giờ trở thành quốc sư. Diệp Quân hơi tò mò, tại sao? Huyền Nho lắc đầu, năng lực của ta không đủ, không bao giờ đủ. Diệp Quân vỗ vai Huyền Nho, ta có thể hiểu được tâm trạng của huynh, trước kia ta cũng muốn vượt qua người lớn trong nhà, nhưng ta biết rõ khó khăn như thế nào, nhưng... Có khó khăn mới thú vị, đúng chứ? Huyền Nho nhìn Diệp Quân nói, sư phụ huynh bảo huynh đi theo ta, có hai ý, ý thứ nhất thì huynh biết rõ hơn ta nên ta sẽ không nói ra. Ý thứ hai là ông ấy muốn cho huynh hiểu làm gì cũng dựa vào bản thân, chỉ cần có làm thì những người có cố gắng mới có tư cách phủ nhận bản thân. Nói rồi hắn nhìn về phía đằng xa. Huyền Nho lặng im không nói. Ở đằng xa, mà cần đạo sư đi đến. Cô ta đến trước mặt Diệp Quân mỉm cười nói, chào Diệp viện trưởng, ta muốn bàn với ngươi một chuyện. Diệp Quân nói, Mạc đạo sư cứ nói. Mạc Cẩn đạo sư nhìn Diệp Quân, Chu Trần kia rất giỏi, bọn ta hy vọng nó ở lại học viện đế quốc. Diệp viện trưởng, thứ cho ta nói thẳng, nếu nó ở lại học viện đế quốc thì nó sẽ phát triển tốt hơn, Diệp viện trưởng chắc sẽ không chỉ hoãn tương lai của người ta đâu nhỉ. Danh người. Nghe đối phương nói thế. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười. Mạc Cẩn nhìn Diệp Quân, vẫn nở nụ cười cực kỳ ung dung, Diệp viện trưởng cười cái gì? Diệp Quân cười nói, ta vui. Mạc Cẩn hơi ngờ vực. Diệp Quân nói, có người đến giành học sinh của ta, chứng tỏ hắn rất giỏi, chẳng phải thế sao? Mạc Cẩn nhìn Diệp Quân trước mặt, hơi ngạc nhiên, cô ta nghĩ cô ta giành người như thế Diệp viện trưởng trước mặt này sẽ tức giận. Nhưng cô ta không ngờ đối phương không những không có giận mà cũng vui. Diệp Quân lại nói, nhưng ta không thể quyết định chuyện này, phải xem Chu Trần thế nào. Hắn vừa dứt lời, Chu Trần từ đằng xa đi đến. Diệp Quân nhìn Chu Trần đi đến, cười nói, học viện đế quốc muốn giữ ngươi lại đây, ý ngươi thế nào? Ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn ở lại thì ta sẽ không ngăn cản. Chu Trần hơi cúi người với Diệp Quân, viện trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là được. Mạc Cẩn nhìn Chu Trần, ta đảm bảo với ngươi, ngươi ở lại đây sẽ phát triển tốt hơn.
Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân cười nói, thư viện Quan Huyên so với nơi này, thế nào? Chu Trần nói thẳng, cách biệt rất lớn. Diệp Quân cười nói thẳng như vậy không sợ ta không vui à? Chu Trần nói, viện trưởng lòng dạ rộng lượng, lớn hơn cả trời, nói lời giả dối ngươi mới giận đấy. Diệp Quân bật cười, tên này quả thật rất thú vị. Chu Trần bỗng nói, có đạo sư của Học viện Đế Quốc đến tìm ta, hy vọng ta sẽ ở lại Học viện Đế Quốc, ta cũng khá ngạc nhiên về điều này. Diệp Quân mỉm cười nói, xem ngươi chọn thế nào. Chu Trần nói, nơi này rất tốt, nhưng ta từ chối. Diệp Quân nói, tại sao? Chu Trần nhìn thẳng vào Diệp Quân, vì ta tin không lâu sau này nơi này cũng sẽ trở thành thư viện Quan Huyên. Ha ha! Diệp Quân bật cười. Chu Trần hơi cúi người, không nói gì. Diệp Quân nhìn Chu Trần, cười nói, ta cũng tin thế. Nói rồi hai người rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân dẫn các học sinh thư viện Quan Huyên về lại trong tiểu tháp. Diệp Quân nhìn các học sinh thư viện trước mặt, lúc này gương mặt ai cũng bớt đi phần bướng bỉnh trước đó. Bây giờ cách biệt giữa thư viện Quan Huyên và Học viện Đế Quốc vẫn rất lớn. Đều bị vả mặt rồi. Vì nếu đặt họ ở Học viện Đế Quốc, đa số trong số họ cũng chẳng có tư cách đều làm đệm lót cho người ta. Lúc này họ mới hiểu thế nào là núi này cao còn có núi cao hơn. Diệp Quân nhìn mọi người sầu lo thì mỉm cười, thứ hắn muốn chính là cảm giác này. Nếu học sinh của Thư viện Quan Huyên đầy tự mãn, họ sẽ khó tiến bộ, bây giờ họ nhận ra giữa mình và những người khác vẫn còn khoảng cách lớn như vậy, điều này có thể khiến họ buông bỏ lòng tự mãn trước đó hoàn toàn. Dĩ nhiên như thế là vẫn chưa đủ. Hiện giờ hắn có một ý tưởng, một khoảng thời gian nữa sẽ tổ chức một cuộc tỷ võ cho các học sinh này, không phải thi đấu nội bộ mà đấu với người ngoài, chẳng hạn như Học viện Đế Quốc, tất nhiên đối thủ phải được lựa chọn cẩn thận, không quá yếu cũng không quá mạnh. Thi đấu vũ trụ. Lúc này, hắn nghĩ đến kế hoạch đã đề nghị với Chu Phản trước đó, kế hoạch này nhất định phải được tiếp tục, vì không chỉ có thể cho rất nhiều nhân tài cơ hội thể hiện, đồng thời cũng có thể để thiên tài và yêu nghiệt của các học viện tranh tài. Chỉ có tranh tài mới có thể kích thích nhiều yêu nghiệt và nhân tài hơn. Hôm nay một người bí ẩn đã tìm đến Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người bí ẩn, không nói gì. Người bí ẩn nói, bắt đầu rồi. Nói rồi y biến mất. Bắt đầu rồi. Diệp Quân bật cười. Tiểu Tháp nói, ngươi cười gì? Diệp Quân mỉm cười nói, lần này là ta hơi vội rồi. Tiểu Tháp hơi khó hiểu, lúc này Huyền Nho bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Huyền Nho nói, Diệp huynh, giới vực mở rồi. Diệp Quân nói, giới vực. Huyền Nho gật đầu, đó là thế giới mà vị kỳ nhân đó mở ra vào năm đó, tên là giới vực, một vạn năm mới mở một lần, nhưng lần này lại mở ra trước thời hạn. Diệp Quân nói, trong đó có gì? Huyền Nho trầm giọng nói, nghe nói trong đó có một cuốn kinh phá bích, ngoài ra còn có bảo vật do kỳ nhân đó để lại vào năm đó. Kể từ khi kỳ nhân đó biến mất, nơi đó đã bị phong ấn, một vạn năm mới mở một lần, nhưng lần này. Diệp Quân cười nói, chuyện xảy ra bất thường chắc chắn có gì đó, đúng chứ? Huyền Nho gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, đi xem thử. Huyền Nho muốn nói lại thôi. Diệp Quân nói, không đi là không được rồi, đi thôi. Huyền Nho trầm giọng nói, Diệp huynh muốn đi thật sao? Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho nhìn hắn, huynh có thể không đi. Diệp Quân cười nói, ta đi còn có thể có mặt mũi, nếu ta không đi thì chẳng còn thể diện đâu. Huyền Nho lặng thinh. Diệp Quân vỗ vai Huyền Nho, ta đã nhận ý tốt của huynh. Nói rồi hắn ngự kiếm bay đi, biến mất ở tận cuối chân trời. Huyền Nho nhìn chân trời, ánh mắt lóe lên tia phức tạp như đang nghĩ đến gì đó, gã lập tức đi theo. Dòng họ Đạo Thương. Trong điện, Đạo Tàng Thiên và đoàn phụ tá của y tụ lại với nhau. Đạo Tàng Thiên nói, giới vực đã mở rồi. Mọi người đều khá ngạc nhiên. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, sao lại đột nhiên được mở ra thế? Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn, chắc hẳn là ngươi biết rất rõ, đúng chứ? Tùy Vô Hàn sửng sốt. Sau đó cơ thể y bỗng trở nên hư ảo. Thấy thế, mọi người đều ngây người, chuyện gì thế này? Đạo Tàng Thiên chế nhạo, muốn chạy. Nói rồi y xòe tay phải ra, sau đó siết lại, chỉ thoáng chốc khu vực Tùy Vô Hàn đứng bị chặn lại bởi một luồng sức mạnh đáng sợ. Mọi người trong điện đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn chằm chằm, người nghĩ ta không biết ngươi là người của người phụ nữ đó sao? Nghe nói thế, mọi người đã hiểu ra vấn đề, đều quay đầu lại nhìn Tùy Vô Hàn, đây là người của Thánh Cổ Kim sao? Tùy Vô Hàn rất bình tĩnh, người đã biết rồi. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, cô ta tự cho rằng mình có thể nắm rõ mọi người trong lòng bàn tay. Đúng là nực cười, nếu dòng họ đạo thương ta không nhìn ra được âm mưu này, thì chi bằng mua một miếng đậu hũ rồi đâm đầu chết. Tùy Vô Hàn khẽ cười, không nói gì. Ánh mắt Đạo Tàng Thiên hiện lên sát ý, tay phải y đột nhiên nắm chặt lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức bao phủ khu vực Tùy Vô Hàn đang đứng, sau đó định trấn áp Tùy Vô Hàn, nhưng đúng lúc này một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau Tùy Vô Hàn, sau đó dùng sức tóm y đi mất. Chỉ trong tích tắc, Tùy Vô Hàn đã xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm, thế nhưng ngay lúc này một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ tận sâu dòng họ đạo thương, Thánh Vương Điện có hơi xem thường người khác rồi. Vừa dứt lời, một con quái thú khổng lồ đột nhiên bay lên trời từ tận sâu dòng họ đạo thương, bàn tay này phá vỡ hư không, chỉ thoáng chốc đã bay đến khu vực thời không phía trên đầu Tùy Vô Hàn, một luồng uy lực sức mạnh đáng sợ áp lực phong tỏa khu vực thời không chỗ y đứng, nhưng lúc này một ngón tay khổng lồ bỗng vươn ra từ không trung, đánh mạnh vào bàn tay khổng lồ. Ngay khi bàn tay và ngón tay va chạm vào nhau, khu vực cả trăm dặm rung chuyển dữ dội, hệt như một trận động đất lớn, sức mạnh cực lớn bùng nổ ở giữa trời đất, nhưng kỳ lạ là thời không này không hề bị phá vỡ, không chỉ như thế mà còn có một sức mạnh pháp tắc xuất hiện giữa không trung, sức mạnh pháp tắc đó quét sạch bàn tay khổng lồ và ngón tay khổng lồ. Mọi thứ lại trở nên bình yên. Tùy Vô Hạn đã biến mất. Trong dòng họ đạo thương, bây giờ dòng chủ của dòng họ đạo thương Đạo Tiêu nhìn tận cuối chân trời, mặt không cảm xúc. Lúc này Đạo Tàng Thiên xuất hiện bên cạnh ông ta, Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, ông nội. Đạo Tiêu quay đầu sang nhìn Đạo Tàng Thiên, chẳng phải cháu muốn người đàn ông đó chết sao? Bây giờ có một cơ hội. Đạo Tàng Thiên híp mắt, vậy thì tốt quá rồi. Đạo Tiêu quay đầu lại nhìn tận cuối chân trời, khẽ cười nói, Thánh Cổ Kim, lần này ta muốn xem thử cô phá vỡ cục diện thế nào. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, chúng đều đáng chết. Đạo Tiêu cười nói, đúng là đáng chết. Thánh Vương Điện. Tùy Vô Hạn đi đến trước cửa đại điện, y chậm rãi quỳ xuống với toại cổ kim ở trong điện, Thánh Chủ, thuộc hạ thất bại rồi, Thánh Chủ cứ trách phạt. Tùy Cổ Kim nói, người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tùy Vô Hạn hơi khó hiểu. Tùy Cổ Kim nói, khoảng thời gian này đã đủ với hắn rồi. Nói rồi cô ta xòe tay ra. Một cuốn sách cổ bay đến trước mặt Tùy Vô Hàn, sau khi về thì đọc đi. Tùy Vô Hàn nhận lấy cuốn sách, trên đó có ba chữ lớn, Quan Huyên Pháp. Tùy Vô Hàn do dự một lúc, sau đó nói, Thánh Chủ, thuộc hạ muốn làm chuyện lớn. Tùy Cổ Kim lạnh nhạt nhìn y, sau này đây là chuyện lớn nhất. Tùy Vô Hàn không nói gì thêm, y cầm lấy Quan Huyên Pháp, sau đó cúi người thật thấp, tuân lệnh. Sau khi Tùy Vô Hàn ra ngoài, U xuất hiện bên cạnh Tùy Cổ Kim, họ đã lên đường đến giới vực, chủ nhân bút đại đạo cũng ở đó. Tùy Cổ Kim bình tĩnh nói, ta biết rồi. U nói, người của chúng ta đã chuẩn bị xong. Tùy Cổ Kim nhắm mắt lại, đợi thêm một chút. Trong điện quốc sư ở Phản Thiên Quốc, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong điện, người đàn ông vừa bước ra, người bên ngoài đều đồng loạt quỳ xuống, quốc sư. Người đàn ông trung niên đã thay đổi trạng thái bình thường. Hôm nay ông ta không mặc bộ đồ thường ngày mà mặc một bộ đồ quốc sư trang trọng, nho nhã, toát ra khí chất điềm tĩnh, không giận mà uy. Quốc sư ngẩng đầu lên nhìn tận cuối bầu trời, ngay sau đó ông ta thu ánh mắt lại, nhìn về phía cách đó không xa, một người đàn ông mặc long bào bước đến từ phía đó. Người đến đi đến, bước đi mạnh mẽ, trên người toát ra khí thế bao phủ trời đất. Quốc chủ, mọi người ở đó đều quỳ xuống. Quốc chủ nước Phản Thiên, Phản Thiên. Phản Thiên đi đến trước mặt quốc sư, mỉm cười nói, quốc sư của ta chuẩn bị xong chưa? Quốc sư gật đầu. Phản Thiên cười nói, vậy thì để chúng ta đấu với nhà họ Dương một trận. Giới vực. Khi Diệp Quân đi tới giới vực, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên, tuy giới vực này có một chữ vực, nhưng thật ra nó cũng không lớn lắm, chỉ là một thế giới nhỏ độc lập bên ngoài vũ trụ chủ. Dù không lớn, nhưng nơi này thật sự khá đặc biệt, vừa tiến vào giới vực. Hắn đã cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt ẩn hiện trong đất trời, sức mạnh này rất kỳ lạ, lúc hư lúc thực, không ngừng thay đổi giữa hư và thực, không thể đoán ra được.
Không chỉ thế mà sự vững chắc của không gian nơi này thật sự vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn thầm tính toán, với thực lực của mình bây giờ, nếu không sử dụng kiếm thanh huyên thì hoàn toàn không thể dung chuyển được không gian nơi này. Người ngoại giới. Trong lòng Diệp Quân mang theo chút tò mò, đặc biệt là về quan điểm với người này, mọi thứ trên thế giới đều là hư, tất cả chúng ta cũng là ảo. Thế giới này là thực hay là ảo? Hắn cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, đương nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn ở thế giới giả tưởng cũng sống không được tốt, nếu ở thế giới thực thì chẳng phải cũng chịu đòn à. Người đặc biệt kia nghĩ đến những chuyện này, làm những chuyện này đều là vì người ta đã vô địch trong vũ trụ này rồi. Hắn bây giờ nghĩ tới vấn đề này dường như không hợp lý cho lắm. Diệp huynh. Lúc này, Huyền Nho đi tới. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Huyền Nho, thấy Huyền Nho đi theo, hắn ngạc nhiên cất lời, Huyền huynh. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, ta cũng muốn đến xem thử. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là dãy núi kéo dài bất tận, trên một ngọn núi lớn trong đó có một cung điện sừng sững. Huyền Nho cũng nhìn về phía dãy núi kéo dài bất tận, khẽ nói, đây là núi giới ngoại và điện giới ngoại trong truyền thuyết. Diệp Quân nói, Điện Thánh Vương, Phản Thiên Quốc, còn có người sáng lập dòng họ Đạo Thiên đều là đệ tử của kỳ nhân kia sao? Huyền Nho gật đầu, phải, không chỉ họ mà trên đời còn có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, đều là đệ tử của bọn họ. Diệp Quân cười nói, chúng ta đến đấy đi. Huyền Nho cất lời, chỉ có thể đi bộ. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Huyền Nho trầm giọng đáp, vì nơi này là thánh địa đứng đầu vũ trụ chủ. Dù quốc chủ có đến đây cũng chỉ có thể đi bộ thôi. Diệp Quân cười nói, vậy thì đi bộ. Sau đó, hai người đi về phía núi giới ngoại ở xa xa. Huyền Nho cất lời, Diệp huynh, sức mạnh tín ngưỡng của huynh lại mạnh hơn rồi à? Diệp Quân gật đầu, phải, đều nhờ vào linh mạch tổ của huynh. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, thực lực thật sự của huynh bây giờ đã là cấp bậc gì rồi? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết. Dù trước đây từng chiến đấu với Xích Tuyết kia, nhưng đối phương không cùng cấp bậc với hắn, vì thế bản thân hắn cũng không biết thực lực của mình bây giờ đạt đến cấp bậc nào. Không lâu sau đó, hai người đã đi tới dưới chân núi giới ngoại, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt, đây là một ngọn núi bình thường, không có sức mạnh pháp tắc hay cấm chế gì. Có một con đường nhỏ nối từ chân núi lên thẳng đỉnh núi. Hai người đi dọc con đường nhỏ lên đỉnh núi, khi đi trên sườn núi. Xung quanh mây trắng lượn lờ như đi tới trời. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới đỉnh núi, Diệp Quân nhìn về phía xa, một đại điện cô độc sừng sững phía trước, cũng không lớn lắm. Điện giới ngoại. Diệp Quân đi về phía đại điện, lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng truyền đến từ sau lưng hai người. Diệp Quân xoay người nhìn lại, một người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Đó là Đạo Tàng Thiên. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân. Cho ngươi sống đến tận bây giờ, ta thật sự quá nhân từ. Huyền Nho ở cạnh Diệp Quân cất lời, Diệp huynh, người này là thiếu chủ của dòng họ Đạo Thương, Đạo. Diệp Quân lắc đầu, ta không cần biết tên của một người chết. Huyền Nho, nhưng Đạo Tàng Thiên lại không hề tức giận, y bật cười, đến đây, để ta xem thử rốt cuộc thánh cổ kim là ai. Dứt lời, y tiến về phía trước một bước, ngay sau đó. Một khí thế đáng sợ càn quét về phía Diệp Quân tựa như thủy triều, khi những thứ này di chuyển đến trước mặt Diệp Quân, nó bỗng chốc trở nên hư ảo, hai người họ không biến mất, mà tồn tại trong thời không theo một cách khác. Cảnh giới phá hư. Tất cả đạo pháp đan xen vào hư, không thể cảm nhận được, không thể tìm ra, coi thường thời không tuế nguyệt của vũ trụ này, sức mạnh xuyên thấu qua thần hồn. Cao thủ cấp bậc này đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới văn minh tổ. Có thể nói cao thủ cảnh giới văn minh tổ hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể và thần hồn của Diệp Quân đã trở nên hư ảo. Lúc này, trên người Diệp Quân bỗng tản ra một tia kiếm thế, khi kiếm thế xuất hiện, cơ thể hắn dần ngưng tụ, cùng lúc đó, một chuôi ý kiếm bỗng bay ra từ trong cơ thể hắn. Ầm, một vùng kiếm quang bộc phát từ khu vực trước mặt Diệp Quân, Đạo Tàng Thiên bị đánh bay, ngay lúc này. Lại có một tia kiếm quang nữa bay ra từ trong cơ thể Diệp Quân. Con người Huyền Nho kia chợt co lại, vì gã phát hiện tốc độ kiếm của Diệp Quân thật sự rất nhanh, ngay cả gã cũng không thể cảm nhận được. Đạo Tàng Thiên ở phía xa bỗng chỉ ngón tay tới, ngay sau đó, thời không chỗ đầu ngón tay chợt ngưng tụ thành một tảng băng màu đen. Ầm, kiếm của Diệp Quân bị ép phải dừng lại.
Đạo Tàng Thiên quát lên, phá. Dứt lời, y chỉ ngón tay về phía trước, một sức mạnh đáng sợ bao phủ lấy ý kiếm của Diệp Quân như muốn nghiền nát nó. Nhưng ngay sau đó hắn lại ngây người. Vì ý kiếm của Diệp Quân lại không tổn hại chút nào dưới sức mạnh đáng sợ của y. Đạo Tàng Thiên ngơ ngác. Lúc này, dường như cảm nhận được gì đó, y bỗng rợn tóc gáy, một thanh kiếm đã im hơi lặng tiếng di chuyển đến trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm vào giữa chân mày. Diệp Quân đã sử dụng thuật ẩn thân của Tháp Gia để chém ra chiêu kiếm này. Vào khoảnh khắc kiếm đâm vào giữa chân mày của Đạo Tàng Thiên, y mới phát hiện ra nó, nhưng y vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thanh kiếm này cứ như là không tồn tại, còn hư ảo hơn cả thực lực của y. Vào lúc Huyền Nho cho rằng trận chiến đã kết thúc, trong người Đạo Tàng Thiên bỗng bộc phát ra kim quang đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, tia kim quang đó đã bao trùm khắp đất trời. Ong! Gần như cùng lúc đó, một tiếng kiếm reo vang vọng trong thiên địa, sau đó, tia kim quang đó bị chiêu kiếm làm nứt ra, chỉ trong nháy mắt, kim quang vạn trượng thoáng chốc vỡ tan. Nhưng lúc này, Đạo Tàng Thiên đã lùi lại cả vạn trượng, y đứng trên không trung, trên người tản ra kim quang chói mắt, khí thế vô cùng hung hãn, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Y thật sự không ngờ thanh kiếm của Diệp Quân lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa chiến đấu đến tận bây giờ, y vẫn chưa biết cảnh giới của Diệp Quân. Diệp Quân thản nhiên nhìn Đạo Tàng Thiên, đây là cảnh giới phá hư đó ư. Đúng là thất vọng. Huyền Nho nhìn thoáng qua Diệp Quân, sắc hơi mất tự nhiên, vì gã cũng là cảnh giới phá hư. Đương nhiên gã biết Diệp Quân không phải đang nhằm vào mình, gã chỉ thấy hơi cảm thán thôi. Vốn cứ tưởng bản thân và Diệp Quân không chênh lệch nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực của Diệp huynh này đã vượt xa gã. Không đúng, gã và Diệp Quân hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, Đạo Tàng Thiên cũng không giận mà còn cười, đúng là thú vị. Diệp Quân giơ tay chém một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Ầm. Đạo Tàng Thiên bị đánh bay xa vạn trượng, y vừa dừng lại, mười mấy tia ý kiếm đã chém tới từ trong thiên địa với tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn không có tiếng động, thần thức hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đạo Tàng Thiên dừng lại, híp mắt, quyết định không nương tay nữa, y siết chặt hai tay, một cuộn tranh bay ra từ trong cơ thể hắn, bức tranh cuộn lên, thu toàn bộ ý kiếm của Diệp Quân vào bên trong, sau đó nghiền nát. Lúc này, ý kiếm của Diệp Quân vỡ nát. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Giọng nói nặng nề của Huyền Nho bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân. Diệp huynh, thứ này là thần vật tối cao của dòng họ Đạo Thương. Đạo Thương Đồ, nghe nói bức tranh này là do kỳ nhân kia vẽ, có thể thu cả vũ trụ vào trong hư gian giới. Hư gian giới này là thời không đặc biệt do kỳ nhân kia nghiên cứu chế tạo ra, bên trong vô cùng kỳ quái, huynh phải cẩn thận đấy. Đạo Thương Đồ. Diệp Quân nhìn về phía bức tranh lơ lửng trước mặt Đạo Tàng Thiên, bức tranh không lớn lắm, kích thước bình thường, bên ngoài tranh có một vài hoa văn cổ xưa như nếp nhăn, bức tranh đang cuộn lại, không thể nhìn ra được là vẽ cái gì. Sau khi sử dụng thứ này, khí thế trên người Đạo Tàng Thiên nhất thời trở nên khác biệt. Nhưng sắc mặt y vẫn khó coi như tước, vì y vốn định giết chết Diệp Quân trong vòng ba chiêu. Y có tư cách tự tin như thế, vì y là thiếu chủ của dòng họ Đạo Thương. Từ nhỏ đã được chú trọng bồi dưỡng, những người ở nền văn minh cấp thấp làm sao có thể nhận được tài nguyên như thế. Nhưng y không ngờ thực lực của Diệp Quân lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa còn không để lộ cảnh giới. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói thêm gì nữa, y đọc thầm thần chú, bức tranh trước mặt bỗng rung động, sau đó bức tranh bay lên trời, mở rộng ra, trong một khoảng thời gian ngắn, đất trời trở nên mờ tối. Thời không nơi Diệp Quân đứng bỗng chốc tối đi. Không chỉ thế mà bản thân Diệp Quân cũng trở nên hư ảo. Bản thể của hắn đã tiến vào một thời không khác. Lúc này xung quanh Diệp Quân trở nên tối tăm, trên trời có hơi thở tài ác lơ lửng. Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn một vòng xung quanh, cuối tầm mắt là xích sắt chằng chịt, mỗi sợi dây xích đều trói một người, có yêu tinh, cũng có một vài sinh linh kỳ quái. Tận mấy chục nghìn, không một ai ngoại lệ, trên người bọn họ đều tản ra hơi thở tà ác. Diệp Quân nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, đây là một nhà giam à. Đúng thế. Lúc này, giọng nói của Đạo Tàng Thiên vang vọng khắp xung quanh, Diệp Quân, đây là nhà giam do sư tổ thiết lập, nơi này nhốt những kẻ xấu ngài ấy thu phục từ những nền vũ trụ văn minh khác nhau. Thấp nhất cũng là cảnh giới phá hư, bất ngờ không, ngạc nhiên không. Ha ha, kẻ xấu.
Diệp Quân chớp mắt, thật bất ngờ, thật ngạc nhiên. Nhà tù. Không thể không nói, Diệp Quân có chút kinh hãi, không chỉ là kinh hãi bởi bức tranh này là nhà tù, điều càng kinh hãi chính là thực lực của những cường giả ở bên trong nhà tù này. Quả thực quá kinh khủng. Mấy chục ngàn cường giả, cấp bậc thấp nhất cũng cảnh giới lâm hư. Đây là khái niệm gì vậy? Hắn nghĩ tới khá nhiều, thứ nhất, thực lực của vị kỳ nhân kia chắc chắn là cực kỳ khủng bố, thứ hai, Đạo Tàng Thiên đã nói rằng những người này đều bị vị kỳ nhân đó bắt tới từ các nền văn minh vũ trụ khác về. Mà nền văn minh vi mô ở dưới chắc chắn không thể xuất hiện sự tồn tại của những cường giả với cấp bậc như thế này, nói cách khác, rất có khả năng còn có văn minh vũ trụ yếu hơn một chút hoặc không kém gì nền văn minh vũ trụ chủ, chỉ là phần lớn người ở thế giới này đều không biết. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ. Đây không phải là điều mà hắn nên quan tâm, hắn nhìn khắp bốn phía, giờ phút này, vô số thần thức đã tập trung vào hắn. Hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một hơi thở đều mạnh hơn tên Đạo Tàng Thiên kia. Hiển nhiên, những người này đều không phải người tốt lành gì. Đúng lúc này, những sợi dây xích sắt trói chặt bọn họ đột nhiên trở nên mờ ảo. Khôi phục tự do. Sắc mặt của mọi người đều cực kỳ hung ác, bọn họ muốn ra tay nhưng đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong, các ngươi là con chó của người ta sao? Người ta bảo các ngươi giết thì các ngươi giết. Giọng nói này vừa vang lên, những người xung quanh lập tức lui ra phía sau, rất kiêng dè. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, phía góc phải bên ngoài ngàn trượng một người đàn ông ngồi ở đó. Người đàn ông mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, mái tóc dài thả ở phía sau lưng, thoạt nhìn, chỉ có hai chữ, tà, cuồng. Tất cả mọi người ở bốn phía hiển nhiên đều rất sợ hãi người đàn ông này, bởi vì giờ phút này tất cả đều đứng im, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Giọng nói của Đạo Tàng Thiên đột nhiên vang lên từ bên trong thiên địa, nếu các ngươi không giết hắn ta sẽ khiến cho các ngươi phải chịu đựng sự đau đớn của nuốt hồn kia. Sự đau đớn của nuốt hồn. Nghe thấy lời Đạo Tàng Thiên nói, sắc mặt của mọi người trong đó đều biến đổi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Mà vẻ mặt của người đàn ông mặc áo đỏ kia lại rất bình tĩnh, y nhìn Diệp Quân, có thể đi ra ngoài. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, điều kiện. Diệp Quân nói, giúp ta đánh một trận. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, được. Diệp Quân nở nụ cười. Người đàn ông mặc áo đỏ nói, có cần thể không? Diệp Quân nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông mặc áo đỏ nở nụ cười. Diệp Quân đột nhiên xoay người, y mở lòng bàn mình ra, trong phút chốc, một tia kiếm ý chợt tự phóng lên cao, kiếm khí cường đại xé rách tất cả. Nhưng sau khi luồng kiếm khí kia lao vèo đi ngàn trượng, nó lại bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Cười chết ta rồi. Giọng nói của Đạo Tàng Thiên đột nhiên vang lên, thời không ở đây là do sư tổ tự tay bố trí, đừng nói là ngươi, kể cả là người đã bước ra thế giới bên ngoài nửa bước cũng không thể phá được. Người vây mà lại muốn phá giải nó, thật sự là buồn cười. Diệp Quân không nói gì, hắn mở lòng bàn tay mình ra, lại có một thanh kiếm phóng lên trời. Mà lần này, là kiếm Thanh Huyên. Khi thanh kiếm này phóng lên cao, người đàn ông mặc áo đỏ đang đứng phía xa xa kia đứng phắt dậy, y nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Thanh Huyên kia, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn và kích động, hai tay y nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bùm! Nghe tiếng thanh kiếm Thanh Huyên vang vọng lại, thời không mà luồng sáng của thanh kiếm kia đi qua vậy mà lại bắt đầu bị xé rách từng chút một. Thời không bị xé rách ra. Làm sao có thể? Đạo Tàng Thiên đột nhiên thất thanh. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một sức mạnh pháp tắc thần bí. Sức mạnh pháp tắc này chính là cai ngục trấn thủ ở đây. Nó lơ lửng ở phía trên thanh kiếm Thanh Huyên. Từng đạo lực phong ấn thần bí nương theo một sợi xích sắt quét xuống, muốn vây thanh kiếm Thanh Huyên lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những mặt của cường giả bị nhốt trong tù đều biến sắc. Thật ra, Đạo Tàng Thiên chỉ có thể phát động được đạo thương đồ này nhưng y cũng không thể sử dụng được đạo thương đoàn. Thứ thật sự có thể khống chế được đạo thương đồ là pháp tắc thần bí này, mà đạo sức mạnh pháp tắc này chính là thứ mà vị kỳ nhân kia để lại. Những lúc bình thường, đạo sức mạnh pháp tắc lực này đều trong trạng thái ngủ say, trừ phi gặp phải sự uy hiếp mới xuất hiện, mà sau khi nó xuất hiện. Nó có thể dùng sức mạnh pháp tắc vô thượng giam cầm bất cứ kẻ nào ở trong tấm bản đồ này, không chỉ có ở trong bản đồ. Ngoài bản đồ, nó cũng có thể cưỡng chế vào trong. Trong phần đông những người ở đây đều là bị đạo sức mạnh pháp tắc này giam cầm.
Hôm nay lần nữa nhìn thấy sức mạnh pháp tắc này, bọn họ vẫn sợ hãi. Hai mắt của người đàn ông mặc áo đỏ cũng híp lại. Ha ha! Mà tên đạo tàng thiên kia thì điên cuồng cười phá lên, ngươi thật sự đúng là có chết cũng đáng, ha ha! Y vốn chỉ là muốn lợi dụng những tên phạm nhân trong này để đối phó với Diệp Quân, bởi vì y không có cách nào sử dụng được sức mạnh pháp tắc kia, nhưng y thật không ngờ, Diệp Quân vây mà chủ động dây vào sức mạnh pháp tắc đang trong trạng thái ngủ say kia. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sức mạnh pháp tắc kia điều khiển sợi xích sắt trực tiếp trói ở phía trên thân kiếm Thanh Huyên, nhưng một giây sau, kiếm Thanh Huyên lại rung lên kịch liệt. Ầm ầm, sợi xích sắt kia ầm ầm vỡ nát, thanh kiếm phóng lên cao, chỉ là trong nháy mắt, thời không đặc thù ở đây trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng cực lớn. Phá rồi. Trong đây, không biết tên tù nhân nào đột nhiên giống lên. Ngay sau đó, xích sắt trên người tất cả phạm nhân ầm ầm vỡ nát. Diệp Quân không chỉ phá sợi xích sắt, mà còn có đạo sức mạnh pháp tắc kia. Làm sao có thể? Trong bóng tối, đạo tàng thiên thất thanh kinh hãi nói. Đi thôi, ha ha. Người đàn ông mặc áo đỏ cười to một tiếng, một giây sau, y trực tiếp đồng loạt phóng lên cao cùng với mọi người. Rất nhanh, vô số cường giả từ trong đạo thương đổ vọt ra. Diệp Quân cũng theo đó ra ngoài, hắn nhìn về phía xa xa, ngoài ngàn trượng, sắc mặt của tên đạo tàng thiên kia cực kỳ khó coi, y đang nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên của hắn. Cuối cùng được ra được rồi. Đột nhiên một giọng nói từ bên phải Diệp Quân truyền đến. Diệp Quân quay đầu. Người nói chuyện chính là người đàn ông áo đỏ kia, mà ở phía sau người đàn ông áo đỏ còn có mấy vạn cường giả cấp cao đi theo, giờ phút này trên khuôn mặt của những cường giả này đang lộ rõ vẻ hưng phấn. Bọn họ đã không nhớ rõ mình đã bị giam cầm bao nhiêu năm rồi. Không ngờ một ngày nào đó lại có thể thoát ra được. Điều bất ngờ này đến đúng thật là quá đột ngột. Người đàn ông áo đỏ hình như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, y nhìn Diệp Quân. Không nói gì. Diệp Quân cũng đang nhìn người đàn ông áo đỏ, nếu như đối phương không thực hiện lời hứa, vậy thì xuống địa ngục đi. Người đàn ông áo đỏ nở nụ cười, đừng có ý định giết hại ta, Tập Tiêu ta chưa bao giờ nuốt lời, ta đã nói giúp ngươi đánh trận chiến này thì sẽ giúp ngươi đánh trận chiến này. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía những cường giả sau lưng Tập Tiêu, những cường giả kia cùng nhau tỏ vẻ nguyện ý ở lại. Diệp Quân biết những cường giả này không phải là đang nể mặt mình mà đang nể mặt tên Tập Tiêu này, phải nói là sợ tên Tập Tiêu này. Huyền Nho nhìn thấy những cường giả cao cấp này đột nhiên xuất hiện trong đây, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, những tên này xuất hiện từ nơi nào vậy? Diệp Quân xoay người nhìn về phía đạo Tàng Thiên, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Trong lúc nói chuyện, một thanh kiếm lao về phía đạo Tàng Thiên. Sắc mặt của đạo Tàng Thiên đại biến. Thanh kiếm này của Diệp Quân đúng thật là quá quỷ dị, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Hai tay y nắm chặt lại, một chiếc giáp bằng vàng đột nhiên xuất hiện ở trên người y. Leng keng. Chiếc giáp vàng kia cứng rắn chặn kiếm ý của Diệp Quân lại, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm cũng nhanh chóng đánh bật y bay ra ngoài. Mà trong quá trình y bay ra ngoài, lại có một thanh kiếm lẳng lặng bay tới. Đồng tử của đạo tàng thiên chợt co lại, y đột nhiên giống giận. Đánh hai quyền ra, từng luồng ánh sáng màu vàng sậm đột nhiên bay từ trong cơ thể y ra, trong nháy mắt bao phủ thanh kiếm ý của Diệp Quân. Xa xa, Diệp Quân nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn không cảm nhận được mấy thanh kiếm ý kia nữa. Đúng lúc này, một trụ sét đột nhiên quét qua phía bên trong, bay thẳng đến chỗ hắn. Nét mặt của Diệp Quân cực kỳ bình tĩnh, vừa mới suy nghĩ một thanh ý kiếm trật tự bay ra. Ầm ầm. Trụ sét màu vàng sậm kia ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn ra khắp nơi, một bóng hình liên tục lui từ trong trụ sét màu vàng sậm vỡ nát. Đó chính là tên đạo tàng thiên kia. Đạo tàng thiên lui khoảng mấy vạn trượng mới dừng lại, mà khi y vừa dừng lại, chiếc giáp vàng mặc trên người y đột nhiên vỡ nát rơi lả tả. Không chỉ có như thế, cơ thể y cũng đã xuất hiện những vết nứt, máu tươi chảy từ trong cơ thể ra. Diệp Quân thấy thế, khẽ lắc đầu. Vốn định nghiêm túc đánh một trận vui quên lối về, lại không ngờ rằng ngươi lại yếu như vậy. Diệp Quân. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, đang muốn nói gì đó, nhưng có một thanh kiếm đã bay tới trước mặt y, trong mắt Đạo Tàng Thiên hiện lên một ánh nhìn dữ tợn, y đột nhiên chỉ vào chỗ giữa lông mày của mình. Đùng. Đột nhiên cơ thể y bay thẳng ra xa mấy vạn trượng.
Thuật thần thông đạo thương. Huyền Nho ở bên cạnh giật mình. Thuật thần thông đạo thương này chính là thuật thần thông mạnh nhất của họ đạo thương. Sau khi thi triển, thể xác hóa thành thần thể đạo thương, tu vi tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng có di chứng, một khi khôi phục trạng thái bình thường thì sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy nhược cực kỳ kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, y sẽ yếu như là những người bình thường. Bởi vậy, trừ phi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nếu không, đệ tử của họ đạo thương thường sẽ không dùng đến cấm thuật thuật thần thông này. Sau khi đạo tàng thiên thân hóa thành thần thể đạo thương, tay phải y nắm chặt lại, sau đó trực tiếp đánh một quyền mạnh mẽ về phía khu vực thời không của Diệp Quân. Khi một quyền này rơi xuống, hình như có một mảnh vũ trụ bị sụp đổ, tất cả mọi người trong đây cảm nhận được một áp lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân bình tĩnh nhìn nắm đấm kia rơi xuống, hắn bước về phía trước một bước, dưới chân có kiếm quang lướt lên. Xì! Kiếm quang chợt lóe lên, phóng lên trên trời. Kiếm quang của Diệp Quân ở trước nắm đấm che khuất bầu trời này có vẻ như cực kỳ nhỏ bé, giống như hạt cát ở trong biển lớn. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà hai người giáp lá cà kia, thanh kiếm kia lại mạnh mẽ xuyên thủng nắm đấm to lớn đó, kiếm quang tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào phần giữa mi tâm của đạo tàng thiên. Đùng! Pháp thể đạo thương kia của đạo tàng thiên trực tiếp bị nghiền nát. Mà đúng lúc này, lại có một thanh kiếm từ trong đó chợt lóe lên, bay thẳng đến chỗ đạo tàng thiên. Nhưng đúng lúc nó đang sắp tới gần đạo tàng thiên, một ngón tay đột nhiên xuất hiện từ trong thời không của đạo tàng thiên, sau đó nắm lấy thanh kiếm ý kia, một giây sau. Bùm! Kiếm ý trong nháy mắt bị vỡ nát. Sau đó, ngón tay kia chỉ một nhẹ về phía khu vực thời không của Diệp Quân. Bùm! Kiếm thế do Diệp Quân đặt ra trong nháy mắt vỡ nát, liên tục lui ra. Đây đã không phải là cường giả cảnh giới lâm hư, mà là người phá hư. Đạo Tiêu. Đạo Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đạo tàng thiên, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang ở phía xa xa, có phải ngươi tự cho rằng mình đánh rất giỏi. Dứt lời, ông ta vươn tay phải ra đè nhẹ Diệp Quân một cái, một cỗ sức mạnh thần bí đột nhiên tụ từ trong không gian thiên địa ra, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quân. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi truyền đến, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ước hiếp chúng ta không có ai sao? Theo một loạt âm thanh được phát ra, một tia sáng âm u đột nhiên lóe lên, cỗ sức mạnh kia của đạo tiêu bị ép lui lại trong nháy mắt. Đạo tiêu nhíu mày, ông ta chậm rãi xoay người nhìn về phía xa xa, nơi đó, có một người phụ nữ đang từ từ đi tới. Người đang đi tới, chính là Toại Cổ Kim. Hôm nay Toại Cổ Kim mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Thanh lịch nhã nhặn, giống như một bông súng xanh. Cô ta từ từ đi tới từ đằng xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân cũng đang nhìn cô ta. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười, đã lâu không gặp. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, hình như cũng không lâu lắm đâu. Diệp Quân cười ha ha. Thánh Cổ Kim. Đúng lúc này, đạo tiêu đang ở phía đằng xa đột nhiên nói, quả nhiên ngươi cùng một ruột với hắn ta. Toại Cổ Kim xoay người nhìn về phía đạo tiêu, là chủ nhân bút đại đạo nói cho ngươi đứng không? Đạo tiêu nhìn chằm chằm Thánh Cổ Kim, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đúng là chủ nhân bút đại đạo nói cho ông ta biết. Thật ra, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết ý đồ thật sự của Toại Cổ Kim, cũng thật sự cho rằng Toại Cổ Kim cũng muốn nhằm vào Diệp Quân, bởi vì bọn họ thật sự không tin loại nhân vật như Toại Cổ Kim thật sự sẽ lựa chọn người thuộc nền văn minh bên dưới. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong điện có một quyển kinh phá bích. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía tòa đại điện kia, lúc trước khi hắn chiến đấu với đạo tàng thiên ở đây do sức mạnh của hai người rất lớn, nhưng cũng không thể phá hư được kiến trúc và thời không ở nơi này. Nơi này có sức mạnh đặc biệt đang bảo vệ nó. Diệp Quân đi về phía đại điện, nhưng lại bị Toại Cổ Kim ngăn lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim nhìn hắn. Làm sao đột nhiên biến thành đồ ngốc rồi? Nếu dễ dàng đi vào như vậy thì sao lại đến lượt ngươi vào trước cơ chứ? Diệp Quân nhìn về phía tòa đại điện kia, im lặng, thời không ở nơi đó quả thật có chút quỷ dị. Hơn nữa, ở bên trong tòa đại điện còn có một loại sức mạnh thần bí như có như không. Thánh Cổ Kim. Đúng lúc này, lại có một giọng nói đột nhiên truyền từ phía xa. Diệp Quân và Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn lại, phía xa xa. Có hai người đàn ông trung niên đang từ từ lại gần. Chính là đế vương Phạn Thiên và quốc sư của nước Phạn Thiên. Phạn Thiên nhìn Toại Cổ Kim, cười nói,
Ta cũng rất bất ngờ, ngươi lại thật sự chọn một người đàn ông như vậy, hơn nữa lại còn mang thai. Toại cổ kim bình tĩnh nói, Phạn Thiên, ngươi thật sự tin tưởng chủ nhân bút đại đạo. Phạn Thiên mỉm cười nói, ta biết chủ nhân bút đại đạo muốn lợi dụng chúng ta, chắc chắn ngươi rất tò mò, tại sao ta biết ông ta đang lợi dụng chúng ta, lại còn muốn lựa chọn đi theo ông ta, đúng không? Toại cổ kim nhìn chằm chằm vào Phạn Thiên, không nói gì. Phạn Thiên nở nụ cười, xem ra, sư phụ ngươi không hề nói cho ngươi biết sự thật. Toại cổ kim bình tĩnh nói, những điều này đều không trọng yếu, bao gồm cả kinh phá bích cũng không còn quan trọng nữa. Phạn Thiên gật đầu, đúng vậy. Hôm nay, bọn họ đều có mục đích riêng. Hơn nữa, mỗi người đều cho rằng mình là quân át chủ bài vô địch. Phạn Thiên quay đầu nhìn về phía đám người Tập Tiêu đứng cách Diệp Quân không xa, các vị hôm nay đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng, tại sao lại không rời đi? Tập Tiêu không sợ ông ta chút nào, đã đồng ý với người ta, sẽ giúp đánh một trận. Ở phía sau lưng y, mọi người cũng đang nở nụ cười, đánh một trận. Bọn họ người đông thế mạnh, đương nhiên là không sợ đám người Phạn Thiên đó. Phạn Thiên nhẹ gật đầu, nếu các ngươi đã muốn đánh một trận, vậy thì chúng ta đánh một trận đi. Sau khi dứt lời, một loạt tiếng nổ đột nhiên truyền từ nơi cùng trời cuối đất đến, ngay sau đó, một loạt tia sét kéo đến, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại nơi đây, đi theo loạt tia sét này tới đây, có một đạo khí tức uy áp đáng sợ đột nhiên bao phủ nơi này lại. Trong ánh sáng tia lửa điện, là một người khổng lồ với thân hình cao lớn, hình thể của ông ta như một ngọn núi nhỏ, cầm trong tay một thanh cự kiếm, cảm giác cực kỳ áp bức. Điều khiến Diệp Quân bất ngờ chính là, người khổng lồ này lại là kẻ phá hư. Mà đằng sau người khổng lồ này, từng đạo khí tức đột nhiên tiến đến cuồn cuộn như thủy triều. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, mấy ngàn tên khổng lồ chạy nhanh đến, bọn họ tuy rằng không lớn bằng tên khổng lồ cầm đầu này, nhưng vẫn sừng sững như núi, từng đạo khí thế như rời núi lấp biển theo bước chân bọn họ đồng loạt phóng tới. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cự nhân Qua Nhung. Một chủng tộc mạnh mẽ. Hắn đã xem tất cả tư liệu lịch sử trong nước Phạn Thiên, bởi vậy, cũng có chút hiểu biết về chủng tộc này có lịch sử lâu đời, đã xuất hiện từ rất sớm, còn xuất hiện sớm hơn vị kỳ nhân kia, có thể nói, bọn họ chính là một trong những cư dân bản địa của vũ trụ chủ. Khi hắn xem cuốn sách lịch sử cổ, trong cuốn sách lịch sử cổ đó có nói, cự nhân Qua Nhung này đã sớm bị tuyệt chủng. Xem ra, không thể tin vào sử sách được. Cái thứ đồ đó chỉ là do những người đi trước bịa ra để lừa những tên ngốc mà thôi. Khi nhìn thấy cự nhân Qua Nhung, đôi lông mày của những tên phạm nhân đã thoát khỏi đạo thương đồ nhíu chặt lại. Bọn họ vốn dĩ cho rằng sau khi vị kỳ nhân kia biến mất, bây giờ bọn họ đã thoát ra, vậy thì chắc chắn có thể càn quét tất cả mọi thứ, nhưng xem ra bây giờ bọn họ có đánh giá hơi thấp thực lực của thế lực bên ngoài rồi. Đặc biệt là người cầm đầu Phạn Thiên và quốc sư còn có tên đạo tiêu kia, thực lực của bọn họ đúng là sâu không lường được. Mà bây giờ lại có một đám cường giả như vậy. Không ít tù nhân bốn mắt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo tiêu đột nhiên cười nói, đánh nhau, được thôi. Sau khi dứt lời, đường chân trời phía sau y đột nhiên cũng phóng vô số đạo khí tức khủng bố tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua đó, chỉ thấy từ đường tận cùng chân trời, mấy ngàn bóng dáng lướt nhanh đến, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ tích tắc, bọn họ đã xuất hiện ở nơi đây. Ngoại hình của những cường giả đấy rất quỷ dị, bọn họ giống như một cái bóng, không thể nào nhìn rõ được diện mạo thật sự, trôi lềnh bềnh ở nơi đó, như có như không. Tộc Ám Linh. Diệp Quân nhíu mày, lại là một chủng tộc trong truyền thuyết, giống như tộc cự nhân Qua Nhung, đây là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trong vũ trụ chủ này, được xưng là viễn cổ thập tộc. Thời kỳ đó vũ trụ chủ vẫn rất hỗn loạn, trăm tộc mọc lên như nấm sau mưa, thế lực rắc rối phức tạp, mà sau này theo dòng sự kiện sau khi vị kỳ nhân kia xuất hiện, những thế lực của chủ vũ trụ kia bắt đầu bị xử lý, rất nhiều chủng tộc đã quy thuận thần phục. Nhưng mà, theo sự biến mất của vị kỳ nhân kia, những chủng tộc kia lại xuất hiện nội chiến, về sau nữa, rất nhiều chủng tộc đã không còn hiện diện, đặc biệt là viễn cổ thập tộc, hoàn toàn không còn trong tầm mắt của mọi người nữa. Xem ra bây giờ có rất nhiều chủng tộc cường đại vẫn chưa thật sự biến mất, cũng không biết Phạn Thiên Quốc và họ đạo thương nhất đã mời được bao nhiêu tộc. Hư ảnh cầm đầu tộc Ám Linh kia nắm một thanh lưỡi hái trong tay, nó có màu đỏ như máu, ánh mắt nhìn thẳng trực tiếp vào đám tù nhân kia,
khi bị nhìn chằm chằm thì đám tù nhân kia đột nhiên cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến thấu xương, như thể linh hồn đã bị cướp đi vậy. Phạn Thiên nhìn chằm chằm vào đám người Tập Tiêu, nếu như các người muốn đánh nhau, chúng ta lúc nào cũng có thể tiếp chiêu. Chúng ta không đánh. Đúng lúc này, sau lưng Tập Tiêu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sau khi giọng nói này vang lên, càng ngày càng nhiều người biểu lộ sự đồng tình là không đánh nữa. Bọn họ vất vả lắm mới thoát ra được, nếu như đối thủ yếu, vậy thuận nước dong thuyền, người tốt ta tốt mọi người cùng tốt, nhưng bây giờ đối thủ mạnh như vậy, nếu như ở lại chỗ này, vậy không phải là phải liều cái mạng mình sao? Liều mạng? Không đáng. Rất nhanh, mọi người đã trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn tên cường giả cấp cao cũng chỉ còn hai người ở lại. Một người là Tập Tiêu, còn có một người đàn ông mặc cẩm bào, người này nhìn đám người Diệp Quân, lại nhìn đám người Phạn Thiên kia, con ngươi xoay tròn, không biết đang nghĩ cái gì. Phạn Thiên khẽ cười nói, tù nhân chính là tù nhân, một đám người hám lợi. Diệp Quân nhìn những người đã rời đi kia mà không nói gì, cũng không hề bất ngờ, hắn nhìn về phía Tập Tiêu và người đàn ông cẩm bào kia. Ánh mắt của Phạn Thiên giờ phút này cũng rơi vào trên người Tập Tiêu, người không đi. Đi. Tập Tiêu vẫn luôn im lặng đột nhiên nở nụ cười, lão già chết tiệt, chỉ gọi thêm vài người ra mà muốn dọa ta phải rút lui. Người đang nói chuyện cười sao? Dứt lời, ông ta đột nhiên vung lên một quyền về phía tộc cự nhân Qua Nhung kia. Tên khổng lồ Qua Nhung cầm đầu đột nhiên hai tay cầm cự kiếm mãnh liệt chém về phía trước, hai sức mạnh đáng sợ đột nhiên oanh kích vào nhau. Đùng đoàng. Tên khổng lồ Qua Nhung cầm đầu liên tục lui ra ngàn trượng. Mà đám cự nhân Qua Nhung ở phía sau lại trực tiếp thối lui gần vạn trượng. Chỉ với sức mạnh của một quyền thôi đã khủng bố như vậy. Giờ phút này, mọi người có mặt ở đây đều là hơi kinh ngạc. Diệp Quân cũng rất kinh ngạc, thực lực của Tập Tiêu có hơi vượt ngoài dự đoán của hắn, đây không phải cường giả có cảnh giới phá hư bình thường. Khó trách những người đó sợ y như thế. Tập Tiêu vung vung nắm đấm, y nhàn nhạt nhìn về phía tộc cự nhân Qua Nhung kia, sau đó nhìn xuống Phạn Thiên. Khinh thường nói, chỉ thế thôi. Phạn Thiên nhìn chằm chằm vào Tập Tiêu, người xác định mình muốn xen vào chuyện này. Tập Tiêu nhìn thẳng vào Phạn Thiên, ta mặc kệ giữa các ngươi đang xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là, ta có thể ra ngoài được là nhờ hắn, ta cũng đã đồng ý giúp hắn đánh trận này, cho nên trận đánh ngày hôm nay ta nhất định phải tham gia. Dứt lời, chân phải ông ta dậm mạnh một cái, trực tiếp hóa thành một trụ sấm mạnh mẽ đánh về phía Phạn Thiên. Tập Tiêu hắn muốn đánh, thì phải đánh tên mạnh nhất. Nhưng mà, Phạn Thiên cũng không hề ra tay, tên quốc sư kia bước ra một bước đứng chắn ở phía trước, vừa đặt chân xuống, phù văn màu vàng đột nhiên xuất hiện từ trong không gian, trong nháy mắt đã bao phủ, trói chặt cả người Tập Tiêu, nhưng một đạo quyền ý đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp làm bể mảnh phù văn kia, ngay sau đó có một hình bóng đã phóng tới trước mặt tên quốc sư kia, mạnh mẽ tung ra một quyền về phía ông ta. Một quyền này vừa tung ra, một đạo quyền ý đột nhiên bao phủ toàn bộ khu vực này, uy áp rung trời chuyển đất của quyền đạo kéo từ không gian thiên địa tới dày đặc, cả đám người của tộc cự nhân Qua Nhung và tộc ám linh tộc đương nhiên không thể chịu đựng được cỗ uy áp này, sắc mặt ai cũng trở nên tái nhợt. Cảm nhận được quyền ý khủng bố của Tập Tiêu, Diệp Quân cũng có chút khiếp sợ, quyền ý thực chất. Phía xa xa, khi tên quốc sư nhìn thấy một quyền này của Tập Tiêu thì cũng có chút kinh ngạc, ông ta cũng không dám khinh thường, mở lòng bàn tay ra. Một tia kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống trước mặt ông ta, mà lúc này, một quyền của Tập Tiêu đánh tới, đạo kim quang kia vỡ nát. Hai người đồng thời thối lui liên tục. Vô số quyền ý và kim quang điên cuồng bắn ra khắp bốn phía. Diệp Quân đang xem cuộc chiến dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cẩm bào và Tập Tiêu ở lại cách đó không xa, tại sao ngươi cũng ở lại? Nghe thấy lời mà Diệp Quân nói. Người đàn ông cẩm bào nghiêm túc nói, huynh đệ có đại ân với ta, ta đương nhiên phải lấy cái chết để báo đáp. Nhảm nhí. Tất nhiên Diệp Quân không tin tên này, gã giống như là loại xảo trá nham hiểm. Người đàn ông mặc cẩm bào cười hi hi, cũng không nói gì. Tên này ở lại đây đương nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi gã vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, chính là tại sao thanh kiếm trong tay Diệp Quân lại có thể không đếm xỉa đến sức mạnh của pháp tắc trong đạo thương đồ đó. Nó không chỉ bị xem thường mà còn có thể bị phá vỡ. Gã đã tính toán rồi, thực lực Diệp Quân rất mạnh, rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Quân,
tuyệt đối không có khả năng chống lại sức mạnh pháp tắc mà kỳ nhân kia lưu lại. Nhưng thanh kiếm đó có thể. Điều này có ý nghĩa là gì? Rất đơn giản. Chủ nhân rèn ra thanh kiếm này không hề yếu hơn chủ nhân của sức mạnh pháp tắc. Chủ nhân của sức mạnh pháp tắc là ai? Chính là kỳ nhân năm đó. Kỳ nhân đó đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ còn có người khủng bố hơn người đàn ông đó sao? Nghĩ tới đây, người đàn ông mặc cẩm bào đã có chút sợ hãi, không dám suy nghĩ tiếp. Gã ở lại vì muốn đánh cược. Đương nhiên, cũng muốn cố gắng hết sức, không muốn quá quyết liệt, dù sao nếu không có vị kiếm tu trẻ tuổi này, đời này gã vĩnh viễn không có khả năng ra ngoài. Nếu như hiện tại trực tiếp vỗ mông chạy lấy người, lương tâm của gã cũng không cho phép, nhưng nếu sau khi gã cố hết sức giúp đỡ lại phát hiện Diệp Quân vẫn không thể đánh bại đối thủ, vậy gã vẫn sẽ lựa chọn rời đi, nhưng đến lúc đó, gã đã không thẹn với lương tâm nữa. Làm người không thể quá lương thiện, nhưng cũng không thể không có một chút lương tâm nào. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, sau đó, từng tia kim quang rực rỡ từ xa bắn ra. Quyền ý mạnh mẽ hòa cùng kim quang điên cuồng lan tràn ra xung quanh, mọi người đều chống cự. Diệp Quân vung tay áo lên, toàn bộ sức mạnh còn sót lại khách tan đến trước mặt hắn đều bị chặn lại. Toại cổ kim liếc mắt nhìn Diệp Quân, thực lực tăng lên rất nhiều rồi nhỉ. Diệp Quân cười nói, phải cảm ơn cô đã tranh thủ thời gian cho ta. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân nói, lần sau ta sẽ không nói cảm ơn nữa, quá xa lạ. Toại cổ kim nói, tính tình vẫn như cũ, không biết thay đổi gì cả. Diệp Quân mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, chủ nhân bút đại đạo ở đâu? Toại cổ kim bình tĩnh nói, đang cố nhịn để phóng đại chiêu. Diệp Quân cau mày. Hắn biết toại cổ kim không hề nói đùa với hắn. Diệp Quân nhìn về phương xa, đúng lúc này, tập tiêu đó đột nhiên nhảy lên, sau đó lao thẳng vào quốc sư giống như một ngôi sao băng. Thân thể y dần dần trở nên hư ảo, nhưng sức mạnh lại càng ngày càng đáng sợ. Kẻ phá hư. Đối mặt với sự va chạm kinh hoàng của tập tiêu, vẻ mặt quốc sư lại rất bình tĩnh, ông ta chỉ tay ra, hàng ngàn phù văn đột nhiên tuôn ra từ đầu ngón tay, sau đó ngưng tụ thành một nắm đấm phù văn, hung hăng đấm về phía tập tiêu vang lên ầm một tiếng. Keng. Khung cảnh như dừng lại. Nắm đấm tay phải của tập tiêu mang theo hàng nghìn vạn hàng ngàn quyền mang hung hăng cản lại nắm đấm phù văn đó, sức mạnh của hai người xung đột với nhau, từng đạo tàn dư sức mạnh khủng khiếp dung chuyển dữ dội bắn ra bốn phía xung quanh, người của tộc Qua Nhung và tộc Ám Linh đã tránh xa khỏi nơi này, bởi vì sức mạnh do hai người bạo phát ra càng ngày càng mạnh, bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Thực sự là ván cờ cao siêu. Kẻ phá hư bị choáng ngợp tại nơi đây. Đạo tiêu nhìn chằm chằm vào tập tiêu cau mày thật sâu, người này rốt cuộc là ai? Bên cạnh ông ta, Phản Thiên bình tĩnh nói, người có thể được sư tổ bắt thì sao có thể là kẻ bình thường? Đạo tiêu gật đầu, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh của đạo tàng thiên, lúc này sắc mặt đạo tàng thiên âm trầm đến đáng sợ. Đạo tiêu cau mày, thắng hay thua một trận chiến có ý nghĩa gì? Trên con đường đại đạo ai có thể thắng mãi mãi? Nếu không thể chấp nhận thất bại của chính mình, con đường võ đạo của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Lời này có chút gay gắt, sắc mặt đạo tàng thiên đột nhiên thay đổi, y nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ông nội dạy bảo rất đúng, cháu trai đã hiểu. Đạo tiêu gật đầu. Đạo tàng thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, y cười lạnh một tiếng, trên thế đạo này, thứ dùng để so sánh không phải năng lực cá nhân, mà là gia thế, bối cảnh. Diệp Quân ngươi cho dù đánh nhau giỏi thì như thế nào, vẫn chỉ là văn minh cấp thấp. Bản thân ta có thể thua 100 lần, bởi vì 100 lần đều có dòng họ đạo thương ủng hộ, mà Diệp Quân ngươi chỉ cần thua một lần là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, y lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Keng! Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng động chói tai, chỉ thấy tập tiêu và vị quốc sư đó đồng thời vội vàng lùi về sau, xa mấy ngàn trượng rồi hai người mới dừng lại. Khu vực bọn họ đang đứng còn có vô số sức mạnh tàn dư đang tàn sát bừa bãi tạo thành một cơn lốc xoáy kinh hoàng. Diệp Quân nhìn xung quanh, sức mạnh của hai người vô cùng đáng sợ, trước mắt có thể nói là đệ nhất ở trong chủ vũ trụ, nhưng mà sức mạnh của hai người lại không thể tạo ra một chút tổn hại nào cho mảnh thời không này. Nơi này vững chắc lạ thường. Ở phía xa, sau khi quốc sư dừng lại, ông ta nhẹ nhàng vung tay, những sức mạnh khủng bố xung quanh ông ta biến thành tro bụi trong nháy mắt.
Ông ta ngẩng đầu nhìn về Tập Tiêu ở phía xa, Tập Tiêu cười lớn nói, đã lâu rồi chưa được đánh một trận sảng khoái như vậy. Quốc sư nhìn Tập Tiêu, cười nói, các hạ, nếu bằng lòng đến Phạn Thiên Quốc của ta, Phạn Thiên Quốc ta không chỉ có thể giúp các hạ khôi phục toàn bộ sức mạnh, còn có thể khiến các hạ tiến thêm một bước nữa, tuyệt đối không nói dối. Nghe được lời nói của quốc sư, mọi người tại hiện trường đều chấn động, đây không phải toàn bộ thực lực của Tập Tiêu sao? Tập Tiêu lại cười, đàn ông sinh ra giữa trời đất, nếu nói lời mà không giữ lấy lời, còn tính là đàn ông sao? Vừa nói, y vừa đưa tay phải ra và lắc mạnh. Ầm. Trong phút chốc, hàng tỷ quyền ý phóng ra từ lòng bàn tay y quét ngang trời đất, áp lực khủng khiếp của những quyền đạo từ giữa trời đất trút xuống giống như hàng ngàn ngọn núi. Sắc mặt của những người tộc Hoa Nhung và tộc Ám Linh đột nhiên thay đổi lớn, đều lần nữa lùi về sau. Tộc trưởng của họ vẫn tốt, gã đứng ở tại chỗ không đụng đậy, chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ nắm đấm đó, dù sao cũng là cường giả phá hư. Ánh mắt của Đạo Tiêu và Phản Thiên đều rơi xuống người Diệp Quân cách đó không xa, khi họ nhìn thấy Diệp Quân có thể ngăn cản được áp lực từ nắm đấm này, Đạo Tiêu đột nhiên cau mày, chẳng lẽ Diệp Quân này cũng có sức mạnh của cường giả phá hư? Thấy Tập Tiêu còn muốn ra tay, quốc sư gật đầu, vậy chúng ta không nên làm kẻ khác khó chịu. Vừa nói ông ta đột nhiên tiến lên một bước, vừa bước đi xong, một tia kim quang đại đạo đột nhiên tỏa ra từ dưới chân ông ta, trong kim quang đại đạo tràn ngập sức mạnh đạo pháp đáng sợ, chúng tụ lại với nhau như dòng sông cuồn cuộn, nó mang theo sức mạnh khủng khiếp hùng vĩ đè bẹp về hướng Tập Tiêu. Rất tốt! Tập Tiêu cười lớn, nhảy lên và tung một đấm, hung hăng đánh vào dòng kim quang đại đạo đó. Sức mạnh của Tập Tiêu rất thuần khiết, không chút lòe loẹt, chỉ là một cú đấm đơn giản, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này lại vô cùng mạnh mẽ, hung hãn và bá đạo, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ trên thế gian này. Một lần nữa, sức mạnh của hai người va chạm mạnh mẽ, trong khoảnh khắc hội tụ vào nhau, sức mạnh của đối phương đột nhiên bùng phát từ trời đất như lũ lụt, mà quốc sư và Tập Tiêu bị nhấn chìm, trong khu vực đó, sức mạnh của hai người điên cuồng va chạm, cuồng nộ và khuấy động. Cả hai đều có đạo của riêng mình, lúc này, hai loại đại đạo lấy phương thức ngang ngược nhất để đối đầu, nhưng không ai có thể làm gì được đối phương. Nhưng vào lúc này, Tập Tiêu đang ở trong vòng xoáy sức mạnh đột nhiên gầm lên, y đấm quốc sư hết cú đấm này đến cú đấm khác, từng đạo quyền ý cường đại kèm theo cú đấm của y giống như một cơn bão dữ dội, nghiền nát về phía quốc sư. Những cú đấm của Tập Tiêu ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội và liên miên không dứt, trong khoảnh khắc. Vô số đạo quyền ý chồng lên nhau, sức mạnh càng trở nên đáng sợ hơn. Dưới sự tấn công điên cuồng của Tập Tiêu, quốc sư bắt đầu bị chấn áp và rút lui dữ dội, dòng kim quang đại đạo được ông ta thôi thúc ra lúc này cũng bắt đầu mờ dần, và sức mạnh nhanh chóng bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Tiêu ở cách đó không xa cau mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên, vẻ mặt Phạn Thiên rất bình tĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn, quốc sư đã bị Tập Tiêu đẩy lùi mấy trăm ngàn trượng. Lúc này, dòng kim quang đại đạo ở trước mặt quốc sư đã hoàn toàn vỡ nát, ông ta hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có thời gian để thở. Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc vì họ phát hiện ra quyền ý của Tập Tiêu ngày càng nhanh và mạnh. Toại cổ kim nói, khí tức này của gã rất mạnh mẽ. Diệp Quân gật đầu, Tập Tiêu lúc này đang đấm chỉ bằng một hơi thở, giống như một vận động viên vào thời điểm cuối cùng bắt đầu tăng tốc và chạy nước rút. Một khi đến cuối, năng lượng sẽ được giải phóng. Nếu quốc sư đó có thể cầm cự thì cục diện sẽ đảo ngược. Nhưng rất nhanh, Diệp Quân cau mày nói, không đúng. Toại cổ kim cũng nhíu mày, ánh mắt của hai người đều dán chặt lên trên người Tập Tiêu, rất nhanh, hai người nhìn nhau một cái, đều có chút kinh hãi. Ở phía xa, Phản Thiên người luôn bình tĩnh cũng cau mày lại. Quyền ý của Tập Tiêu đang bắt đầu biến đổi. Lúc này, tất cả mọi người đều chấn động. Đánh đi đánh lại, quyền ý của Tập Tiêu lại biến đổi. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, đây là nguồn gốc quyền ý của gã, khá giống với huyết mạch phong ma của ta. Càng đánh càng mạnh, căn bản sẽ không cạn kiệt. Ngược lại, đối thủ càng chống cự thì quyền ý sẽ càng mạnh, sau đó biến đổi. Diệp Quân cười nói, vị huynh đệ này mạnh mẽ quá, khó trách mấy tù nhân đó lại sợ hãi gã như vậy. Vừa nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người mặc cẩm bào cách đó không xa. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, người mặc cẩm bào hơi giật mình, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, giao tiếp bằng mắt với Toại Cổ Kim,
Tên này luôn bình tĩnh khi theo dõi hai người Tập Tiêu giao đấu, không có bất kỳ kinh ngạc hay chấn động. Toại Cổ Kim nói, nếu gã lựa chọn ở lại, vậy thì một là muốn báo đáp nhân tình của ngươi, hai là muốn chọn phe, ba chỉ là muốn quan sát, có thể nói gã có đủ ba thứ, cuối cùng gã làm gì thì phải tùy theo thực lực của chúng ta. Có thể trèo kéo một chút, để tên đó đi đánh với chủ nhân của bút đại đạo. Diệp Quân kinh ngạc nhìn Toại Cổ Kim, đánh với chủ nhân bút đại đạo, không phải hơi quá đáng sao? Toại Cổ Kim nói, kéo dài một lát cũng tốt. Diệp Quân trầm giọng nói, có khi nào gã bị đánh chết không? Toại Cổ Kim nói, để gã thử xem. Diệp Quân im lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc áo bào, khi nhìn thấy Diệp Quân nhìn qua đây, người đàn ông mặc áo bào có chút hoài nghi nhưng vẫn mỉm cười hiền lành đáp lại. Diệp Quân đi đến hỏi người thanh niên hiền hậu mặc áo gấm, huynh đài xưng hô thế nào? Đối phương đáp, Mạc Sơn Hà. Hắn khen ngay, tên hay. Người thanh niên. Diệp Quân nghiêm túc hỏi, huynh đài ở lại là để báo ân lúc trước. Người thanh niên gật đầu, phải. Y thoáng dừng một chút, lại nói, ta quan sát trước đã. Diệp Quân, huynh thấy thực lực của quốc sư và Tập Tiêu huynh thế nào? Người thanh niên nhìn nơi đang nổ ra giao tranh kia, rất mạnh. Diệp Quân, so với huynh thì sao? Người thanh niên chỉ cười không đáp. Diệp Quân biết chắc đây là cao thủ thì nở nụ cười, không giấu gì huynh, ta có một đối thủ rất mạnh, lát nữa sẽ xuất hiện, không biết huynh có thể giúp ta tranh thủ chút thời gian không? Người thanh niên xua tay lia lịa, ta không mạnh như huynh nghĩ đâu. Diệp Quân, ta không nhờ vả xuông. Người thanh niên chần chừ, là sao? Ta chỉ tò mò thôi. Diệp Quân, chúng ta tìm nơi khác trước đi. Rồi đưa y vào trong tháp. Sắc mặt Mạc Sơn Hà động lại. Y rất muốn bình tĩnh nhưng lại không làm được trước vùng thời không đặc biệt này. Hai tay siết chặt, mặt mũi tràn ngập khiếp sợ. Diệp Quân, huynh giúp ta đánh một trận, sau này huynh muốn tu luyện cứ vào đây. Mạc Sơn Hà không nói gì. Diệp Quân bồi thêm, làm người quý ở lòng thành. Ta thừa nhận đối thủ của ta khá là mạnh, huynh hãy nghĩ cho kỹ. Sau một hồi im lặng, Mạc Sơn Hà lại hỏi, so với quốc sư thì sao? Diệp Quân, mạnh hơn một chút. Mạc Sơn Hà, chỉ tranh thủ thời gian thôi. Diệp Quân gật đầu, một ngày là được. Mạc Sơn Hà nhếch môi, ta biết kiếm tu đều là người thẳng tính, hào sảng. Được, Mạc Sơn Hà ta sẽ trở thành bằng hữu của huynh. Diệp Quân lại nhắc nhở, huynh phải biết, người nọ khá là mạnh đấy. Mạc Sơn Hà tự tin vô cùng, huynh yên tâm, ta không chắc có thể giết được đối phương, nhưng nếu chỉ là cầm chân thì không có gì khó cả. Diệp Quân gật gù, ta tin huynh, nếu phát hiện đánh không lại thì xin hãy tạm thời rút lui. Ha ha! Mạc Sơn Hà cười phá lên, huynh cứ việc yên tâm. Diệp Quân, vậy chúng ta ra ngoài xem. Rồi cả hai rời khỏi tháp. Bên ngoài, quốc sư vẫn còn đang đại chiến với Tập Tiêu. Diệp Quân quan sát mà đanh mặt. Quyền thế của Tập Tiêu trở nên mạnh hơn, khí thế đã đạt đến độ đáng sợ của ngọn núi lửa mấy vạn năm chuẩn bị tuôn trào, quyền ý tuôn ra như muốn nghiền nát hết thảy. Kiếm thế của hắn cũng chưa chắc đỡ được. Càng đáng sợ hơn là quốc sư lại có thể đối phó với Tập Tiêu như vậy. Cho dù thân hình đã mờ đi, quốc sư vẫn bất động trước quyền thế như vũ bão của Tập Tiêu, chặn lại tất cả. Mạc Sơn Hà nói, họ đã đến giới hạn rồi. Diệp Quân gật đầu, giờ thì xem ai kiệt sức trước thôi. Hắn nhìn sang Mạc Sơn Hà, sao các huynh lại bị nhốt trong tù? Y cười khổ, vì mạo phạm vị kỳ nhân kia. Hay, năm đó tuổi trẻ chưa trải sự đời, không đặt ai vào mắt, cuối cùng gặp phải khúc xương khó gặm. Tóm lại vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Diệp Quân gật gù, huynh bây giờ cũng khiêm tốn lắm. Thật à? Mạc Sơn Hà vui vẻ, ta kín tiếng thiệt hả? Diệp Quân. Mạc Sơn Hà cảm thán, chỉ có người từng gặp gian nan mới biết khiêm tốn đó. Diệp Quân cười cười, thật là sâu sắc. Mạc Sơn Hà cười khà khà rồi nhìn về phía Tập Tiêu, người kia lúc đầu cũng vì quá kiêu ngạo đấy thôi. Diệp Quân gật đầu, tính tình Tập huynh đúng là như vậy. Mạc Sơn Hà, nói thật, ta rất là phục y, bị nhốt bao năm mà vẫn không biết sợ. Diệp Quân nhìn Phản Thiên và Đạo Tiêu đằng kia, cả hai đang lẳng lặng quan sát trận chiến như đang chờ đợi gì. Hắn thu tầm mắt về, nắm kiếm thanh huyền trong tay. Uỳnh! Có tiếng nổ dữ dội vang lên, khí thế của Tập Tiêu dâng lên ngùn ngụt,
tung ra quyền đạo đánh bay quốc sư đi mấy vạn trượng, làm thân thể gã đông cứng lại. Mạc Sơn Hà lên tiếng, thân xác đạo hư của quốc sư vỡ rồi. Diệp Quân hỏi lại, thân xác đạo hư. Mạc Sơn Hà, sau khi đến phá hư thì có thể tạo cái nên, nghĩa là chữ thân thể trong thời không hư ảo. Thân xác này rất bền vì được nhiều tầng thời không bảo vệ, nhưng làm ra nó không hề dễ, lại tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ. Thế lực tầm thường sẽ không chịu nổi. Diệp Quân cười cười, ra là vậy, hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Mạc Sơn Hà nhìn quốc sư, nhưng mà gã hẳn là vẫn còn giấu chiêu. Diệp Quân nhìn theo, chỉ thấy gã tuy đã mất thân xác đạo hư nhưng vẫn bình chân như vậy. Quyền ý của Tập Tiêu đã thay đổi long trời lở đất. Cảnh giới phá hư cũng chia mạnh yếu, hai người này đều là hàng thật giá thật. Tập Tiêu hít vào một hơi, hồ hởi la lên, đã lắm. Quốc sư cũng cười, đúng là đã đời. Tập Tiêu siết nắm tay lại, thả ra hàng loạt quyền ý khắp giới vực. Chúng lan tràn như hồng thủy với tâm điểm là y. Quyền ý vô tận tràn vào cơ thể Tập Tiêu, khiến khí tức y lại tăng vọt. Mạc Sơn Hà, sắp phân thắng bại rồi. Diệp Quân nhìn Tập Tiêu không chớp mắt. Quốc sư nhắm mắt lại, hai tay mở rộng ra. Gần triệu chùm tia sáng mang theo phù văn vàng chóe ráng xuống từ trên cao. Mạc Sơn Hà cả kinh, gã đang mượn đạo pháp từ chư thời. Diệp Quân hỏi lại, chư thời. Mạc Sơn Hà liếc sang, sao huynh không biết gì hết vậy? Diệp Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hắn đọc nhiều sách của vũ trụ chủ rồi, nhưng không phải cái gì trong sách cũng có. Toại cổ kim vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, chư thời là các thời đại của vũ trụ chủ, tổng cộng có 9 nền văn minh từ khi nó ra đời. Mạnh nhất là thời đại giới ngoại của vị kỳ nhân kia. Cô ta nhìn quốc sư, gã đang mượn đại đạo và pháp tắc từ 9 thời đại này, nghĩa là gã đang đi ngược thời không tuế nguyệt, thu phục đại đạo và pháp tắc từ chúng. Chỉ có ai tu luyện phá bích kinh mới làm được. Mạc Sơn Hà cười, vợ của huynh biết còn nhiều hơn huynh đấy. Toại cổ kim nhíu mày nhìn sang nhưng không giải thích gì. Diệp Quân cười ha hả, đúng là cô ấy thông tuệ hơn ta. Hắn nhìn hai người đang chiến đấu bên kia, hai người thấy ai sẽ thắng. Mạc Sơn Hà lắc đầu, khó mà nói, nhưng chắc chắn một điều rằng đây không định sinh tử mà là phân thắng bại. Diệp Quân gật gù, cảm thấy đây mới là lúc bọn họ dùng đến lá bài tẩy của mình. Chỉ thấy Tập Tiêu vào tới, tung ra cú đấm với quyền mang như gió lốc về phía quốc sư. Quốc sư chỉ ấn tay xuống, điều khiển những chùm sáng đại đạo phát nổ. Duyên! Sóng xung kích lan tràn khắp giới vực, uy lực khủng khiếp đến nỗi Diệp Quân phải đanh mặt khi rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào. Hắn đang muốn dùng kiếm thế thì thấy toại cổ kim vung tay, tạo ra một lá chắn trước mặt cả hai, chặn lại sóng xung kích. Diệp Quân nhìn sang, thấy cô ta vẫn không tỏ cảm xúc gì. Bên kia, hai loại sức mạnh điên cuồng cắn xé nhau làm sóng xung kích nổ ra từng đợt. Không biết qua bao lâu sau, khu vực đó mới trở về an tĩnh. Quốc sư và Tập Tiêu đồng thời xuất hiện trong tầm mắt người khác. Thân thể cả hai đều đã biến mất, chỉ còn linh hồn hư ảo. Ngang tài ngang sức. Quốc sư cười khẽ, lợi hại. Tập Tiêu nhìn lại, người cũng vậy. Quốc sư lắc đầu, sức mạnh ngươi chưa khôi phục lại hoàn toàn, không thì ta đã thất bại. Tập Tiêu không đáp mà quay sang nói với Diệp Quân, ta giúp ngươi đánh rồi đấy, bây giờ chúng ta không nợ gì nữa. Rồi xoay gót rời đi. Tính chạy à? Bỗng Đạo Tiêu từ mạch đạo thương cười phá lên, ta đã nói ngươi đừng nhúng tay vào, ngươi nhất quyết làm trái, bây giờ muốn đi thì muộn rồi đấy. Ông ta dùng thần thức bao trùm lấy Tập Tiêu, thả ra sức mạnh khổng lồ lao tới. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm bỗng vang lên từ đằng xa, thoáng chốc một thanh kiếm xuyên qua không trung, chém nứt thần thức đang kêu vang đó. Đạo Tiêu quay đầu lại nhìn Diệp Quân ở đằng xa, hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể phá được thần thức của ông ta chỉ với một nhát kiếm. Thú vị đấy! Mặc dù ngoài mặt Đạo Tiêu khá bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảnh giác hắn. Diệp Quân xem Đạo Tiêu là không khí, hắn nhìn Tập Tiêu, cười nói, Long huynh, cảm ơn huynh hôm nay đã giúp đỡ, huynh đi đi. Tập Tiêu quay đầu lại nhìn Diệp Quân, không nói gì, y nhìn về đằng xa, đi một lúc cả người đã trở nên hư ảo. Đã không còn ở thời không này nữa. Y mất đi sức chiến đấu, quốc sư đó cũng mất đi sức chiến đấu. Y cũng xem như đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Bây giờ đi cũng không cảm thấy áy náy.
Tập Tiêu Y chưa từng nợ ơn của ai cả, nợ thì nhất định sẽ trả. Nhìn thấy Tập Tiêu rời đi, Diệp Quân quay đầu lại nhìn Đạo Tiêu ở đằng xa, Đạo Tiêu nhìn thấy vào mắt hắn, cười nói, sao thế, người muốn đánh ta à? Diệp Quân nói, cũng không phải không được. Kẻ phá hư không? Hắn vẫn rất muốn đánh một trận ra trò với cường giả ở cấp bậc này, vì hắn muốn xem giới hạn hiện tại của mình ở đâu. Đạo Tiêu cũng bật cười, vậy thì đến đây nào. Ông ta vừa dứt lời, một tia kiếm quang lặng lẽ đánh đến trước mặt ông ta, nhát kiếm này vẫn không có khí tức như trước, không cách nào bắt được hay cảm nhận được thần thức của ông ta, cực kỳ quỷ dị. Nhưng Đạo Tiêu lại nở nụ cười mỉa mai, khi kiếm quang còn cách ông ta nửa trượng, bỗng bị một kết giới vô hình chặn lại, không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Đạo Tiêu giơ tay lên tung ra một quyền. Rầm. Thanh ý kiếm đó bị phá vỡ, nhưng lại không bị tiêu diệt. Thấy đối phương không phá được ý kiếm của mình, Diệp Quân bật cười, hắn tiến lên trước một bước, kiếm quang lập tức đánh đến trước mặt Đạo Tiêu. Sức mạnh của ba loại huyết mạch đều dao động. Lúc này khí tức Diệp Quân tăng lên rất nhanh, uy lực của ý kiếm cũng tăng lên gấp đôi. Đối mặt với nhát kiếm khủng khiếp của Diệp Quân, Đạo Tiêu chỉ cười nhạo, cả người ông ta bỗng trở nên hư ảo. Thân xác đạo hư. Ông ta không hề tránh đòn, để mặt nhát kiếm của Diệp Quân đâm vào ngực ông ta. Bụp. Cơ thể Đạo Tiêu run lên, nhưng ông ta lại cố chấp chống đỡ tia kiếm quang này. Đạo Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Quân, khiêu khích nói, chỉ thế thôi à. Nói rồi một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát từ trong cơ thể ông ta, lập tức khiến Diệp Quân lùi về sau. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn Đạo Tiêu, lúc này cơ thể Đạo Tiêu hư ảo. Thân xác đạo hư. Một khi kẻ phá hư không luyện được thân xác đạo hư, so với người ở cảnh giới bên giới thì tức là ở thế bất bại. Giọng Mạc Sơn Hà bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, Diệp huynh, kiếm đạo của huynh rất mạnh nhưng đạo pháp chưa đủ mạnh để phá được thân xác của người này, hay là để ta? Huynh đừng lo, ta sẽ đánh giúp huynh, ta cũng có thể giúp huynh chỉnh đốn chủ nhân bút đại đạo này, xem như mua một tặng một, huynh thấy thế nào? Diệp Quân nhìn Mạc Sơn Hà, cười nói, không sao, ta thử lại xem sao. Nói rồi hắn lại biến thành một tia kiếm quang rồi lao về phía Đạo Tiêu. Khi đánh đến trước mặt Đạo Tiêu, ý kiếm trong tay Diệp Quân đã được đổi thành kiếm Thanh Huyên, thấy Diệp Quân đổi kiếm, lần này Đạo Tiêu lại không đối đầu trực diện nữa mà giơ ngón tay ra, một luồng sáng màu đen kỳ lạ ngưng tụ ở đầu ngón tay, Diệp Quân lập tức bị đánh bật ra sau một lần nữa, nhưng ánh sáng đen ở đầu ngón tay ông ta cũng vỡ nát, không chỉ thế mà cả cánh tay của ông ta đều có vết nứt. Thấy thế, Đạo Tiêu lập tức nhíu mày. Mạc Sơn Hà nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, khẽ nói, thanh kiếm này thật lợi hại. Chủ nhân tạo ra thanh kiếm này e là còn mạnh hơn ta. Lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ai cũng rất ngạc nhiên, vì thanh kiếm này thế mà lại có thể phá vỡ thân xác đạo hư. Quốc sư nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, vì thanh kiếm này mạnh bất thường. Lúc này vẻ khinh thường và chế giễu trong mắt Đạo Tiêu cũng biến mất hoàn toàn. Ông ta mạnh nhưng không ngốc. Dĩ nhiên ông ta biết khinh địch lúc này chắc chắn là vô cùng ngu ngốc. Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, lúc này hắn lại có cảm giác vô địch. Hắn nhận ra kiếm Thanh không thể dùng nhiều, thi thoảng dùng một lần, sự tương phản lớn sẽ thực sự sảng khoái. Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Thanh kiếm lướt qua xung quanh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chỉ thấy những vết nứt mờ nhạt xuất hiện trong thời không đó. Thời không ở đây là do kỳ nhân đó tạo ra, trước đó quốc sư và Tập Tiêu đánh nhau lâu như thế nhưng cũng chưa thể phá hủy thời không ở đây, nhưng bây giờ nhát kiếm của Diệp Quân lại có thể chém cho thời không nơi này xuất hiện vết nứt. Đạo Tiêu cũng khá ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ nhiều, vì kiếm của Diệp Quân đã lao tới trước mặt ông ta vung tay áo lên, một luồng sức mạnh dày lao đến. Thế nhưng ngay khi sức mạnh này tiếp xúc với kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân thì bị chém thành từng mảnh, thanh kiếm lao thẳng vào người Đạo Tiêu. Mặc dù Đạo Tiêu cảm thấy sốc nhưng vẫn rất bình tĩnh, ông ta nắm chặt tay phải, sau đó tung ra một quyền, hàng ngàn vạn tia lôi hỏa bỗng phun ra từ nắm đấm của ông ta. Mặc dù biết thanh kiếm này của Diệp Quân rất mạnh nhưng ông ta không tránh đòn. Thân phận và địa vị ở đây, ông ta không muốn mất mặt. Ông ta muốn dùng sức mạnh để nghiền ép Diệp Quân. Chỉ nghe một tiếng vang cực lớn, một tia kiếm quang và vô số lôi hỏa bỗng nổ tung, cuồn cuộn. Diệp Quân lùi về vị trí ban đầu,
Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng hắn lại cảm thấy phấn khích, xung quanh là vô số tia lôi hỏa và kiếm quang, trên người tản ra khí tức kiếm đạo cực mạnh. Ở đằng xa, sắc mặt Đạo Tiêu hơi khó coi, vì cả cánh tay phải của ông ta đã nứt ra hoàn toàn. Ông ta nhận ra hình như thân xác đạo hư của mình chẳng có tác dụng gì trước Diệp Quân. Rốt cuộc đó là thanh kiếm gì thế? Đạo Tiêu nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, bây giờ ông ta đã hơi sợ thanh kiếm này. Nhưng Diệp Quân càng đánh càng hăng, hắn lại biến thành một tia kiếm quang rồi lao đến, được sức mạnh của ba loại huyết mạch hỗ trợ, hắn bỗng chốc xé nát thời không ở đó. Lần này không phải là vết nứt mà là xé tan hoàn toàn. Đạo Tiêu híp mắt, lần này ông ta không dám đối đầu trực diện nữa, vung tay lên, một tấm khiên ánh sáng màu vàng bỗng chắn trước mặt ông ta. Dĩ nhiên đây cũng không phải là thần vật bình thường, đó là một trong các thần vật chí cao của vũ trụ chủ, khiên đạo thương. Đây cũng là do kỳ nhân năm đó để lại, bên trong ẩn chứa sức mạnh đặc biệt mà ngay cả Đạo Tiêu cũng không thể hiểu được, dù sao cũng rất mạnh. Nhát kiếm này của Diệp Quân chém vào trên khiên đạo thương đó, sức mạnh cực lớn lập tức khiến cho khiên đạo thương rung mạnh. Đạo Tiêu bật cười. Vì khiên đạo thương chặn được kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Nhưng ngay sau đó nụ cười của ông ta cứng đờ. Chỉ thấy khiên đạo thương bỗng có rất nhiều vết nứt. Đạo Tiêu thẳng thốt, nhưng lúc này Diệp Quân lại chém mạnh một nhát kiếm. Đạo Tiêu biến sắc, vội vàng cất khiên đạo thương đi, liên tục lùi về sau, tạm tránh đòn tấn công. Khiên đạo thương không thể bị hủy ở đây được. Nhát kiếm của Diệp Quân chém vào không trung, hắn nhìn Đạo Tiêu đã lùi về sau cả mấy ngàn trượng, chạy gì chứ? Chỉ một câu đã khiến Đạo Tiêu sầm mặt. Đạo Tiêu siết chặt hai tay, còn muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ một bên, ngươi không thể giết hắn. Vừa dứt lời, thời không bên cạnh Đạo Tiêu bỗng nứt ra, sau đó một người đàn ông chậm rãi bước ra. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Sau khi bước ra, chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn thẳng vào Diệp Quân và Toại Cổ Kim, cười nói, giỏi đấy, hai người các cậu cấu kết với nhau. Diệp Quân bình tĩnh nói, đã lâu không gặp. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân rồi cười nói, quả thật rất lợi hại, Toại Cổ Kim cho cậu thời gian để tranh thủ, cậu rất biết cách sử dụng. Chỉ là ta khá tò mò các cậu vì lợi ích mới làm như vậy hay là vì có tình cảm với nhau. Toại Cổ Kim vẫn rất bình tĩnh, không nói gì. Diệp Quân cười nói, quan trọng sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, ta chỉ là tò mò. Diệp Quân nói, liên quan dám gì đến ông? Chủ nhân Bút Đại Đạo sầm mặt, nhóc con, cậu ngày càng thiếu đạo đức. Diệp Quân nói, với ông, ta còn muốn mắng càng khó nghe hơn đấy. Chủ nhân Bút Đại Đạo khẽ cười, ta thích dáng vẻ cậu nhìn thấy ta là không vui, nhưng lại không thể làm gì được, ha ha. Diệp Quân cười nói, ta cũng thích nhìn bộ dạng ông quỳ xuống. Nụ cười của chủ nhân Bút Đại Đạo cứng đờ, cậu có bản lĩnh thì đừng gọi người. Diệp Quân nói, ta không gọi người, ông nội ta tự ra đấy thôi. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, tên nhóc cậu đúng là rất xấu xa, thế mà lại tính kế ta, muốn để ông nội cậu giết ta hoàn toàn, tiếc là cậu vẫn còn quá non. Diệp Quân mỉm cười nói, tại sao bọn ta không thể hợp tác? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, sao thế, muốn thám thính ý đồ của ta à? Diệp Quân nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, không nói gì. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, hiện giờ cậu vẫn còn quá trẻ, không hề biết sự tranh giành giữa bọn ta là gì, cũng không đúng, nói đúng ra thì bây giờ cậu vẫn không có tư cách đấu với ta, cho dù là ta hay là cậu, chúng ta đều đang theo đuổi một thứ giống nhau. Nói rồi ông ta bật cười, không được, không thể nói với cậu, ha ha. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông ta, nếu ông đã muốn chơi thì chúng ta cứ chơi thật vui. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, đúng vậy, cứ chơi cho thật vui, lần này ta muốn đánh cho cậu phải quỳ xuống xin tha làm vua dựa dẫm, giống cha cậu năm đó vậy, ha ha. Ông là chủ nhân Bút Đại Đạo. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên. Chủ nhân Bút Đại Đạo quay đầu lại nhìn, người nói chính là Mạc Sơn Hà. Chủ nhân Bút Đại Đạo hơi ngờ vực, người là ai? Mạc Sơn Hà mỉm cười, làm người phải khiêm tốn, có hiểu không hả? Chủ nhân Bút Đại Đạo cau mày, ngươi là ai? Mộ Sơn Hải chậm rãi đi về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, bình tĩnh nói, ông không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến đây là để dạy ông làm người là được. Diệp Quân, dạy mình làm người ư? Chủ nhân Bút Đại Đạo nghe xong, lập tức cau mày,
ông ta đánh giá Mạc Sơn Hà, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, cậu tìm được tên ngốc này ở đâu đấy? Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo lại nhìn Mạc Sơn Hà, ông ta đang muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này, thân thể Mạc Sơn Hà đã trở nên hư ảo, chỉ nháy mắt, mọi người ở đó lập tức cảm nhận được uy áp đáng sợ. Đao thế, mọi người không nhìn thấy đao của Mạc Sơn Hà, nhưng lại cảm nhận được đao thế của y. Người và đao đã đạt đến cảnh giới phá hư. Khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc. Người đạt tới cảnh giới phá hư, mọi người không bất ngờ, vì người dám ra ngoài lang thang vào lúc này, chắc chắn không phải kẻ ngu, nhưng mọi người thật sự không ngờ, Mạc Sơn Hà này lại là một đao tu, hơn nữa, đao cũng y cũng đạt tới cảnh giới phá hư. Diệp Quân cũng kinh ngạc vô cùng, thằng cha này đúng là khiêm tốn quá. Trong mắt chủ nhân bút đại đạo xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn rất kinh ngạc, có cảnh gì mà ông ta chưa gặp qua đâu. Khoảnh khắc một người một đao đánh đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo, một luồng đao quang cao ngất đột nhiên xuất hiện, trời đất rung chuyển. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng chạm một cái. Ầm ầm. Vừa chỉ xong, luồng đao quang cao ngất kia bỗng dừng ở đó, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc tiếp theo, đao quang cao ngất sụp đổ ầm ầm, nổ tung như pháo hoa giữa trời đất, Mạc Sơn Hà lùi lại liên tục. Sau khi dừng lại, Mạc Sơn Hà hơi kinh ngạc nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông cũng khá đấy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Mạc Sơn Hà, người cũng khá đấy. Ha ha! Mạc Sơn Hà cười lớn, y mở lòng bàn tay ra, một cây đao hư ảo đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay y. Thấy cây đao ngưng tụ trong tay Mạc Sơn Hà, trong mắt chủ nhân bút đại đạo lại lộ ra một tia kinh ngạc nữa, người cũng là thiên tài, có thể lĩnh hội được đạo hư tới mức này, ngươi. Ông ta còn chưa nói xong, Mạc Sơn Hà đã giơ đao xông tới trước mặt ông ta, sau đó hung hăng nhắm vào đầu chủ nhân bút đại đạo rồi chém xuống. Đao này chém xuống, thời không nơi chủ nhân bút đại đạo đang đứng lại rung chuyển dữ dội. Thời không rung chuyển. Uy của đao này, khiến mọi người ở đó lộ vẻ xúc động. Biểu cảm của Diệp Quân cũng hơi nghiêm trọng, thực lực của Mạc huynh này đúng là hơi khoa trương thật, trước đây thằng nhóc này chưa gặp kẻ kỳ quái đó, e là thật sự rất kiêu ngạo. Chủ nhân bút đại đạo đối mặt với nhát đao khủng bố này, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, ông ta chỉ một cái, trên đầu ngón tay không có bất kỳ sức mạnh dao động nào, nhưng lại nghiền nát phát đao khủng bố của Mạc Sơn Hà dễ như trở bàn tay, một loại sức mạnh thần bí lập tức bao vây Mạc Sơn Hà và đao của y. Hai mắt Mạc Sơn Hà mở to, vãi. Chủ nhân bút đại đạo lại búng tay một cái. Ầm, cả người và đao của Mạc Sơn Hà lập tức bay đi, nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa. Sau khi Mạc Sơn Hà dừng lại, đao ý và đao thế khủng bố tỏa ra quanh người y cũng lập tức phấn tán, nhưng chẳng mấy chốc, y lại cưỡng ép ngưng tụ lại. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc vô cùng. Xem ra thực lực của tên ngốc này đúng là khủng bố đấy. Mạc Sơn Hà từ từ ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo nơi xa, một dòng máu tươi từ từ tràn ra từ khóe miệng y lau máu đi, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, người này không chỉ mạnh một tí đâu. Diệp Quân, Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu, y đột nhiên hét, nào. Xung quanh không có động tĩnh, mọi người đều hơi nghi ngờ. Chủ nhân bút đại đạo lại cau mày. Chẳng mấy chốc, thời không xung quanh đột nhiên sôi trào chuyển động tiếp đó. Trong ánh mắt mọi người của mọi người, những dòng đại đạo quang M xuất hiện giữa trời đất, rồi, những luồng đao ý khác nhau quét ra từ trong những đại đạo quang M kia. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Có hàng ngàn loại đao ý khác nhau, hơn nữa, mỗi loại đao ý đều cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng gần kề với cảnh giới phá hư. Chi là nó tới từ đâu? Mọi người đều khó tin nhìn Mạc Sơn Hà. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Mạc Sơn Hà, nở nụ cười, giỏi lắm. Ngươi đúng là rất giỏi, không ngờ, ngươi lại có thể tu luyện ca đương, tu luyện đao ý bất đồng trong thời đại khác biệt, sau đó dùng cách này để khiến chúng hội tụ về đây. Ngoài người kỳ quái đó ra, trước mắt ngươi đúng là người có suy nghĩ nhất, ha ha. Tu luyện ca đương. Mọi người nghe xong đều mơ hồ. Diệp Quân cũng hơi nghi hoặc. Cạnh Diệp Quân, Toại Cổ Kim nói, chắc hắn là người tu luyện đầu thai trong truyền thuyết, cách tu luyện của loại người này không giống với người khác. Sau khi y tu luyện đao thế tới một trình độ cực cao ở một thời đại, thì sẽ trực tiếp đầu thai vào thời đại khác, bắt đầu tiếp tục tu luyện một loại đao đạo khác. Ở đây có hàng ngàn loại đao đạo, nói cách khác, ít nhất hắn đã đầu thai sống lại hàng ngàn lần, tu luyện qua những loại đao đạo khác nhau trong hàng ngàn thời đại khác biệt,
mỗi loại đao đạo đều vô cùng gần với cảnh giới phá hư. Nói rồi, trong mắt của cô ta cũng nhiều thêm một tia nghiêm trọng, nếu hàng ngàn loại đao đạo đều đạt tới cảnh giới phá hư, rồi hợp nhất. Nghe xong, biểu cảm của Diệp Quân cũng trở nên nghiêm trọng. Còn có thể chơi như vậy ư? Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nghĩ tới một người, ác đạo. Các tu luyện của ác đạo rất tương tự với cách tu luyện của Mạc Sơn Hà, chẳng qua trước mắt xem ra, hiển nhiên Mạc Sơn Hà đã đạt trình độ cực cao hơn, vả lai, điều Mạc Sơn Hà càng khủng bố hơn là, sau khi người đi, vẫn giữ đạo lại để bản thân tiếp tục tu luyện. Cái này thật sự không hợp lẽ thường lắm. Người đạo tách rời. Nhưng lúc người cần, đạo sẽ tập hợp. Đây mới là con đường thật sự. Hơn nữa, thứ tu luyện còn là đạo của mình, không phải mượn của người khác, hoàn toàn khác với đạo pháp thần thông mà trước kia quốc sư dùng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Mạc Sơn Hà, trong mắt đã có vẻ tán thưởng, ở ngoài giới hạn, ngươi là người đầu tiên, ta thật sự không ngờ, trong tình huống con đường lên cao bị chặn, ngươi lại có thể tìm đường thay thế, đi trên con đường như vậy, dù vẫn không bằng kinh phá bích, nhưng cũng thật sự khó có được rồi. Mạc Sơn Hà cũng cười, đạo của ta mặc dù còn chưa thành công, nhưng ta tự tin là trong trời đấy người có thể thắng ta tuyệt đối không nhiều, ta không tin ta xui xẻo như vậy, đúng lúc gặp phải đối thủ ta không đánh thắng được, chủ nhân bút đại đạo, đi chịu chết đi. Nói xong, y đột nhiên nhún người nhảy lên, mang theo hàng ngàn loại đại đạo lao thẳng về phía chủ nhân bút đại đạo. Vừa chém nhát đao ra, thời không ở đó đã xuất hiện vết rạn. Biểu cảm của mọi người nghiêm trọng. Khác với Diệp Quân có thể phá vỡ thời không ở đây, đa phần công lao là vì tính đặc biệt của chính kiếm Thanh Huyên, nhưng mà Cảnh Sơn lại hoàn toàn dựa vào sức mạnh đại đạo của bản thân, trong nhát đao này chứa đao thế khủng bố, không chỉ khiến thời không ở chỗ chủ nhân bút địa đạo nứt ra, mà còn khiến cả giới vực rung chuyển. Cho dù là những cường giả cảnh giới phá hư ở đó, đối diện với đao thế của nhát đao đạo này, đều cảm thấy một loại đao uy khủng bố đè ép. Lúc này biểu cảm của Phản Thiên và quốc sư kia đều nghiêm trọng. Đều không ngờ thằng cha này lại giấu sâu như vậy. Đối diện với nhát dao khủng bố này, mặc chủ nhân bút đại đạo lộ ra ý cười, tay phải ông ta đột nhiên khẽ đưa về trước, sau đó lòng bàn tay hướng ra ngoài, đè nhẹ một cái. Cú đè này, trong im hơi lặng tiếng, nhát đao khủng bố của Mạc Sơn Hà lại bị buộc đè ép trước mặt ông ta. Lúc này nhát đao như đã dừng hình. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố trong nhát đao của Mạc Sơn Hà, trước mặt chủ nhân bút đại đạo, Mạc Sơn Hà, tay cầm cây đao hư ảo đã siết chặt, đao ý và đao thế khủng bố tỏa ra quanh người y, vết rạn ở thời không xung quanh càng ngày càng to, tuy nhiên, lại vẫn không thể vào được tí nào. Một loại phép tắc đại đạo mà y chưa từng thấy chống lại mọi đao ý và đao thế của y. Chém! Mạc Sơn Hà đột nhiên hô lớn, một tay cầm đao đổi thành hai tay. Y bỗng vung đao lên, sau đó hung hăng chém về phía chủ nhân bút đại đạo. Răng rắc, vừa hạ đao xuống, những nơi đao đi qua, thời không đó đã bị ép xé nát ra. Song chẳng mấy chốc, y cảm thấy lúc đao của mình còn cách chủ nhân bút đại đạo nửa trượng thì như bị kẹt lại, không thể tiến thêm nữa. Bản thân Mạc Sơn Hà ngơ ngác. Chủ nhân bút đại đạo lại quét một cái. Ầm, hàng ngàn loại đao đạo vỡ nát ầm ầm. Cả người Mạc Sơn Hà bị đánh bay đi, sau khi Mạc Sơn Hà dừng lại, những đao ý và đao thế ngưng tụ quanh người y lại vỡ tan lần nữa, nhưng chẳng mấy chốc, y lại ép buộc ngưng tụ, xong vừa ngưng tụ đã vỡ tan tiếp. Mạc Sơn Hà ngơ ngác, y lại ép buộc ngưng tụ, xong, tiếp tục vỡ tan, y cứ ngưng tụ, nhưng nháy mắt đã vỡ. Cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần, y vẫn chưa thể ngưng tụ lại đao ý và đao thế đã tiêu tan. Đại đạo áp chế. Hai tay Mạc Sơn Hà nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như giấy, y ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo cười nói, người không tệ, nhưng vẫn hơi non. Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu, hai tay y bỗng nắm chặt, hai cây đao hư ảo ngưng tụ trong hai tay y nắm chặt hai cây đao hư ảo, những đao ý và đao thế đã bị đánh tan lại ngưng tụ, nhưng chẳng mấy chốc chúng bắt đầu tiêu tan từng chút một. Vẻ mặt Mạc Sơn Hà dữ tợn, hô một tiếng. Một đao mang đáng sợ đột nhiên xông lên trời, đi thẳng tới vực sâu của không gian sâu. Những đao thế và đao ý vốn đã vỡ nát bỗng ngưng tụ, nhưng lần này, lại ngưng tụ hoàn toàn, không tan nát nữa. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, được đấy. Mạc Sơn Hà nhìn chủ nhân bút đại đạo, ta không đánh thắng ông được. Chủ nhân bút đại đạo,
có thể phá vỡ đại đạo áp chế của ta, ngươi đã rất xuất sắc rồi. Đi với ta đi, tương lai rộng mở. Mạc Sơn Hà lại lắc đầu. Chủ nhân bút đại đạo, sao thế? Mạc Sơn Hà quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi ngại ngùng nói, Diệp huynh, ta vốn muốn làm mầu, nào ngờ, lại thành trò cười. Diệp Quân khẽ cười nói, Mạc huynh rất mạnh, không ai dám cười huynh. Mạc Sơn Hà cười nói, xem ra, vẫn phải tiếp tục khiêm tốn khiêm tốn. Nói rồi, sắc mặt y hơi phức tạp. Sau khi đại đạo của y hoàn thành, cả đời cũng chỉ từng đánh nhau với hai người, một là kẻ kỳ quái kia, một vị nữa là chủ nhân bút đại đạo. Mẹ nó, hai tên đều không đánh thắng được. Y chưa bao giờ tin vào vận mệnh gì đó, nhưng bây giờ, y tin rồi. Nếu không, thì đã không xui xẻo như vậy. Chủ nhân bút đại đạo bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, đến chúng ta rồi. Nói rồi, ông ta nhìn toại cổ kim, ta biết người phụ nữ như cô sẽ có con át chủ bài, nào, lật ra đi. Toại cổ kim bình tĩnh nói, ông trước đi. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy để ta. Theo ông ta xua tay, tới cả đây gặp vua dựa dẫm của chúng ta đi. Trời đất bỗng nhiên sôi sục. Từng luồng khí tức đáng sợ lan đến từ tứ phía. Diệp Quân cau mày. Chỉ thấy một tia sáng vàng vạn trượng bỗng tỏa ra từ bầu trời đằng xa, sau đó mấy chục người bước ra, những người này đều mặc đồ đen, thân hình cao lớn, cả người được bao phủ trong chiếc áo choàng đen hệt như những bóng ma. Sau khi họ xuất hiện, từng tia tử khí kỳ lạ bỗng lan ra từ không trung. 42 người, đều là cảnh giới phá hư. Tộc tử linh, toại cổ kim bên cạnh Diệp Quân cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn toại cổ kim trầm giọng nói, thời đại ở ngoại giới có vài đại tộc cổ xưa, tộc tử linh này xếp thứ hai, họ là bá chủ siêu cấp xứng danh vào lúc đó. Diệp Quân nói, còn xếp thứ nhất thì sao? Toại cổ kim nói, vị kỳ nhân đó, bản thân ông ta là một tộc là vô địch. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía tộc tử linh, sau khi họ đến, thời không phía sau họ đã bị tử khí khủng khiếp đó bao phủ, sau đó hình thành nên tử vực, hắn thấy không gian của tử vực đã bị ăn mòn hoàn toàn. Thấy trận thế như vậy, Mạc Sơn Hà cũng nhíu mày. Y bỗng nhận ra chuyện này có gì đó không ổn, không giống vòng xoáy bình thường. Chủ nhân bút đại đạo quay lại nhìn đám người Phạn Thiên cách đó không xa, cười nói, đừng lãng phí thời gian với tên này. Lấy hết át chủ bài ra đây. Phạn Thiên nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó vung tay lên. 16 khí tức đằng sau ông ta bỗng cuồn cuộn lao đến, thoáng chốc 16 cường giả xuất hiện phía sau Phạn Thiên. Đều là cảnh giới phá hư. Phía sau Đạo Tiêu cũng xuất hiện 13 cường giả cảnh giới phá hư. Hai bên cộng lại, kể cả Đạo Tiêu, Phạn Thiên và Quốc Sư thì cũng có đến hơn 30 cường giả cảnh giới phá hư. Trận chiến ở cấp bậc này ngoài cường giả cảnh giới phá hư, các cường giả còn lại đến đều không có ý nghĩa gì. Thấy các cường giả đều đã ra, chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn toại cổ kim, cười nói, đến cô rồi. Toại cổ kim bình tĩnh nói, ngay cả tộc tử linh cũng có thể gọi đến, phải nói là bất ngờ đấy. Ban đầu tộc tử linh chỉ nghe theo vị kỳ nhân đó, sau khi vị kỳ nhân đó biến mất, tộc tử linh cũng biến mất, không ai biết họ đã đi đâu. Nhưng bây giờ chủng tộc đáng sợ này lại được chủ nhân bút đại đạo gọi đến. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, chẳng phải tộc tử linh là át chủ bài cuối cùng của cô sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, bây giờ ta khá tò mò về chiêu cuối của cô. Diệp huynh, ngay lúc này một giọng cười bỗng vang lên. Nghe thế, Diệp Quân nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông chậm rãi đi đến. Người đến chính là cựu thần. Nhìn thấy cựu thần. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, huynh. Cựu thần bật cười nói, nghe nói đệ gặp rắc rối nên ta đến đây. Diệp Quân lại lắc đầu, huynh đi đi. Cựu thần giả vờ không vui, chê thực lực ta yếu à. Diệp Quân cười nói, huynh biết ta không có ý này mà. Cựu thần khẽ cười, ta nợ ơn đệ, phải giúp đệ chứ. Diệp Quân trầm giọng nói, lần sau đi. Cựu thần lại lắc đầu. Diệp Quân còn định nói gì nữa. Cựu thần bỗng nhìn đại điện phía xa, Diệp huynh, đệ biết đây là nơi nào không? Diệp Quân nói, nơi vị kỳ nhân đó dựng nên. Cựu thần nhìn đại điện đó, không vào được. Diệp Quân quay người nhìn đại điện đó, trong đại điện có sức mạnh phong ấn bí ẩn. Sức mạnh phong ấn bí ẩn đó vô cùng khủng khiếp, đao thế và đao ý đáng sợ của Mạc Sơn Hà trước đó lại không thể lay chuyển được.
Cựu thần bỗng nói, muốn vào trong xem thử không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn cựu thần. Cựu thần cười nói, đi. Nói rồi y đi về phía đại điện. Diệp Quân do dự, sau đó đi theo. Thấy thế Đạo Tiêu nhíu mày, vừa định ra tay nhưng lại bị chủ nhân Bút Đại Đạo ngăn lại. Cựu thần và Diệp Quân đi về phía đại điện, sắp đến gần đại điện, sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy hai người. Sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, nhưng sau đó hắn sửng sốt, vì hắn nhận ra sức mạnh đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Diệp Quân ngờ vực, hắn quay đầu sang nhìn cựu thần bên cạnh. Cựu thần nhìn đại điện phía đằng xa, vẻ mặt khá bình tĩnh, y đi tiếp về phía trước. Diệp Quân đi theo bên cạnh y. Chủ nhân Bút Đại Đạo ở phía sau họ nhìn cựu thần, bật cười. Nhưng đám người Phản Thiên bên cạnh ông ta lại đầy vẻ khó hiểu. Quốc sư nhìn chằm chằm hai người Diệp Quân, truyền huyền khí cho Phản Thiên, e là chuyện này có sự cố. Phản Thiên bình tĩnh nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Quốc sư quay đầu lại nhìn Phản Thiên, ông ta biết Phản Thiên đang giấu ông ta vài chuyện. Nhưng Phản Thiên lại chẳng giải thích gì. Quốc sư cũng không hỏi. Ở đằng xa, Diệp Quân và cựu thần đi đến trước đại điện đó, Diệp Quân nhìn đại điện trước mặt, cả đại điện nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc đến gần bậc thềm đại điện, Diệp Quân bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên hư ảo. Không phải là biến mất mà là như đi vào một thời không khác. Thấy thế, ánh mắt đám người Đạo Tiêu ở đằng xa lộ ra tia cuồng nhiệt, đây là hư thời không mà sư phụ để lại. Hư thời không? Đây là một thời không đặc biệt. Là thời không đầu tiên trong vũ trụ chủ, cũng là thần khí tu luyện đầu tiên của vũ trụ chủ, vì tu luyện trong thời không này có thể cảm nhận rõ hơn về ảo và thật, có thể cho họ nhìn nhận rõ hơn về ảo, cũng có thể để họ tiến xa hơn. Họ không ngờ hư thời không này thế mà lại ở trước mặt đại điện này. Ánh mắt Đạo Tiêu rực lửa, ông ta không thể kiềm chế được nữa định ra tay, nếu có thể đạt được hư thời không này, tu vi của ông ta nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể tiến thêm một bước trở thành một người ngoại giới trong truyền thuyết. Ánh mắt Phản Thiên cũng rực lửa, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh, vì hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chủ nhân Bút Đại Đạo trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt ông ta luôn nhìn chằm chằm Diệp Quân và cựu thần. Lúc này Diệp Quân có cảm giác mình tiến vào một thời không vô cùng kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, cảm giác này cực kỳ vi diệu, khiến hắn cảm thấy hơi hoang mang. Lẽ nào thế giới này là ảo thật sao? Diệp Quân dừng bước, hắn nhắm mắt lại, quan sát xung quanh bằng tâm, nhưng kết quả vẫn là hư ảo. Cảm giác đó giống như nhìn ảnh trong gương nhưng ngươi sẽ biết rõ mọi thứ phản chiếu trong gương đều là ảo, nó thực sự tồn tại nhưng không tồn tại trong gương. Cảm giác hiện giờ của hắn là như thế, thời không nơi hắn đứng như trong gương vậy, cũng là giả. Hắn vốn dĩ không có khái niệm gì về thực và ảo, nhưng bây giờ thông qua thời không đặc biệt này. Hắn đã hiểu được. Lúc này cựu thần bỗng nói, Diệp huynh. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, nhìn cựu thần cười nói, chúng ta vào thôi. Diệp Quân nhìn cựu thần, huynh không cảm thấy thời không này kỳ quái sao? Cựu thần mỉm cười nói, vẫn ổn. Diệp Quân. Cựu thần nhìn cánh cửa đại điện, mở. Vừa dứt lời, cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Diệp Quân. Cựu thần bước vào trong đại điện. Diệp Quân cũng đi theo. Lúc này Đạo Tiêu đã không thể nhịn được nữa, ông ta lao thẳng tới, nhưng vừa đến gần đại điện thì bị một luồng sức mạnh chặn lại. Đạo Tiêu sửng sốt, ngay sau đó ông ta lại lao tới, nhưng vừa đến gần hư thời không đặc biệt đó thì bị một sức mạnh đáng sợ làm cho chấn động liên tục lùi về sau cả mấy chục vạn trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Đạo Tiêu trở nên vô cùng khó coi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn ông ta, có vài thứ không phải của ngươi. Có cưỡng cầu cũng vô dụng thôi. Đạo Tiêu trầm giọng nói, chúng ta cứ thế nhìn chúng vào trong à. Đánh chết chúng. Chủ nhân Bút Đại Đạo quay đầu nhìn Đạo Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ ngươi câm miệng cho ta, đừng nói bất kỳ điều gì, nếu không thì đừng trách ta không nể tình. Mẹ nó chứ. Bây giờ ông ta nghĩ tới Thương Hồng Y trước kia bị người phụ nữ kia lừa gạt, hiện giờ dĩ nhiên ông ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa. Vừa nghĩ đến người phụ nữ đó, ông ta tức muốn nổ phổi. Nghe chủ nhân Bút Đại Đạo nói thế, sắc mặt Đạo Tiêu hơi khó coi nhưng không dám nói gì thêm. Trước đó mặc dù ông ta hơi kiêng dè chủ nhân Bút Đại Đạo, nhưng cũng không sợ hãi, thế nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo ra tay,
ông ta mới nhận ra, hình như mình đã đánh giá thấp người này rồi. Hơn nữa người này còn có thể mời được tộc tử linh đến. Chủ nhân bút đại đạo lại cảnh cáo nhìn đạo tiêu, sau đó nhìn đại điện đó, Diệp Quân đi theo cựu thần vào bên trong. Trong đại điện trống không, chỉ có một cái đệm cói được đặt ở chính giữa đại điện. Diệp Quân hơi khó hiểu. Cựu thần nhìn đệm cói đó, ta đến rồi. Không có ai đáp lời. Nhưng cựu thần lại nói, Diệp huynh, ta có chút việc riêng cần phải xử lý. Sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi. Vì hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ xung quanh. Cựu thần nhìn Diệp Quân, đi mau. Diệp Quân không do dự lập tức ra khỏi đại điện. Sau khi ra khỏi đại điện, cánh cửa đại điện đã đóng lại. Diệp Quân khá ngạc nhiên nhìn đại điện trước mặt. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, nào, trước cứ mặc kệ chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta trước đã. Diệp Quân xoay người nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo cười nói, Phản Thiên, đạo tiêu, lấy át chủ bài cuối cùng của các ngươi ra đi. Vừa dứt lời, cơ thể họ bỗng trở nên hư ảo. Chẳng bao lâu, thời không họ đang đứng bỗng bắt đầu sôi sục, ngay sau đó cơ thể hư ảo ban đầu của họ dần ngưng tụ lại. Toại cổ kim nhìn hai người, bản thể của họ đến rồi. Bản thể. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ hai người đó lại không phải là bản thể. Toại cổ kim nói, họ đều là đệ tử của kỳ nhân đó, nhất là Phản Thiên, là đại đệ tử của vị kỳ nhân kia. Thực lực của ông ta không phải là cảnh giới phá hư, mà là cảnh giới bán bộ ngoại giới. Bán bộ ngoại giới. Quả nhiên, sau khi bản thể của Phản Thiên xuất hiện, một luồng khí tức mạnh hơn cả khí tức của Mạc Sơn Hà trước đó bỗng lan ra xung quanh. Chủ nhân bút đại đạo bỗng chỉ vào Diệp Quân, đánh tên này cho ta, đánh hắn trước, đánh đến chết. Mấy chục khí tức đáng sợ bỗng lao về phía Diệp Quân, lúc Diệp Quân vừa định ra tay thì lại bị Toại Cổ Kim kéo lại. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi đang nghĩ gì thế? Diệp Quân hơi khó hiểu, nghĩ gì là nghĩ gì? Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được nhiều ngươi thế sao? Diệp Quân, Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn chân trời, khẽ nói, đến rồi. Bù, một tiếng kiếm vang lên khắp không trung. Ngay sau đó một tia kiếm quang đột nhiên xé nát thời không, sau đó một người phụ nữ mặc váy đen chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân sửng sốt. Diệp Thanh Thanh, thế nhưng vẫn chưa hết, chỉ thấy còn một người phụ nữ đồ trắng đi bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Đồ vừa bước ra, lại một tiếng kiếm vang vọng, sau đó một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Mộ Niệm Niệm. Ở một bên khác, thời không bỗng nổ tung, sau đó chỉ một quyền được tung ra. Thời không bị phá vỡ, một cô gái chậm rãi bước ra. Nhị Nha. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch, mang dép lê bước ra. Như nghĩ tới điều gì đó, cô bé vội vàng lùi lại, trong thời không phía sau cô bé, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. An Nam Tịnh. Lần này tất cả những người có thể đánh nhau của nhà họ Dương và nhà họ Diệp đều đến. Thấy những người đó, Diệp Quân nhất thời ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, cô chưa từng bàn bạc với ta. Toại Cổ Kim nói, ngươi không gánh nổi, cũng không nên gánh, vả lại, chủ nhân bút đại đạo cũng có thể gọi người, tại sao ngươi lại không thể gọi người chứ? Dù không gọi đám người cô của ngươi, nhưng cũng phải gọi những trưởng bối khác trong nhà chứ, chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, được thôi. Khi thấy những người đó xuất hiện, nụ cười trên mặt chủ nhân bút đại đạo cứng đờ ra. Mẹ kiếp! Ông ta không ngờ rằng Toại Cổ Kim lại đi thông báo với những người này. Thảo nào lại không sợ. Mọi người xung quanh nhìn những người này với ánh mắt nghi ngờ, bọn họ phát hiện rằng, cảnh giới của những người này đều không lộ rõ, trông rất quỷ dị. Lúc này, đạo tiêu đột nhiên nhìn Tiểu Bạch trên bả vai Nhị Nha, ánh mắt ông ta nóng rực, đây là linh tổ. Hơn nữa còn là một linh tổ không giới hạn. Không giới hạn. Chính là loại linh tổ linh khí không giới hạn chỉ có trong truyền thuyết. Linh tổ không giới hạn nghĩa là thế nào chứ? Tất cả mọi người đều hiểu. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tiểu Bạch, đôi mắt không giấu được khát vọng và tham lam. Đến cả Phản Thiên cũng lộ ra sự tham lam trong ánh mắt. Loại linh tổ này có thể thấy chứ không thể có được. Mọi người đều đang tính kế làm sao để giành được linh tổ này. Này, Tiểu Quân Tử. Ngay lúc này, ở phía chân trời, giọng của Nhị Nha đột nhiên vang lên. Diệp Quân. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, cười nói, đã lâu không gặp.
Trên bả vai cô bé, Tiểu Bạch giơ móng vuốt nhỏ về phía Diệp Quân như đang chào hỏi. Diệp Quân cười nói, nhị nha, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tịnh bên cạnh nhị nha và Tiểu Bạch, cung kính hành lễ, An tiền bối. Theo xưng hô thì nên gọi là bà, nhưng gọi như vậy không được hay cho lắm nên cứ trực tiếp gọi tiền bối đi. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, sau đó, ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Toại Cổ Kim. Chỉ cần liếc mắt một cái, Toại Cổ Kim đã cảm thấy rùng mình, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh. An Nam Tịnh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn ba người Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh cũng nhìn bà ấy, không nói gì. Hai bên chưa bao giờ giải quyết xong xuôi. Mộ Niệm Niệm thản nhiên cười, An cô nương, đã lâu không gặp. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân cách đó không xa, thấy Diệp Quân nhìn mình, vẻ mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, hắn thật sự rất sợ Thanh Thanh cô. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Toại Cổ Kim bên cạnh hắn, Diệp Thanh Thanh nhìn Toại Cổ Kim, nói, được lắm, lại có thêm một đứa cháu dâu rồi. Diệp Quân. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo chó, đã lâu không gặp. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm lại, Diệp Thanh Thanh, người nói nàng ý tứ chút được không? Diệp Thanh Thanh nói, được thôi, đại đạo chó. Mọi người, chủ nhân bút đại đạo không quan tâm tới bà ấy nữa, vì ông ta biết, cãi vã với người phụ nữ này thì chỉ có đường thua. Diệp Thanh Thanh nhìn những cường giả cấp cao sau lưng chủ nhân bút đại đạo chó, ta nói này, người có thôi đi không? Người đã làm chuyện này từ thời ca ca ta tới bây giờ rồi. Ngươi không thấy mệt sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cách mạng chưa thành công, ta sao có thể mệt? Diệp Thanh Thanh giơ ngón cái, đại đạo chó, ngươi thật là kiên nhẫn. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo đen như than. Thấy tòa đại điện bên cạnh Diệp Thanh Thanh, ông ta nhíu mày. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn tòa đại điện, bà ấy nheo mắt, kiếm trong tay hơi run lên. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, ta không ngờ Toại cô nương này lại gọi các người tới đây, nhưng mà các người tới hình như cũng vô ích. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất. Vèo. Một luồng kiếm quang đột nhiên chém thẳng vào chủ nhân bút đại đạo. Một nhát kiếm này vừa chém xuống, thời không trong sân đột nhiên cũng bị vỡ ra. Hơn nữa nó còn bị xé nát một cách dễ dàng. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo, sức mạnh đại đạo ngút trời xông ra, nháy mắt đã ngăn được một nhát kiếm này của Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lại nâng kiếm lên chém thêm một nhát nữa. Phanh! Sức mạnh đại đạo trước mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức vỡ tan. Mà ngay lúc này, chủ nhân bút đại đạo lại đưa tay đấm ra một quyền. Phanh! Kiếm quang lập tức bị đấm tới mức lõm vào, nhưng không vỡ ra. Chủ nhân bút đại đạo lại bước lên phía trước một bước, rồi lại đấm ra một quyền, dường như cùng lúc đó, Diệp Thanh Thanh cũng chém xuống một nhát kiếm. Rầm! Quyền mang và kiếm mang vừa mới tiếp xúc, thời không ở chỗ hai người lập tức sụp đổ, biến thành một khoảng không màu đen. Thấy cảnh này, mọi người trong sân đều kích động. Trong khu vực thời không đã sụp đổ kia, chủ nhân bút đại đạo và Diệp Thanh Thanh nhìn nhau, Diệp Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, mặc váy màu xanh, trông vừa lạnh lùng vừa tao nhã. Ánh mắt bà ấy tràn ngập sát khí. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng phất tay, kiếm ý còn lại trước mặt ông ta đột nhiên bị đẩy ra, cười nói. Diệp Thanh Thanh, thực lực có tiến bộ rồi nhỉ? Diệp Thanh Thanh không nói dòng dài, đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang màu xanh vạn trượng phóng thẳng tới chỗ chủ nhân bút đại đạo. Một luồng kiếm này vừa phóng ra, thời không nơi bà ấy và chủ nhân bút đại đạo đang đứng vốn đã được khôi phục lại đột nhiên nổ tung. Trường kiếm lướt qua, phá tan mọi thứ. Đằng xa, chủ nhân bút đại đạo không hề sợ hãi, ông ta bước lên phía trước một bước, giơ tay đánh ra một quyền, vừa mới đánh. Một sức mạnh đại đạo thần bí xuất hiện, trong nháy mắt đã chấn áp kiếm quang của Diệp Thanh Thanh cách đó vài bước chân. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh trở nên hung dữ, bà ấy đột nhiên bay lên trời, hai tay cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Xoạt! Một âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên trong đất trời, ngay sau đó, sức mạnh đại đạo thần bí kia của chủ nhân bút đại đạo lại vỡ tan, trường kiếm lao thẳng tới chém về phía chủ nhân bút đại đạo, mà khi kiếm cách đầu chủ nhân bút đại đạo một đoạn. Một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên phóng ra từ cơ thể ông ta, chỉ trong nháy mắt, Diệp Thanh Thanh đã bị luồng sức mạnh này đánh bay về chỗ cũ. Trong đất trời tràn ngập kiếm quang. Đằng xa,
quanh người chủ nhân bút đại đạo tỏa ra khí tức đại đạo cực kỳ kinh khủng. Sức mạnh của luồng khí tức này đã vượt qua cảnh giới phá hư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều hoảng sợ, đặc biệt là Mạc Sơn Hà kia, lúc này y mới phát hiện rằng, người này còn mạnh hơn y nghĩ. Mẹ kiếp! Mạc Sơn Hà không khỏi nhìn Diệp Quân cách đó không xa, trong đầy nghĩ con người Diệp Quân hơi không đứng đắn. Sau này chung sống phải cẩn thận hơn mới được. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên, hắn chăm chú nhìn chủ nhân bút đại đạo và Diệp Thanh Thanh đằng xa, trực giác mách bảo hắn, chủ nhân bút đại đạo vẫn chưa dùng thực lực thật sự. Người này che giấu quá kỹ. Tính toán cũng rất kỹ. Chuyện hôm nay không đúng lắm. Vì sau khi thấy đám người Diệp Thanh Thanh cô xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo này lại không hề hoảng hốt. Chẳng lẽ đối phương đã đoán được từ trước rồi sao? Bên cạnh hắn, Toại Cổ Kim dường như hiểu ý hắn, đột nhiên nói, chắc ông ta đã sớm đoán được rồi, ông ta còn có quân bài khác. Nói xong, cô ta nhíu mày. Diệp Quân mỉm cười nói, không cần phải lo. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nhìn chân trời, bình tĩnh nói, trưởng bối trong nhà đều ở đây, ta sợ cái gì? Toại Cổ Kim. Diệp Quân quả thật không sợ, những trưởng bối trong nhà đều không hề đơn giản. Hắn đột nhiên phát hiện rằng, làm vua dựa dẫm hình như cũng rất thú vị. Ngay tại lúc này, Nhị Nha không biết đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, Diệp Quân nhìn Nhị Nha lại không quan tâm tới hắn, mà đang đánh giá Toại Cổ Kim. Sau đó còn sờ bụng Toại Cổ Kim, trai hay gái? Toại Cổ Kim. Tiểu Bạch cũng tò mò sờ bụng Toại Cổ Kim, đôi mắt to tròn lanh lợi tràn đầy hiếu kỳ. Nhị Nha đột nhiên nói, nếu là con trai thì để nó theo ta, còn nếu là nữ thì để nó theo Tiểu Bạch, chúng ta sẽ dạy bảo nó, không cần đến tháp ra đâu. Diệp Quân cười nói, ngươi muốn chơi phải không? Nhị Nha lắc đầu nguôi nguẩy, không không, chúng ta sẽ dạy đứa bé thật tốt. Diệp Quân lắc đầu, ta tin ngươi mới lạ. Nếu thật sự để đứa bé cho Nhị Nha và Tiểu Bạch, nhất định sẽ dạy ra một bá vương vô địch thiên hạ. Lần này Nhị Nha và Tiểu Bạch có thể ra ngoài cũng không dễ dàng gì, họ đã cọ sát rất lâu, thảo luận một chút thì biết một chuyện, nếu thật sự muốn tự do tự tại, vô lo vô nghĩ thì chỉ có thể làm như Tháp Gia, ra ngoài chăm con. Nhìn xem, Tháp Gia tự do tự tại biết bao. Du ngoạn khắp nơi. Phiêu du khắp trốn. Cũng không ai thèm quan tâm. Tháp Gia. Toại Cổ Kim nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch trước mặt, nở một nụ cười, cô ta đưa tay ra định sờ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại giơ móng vuốt lên chặn tay cô ta, nó trừng mắt nhìn, móng trái quơ quơ, không biết là có ý gì. Toại Cổ Kim khẽ mỉm cười, sau này thân rồi thì có thể sờ ngươi phải không? Nghe vậy, Diệp Quân đột nhiên hoảng sợ, cô hiểu được ngôn ngữ của nó sao? Nhị Nha cũng hiếu kỳ nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, không phải là rất dễ hiểu sao. Diệp Quân hơi xấu hổ. Hắn không ngờ Toại Cổ Kim này lại hiểu được ngôn ngữ của Tiểu Bạch. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Quân tử, ta có một lời này, người có muốn nghe không? Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, ta có thể không nghe không? Không thể. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, thực lực của ngươi tăng lên rất chậm, ta quyết định tới đích thân dạy bảo ngươi. Nhưng ông nội ngươi nhất định sẽ không đồng ý, thế nên, chuyện này ngươi phải nói với ông nội ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Quân. Nhị Nha tiếp tục nói, ông nội ngươi hiểu ngươi nhất, ngươi nói với ông ấy nhất định sẽ đồng ý, nếu không đồng ý thì ngươi cứ quỳ xuống cầu xin, sau đó bảo ngươi sau này không muốn mang họ Dương, mà sẽ mang họ Diệp, hơn nữa, đứa bé cũng phải họ Diệp. Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha với ánh mắt không thể tin nổi, quơ móng nhỏ. Nhị Nha đè móng vuốt của Tiểu Bạch xuống và nháy mắt với nó. Tiểu Bạch cũng có chút không đành lòng. Vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại. Mẹ kiếp! Nhị Nha ngươi muốn ta chết chứ gì? Nhị Nha lại rất nghiêm túc, cảm thấy cách này rất khả thi. Nếu là người khác, chắc chắn Dương Ca sẽ tức giận, nhưng cô bé biết, Dương Ca cực kỳ thích đứa cháu bảo bối này. Chỉ cần đứa cháu bảo bối này nhắc tới, đảm bảo Dương Ca sẽ không giận, đương nhiên, có khả năng sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng không quá nặng đâu. Cô bé càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng tin, sau đó không khỏi cười hì hì, cô bé và Tiểu Bạch cuối cùng cũng có thể đi chơi khắp nơi rồi. Diệp Quân không từ chối, vì hắn biết, nếu bây giờ không đồng ý với Nhị Nha này, e là Nhị Nha sẽ gây rắc rối mất. Cứ dùng kế hoãn binh trước đi. Sau khi xoa dịu Nhị Nha xong, hắn nhìn chủ nhân bút đại đạo và Diệp Thanh Thanh ở nơi xa,
Diệp Thanh Thanh lại chém một kiếm về phía chủ nhân bút đại đạo. Kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh cũng giống như tính cách bà ấy, đơn giản, thô bạo, nhưng lại chứa sức mạnh khủng bố vô cùng. Chủ nhân bút đại đạo vẫn đứng yên như núi, dù kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh mạnh, nhưng vẫn không thể làm gì được ông ta. Đại đạo của ông ta rất thần bí, mọi người ở đó đều chưa từng thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó, mấy cường giả đã rời xa khỏi khu vực này, hoàn toàn không dám tới gần. Cạnh Diệp Quân, Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, trong âm thanh lộ vẻ nghiêm trọng, có lẽ đạo của ông ta là đạo ngoài đại đạo trong truyền thuyết. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, đạo ngoài đại đạo. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn Nhị Nha, Nhị Nha, người biết không? Nhị Nha lấy ra một xiên hồ lô rồi liếm láp, sau đó nói, không biết. Diệp Quân. Nhị Nha nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, cho dù ông ta là đạo gì, hôm nay cũng phải nện ông ta. Tiểu Bạch cũng vung chân, khuôn mặt hung dữ, nhưng cho dù hung dữ, trông cũng cực kỳ đáng yêu. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tiếp đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thì ra khu vực mà bọn họ nhìn thấy đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Lúc này cả giới vực bắt đầu tan tành. Giới vực này, đã không thể chịu được sức mạnh của hai người nữa. Kiếm quang của Diệp Thanh Thanh như mưa, chém hết nhát này tới nhát khác về phía chủ nhân bút đại đạo, nhưng chủ nhân bút đại đạo vẫn đứng yên như núi, ngăn cản mọi kiếm quang của bà ấy, đồng thời phá hủy chúng. Kiếm của Diệp Thanh Thanh hoàn toàn không thể khiến ông ta lay động. Còn lúc này, An Nam Tịnh và đám người Đồ đều đang nhìn trận đấu của hai người. Cạnh Đồ, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, đạo của ông ta. Có vẻ là đạo ngoài đại đạo, nhưng thật ra lại chứa vô số loại đạo. Đồ nói, nguồn gốc của đạo. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nguồn gốc của mọi đạo, nếu đánh bại ông ta, chỉ có vượt qua nguồn gốc này, hoặc là một đạo căn nguyên khác. Đồ nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, ông ta giấu mục đích của mình rất sâu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nghĩ từ góc độ khác, thật ra ông ta chưa từng che giấu mục đích của ông ta. Đồ quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, cả đời ông ta đều đang làm một chuyện, đó là đối phó với nhà họ Dương, rất rõ ràng, nhà họ Dương đã gây trở ngại cho ông ta. Đồ nhẹ giọng nói, ý của ngươi là. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Đồ cau mày. Mộ Niệm Niệm nói, đây không phải là cuộc chiến tranh giành đại đạo bình thường, đây là ngươi sống ta chết thật sự, trừ khi ông ta thua, không thể cầu mong gì nữa, nếu không, cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi. Nói rồi, bà ấy nhìn chủ nhân bút đại đạo ở nơi xa, thay vì nói ông ta đang đấu với chúng ta, không bằng nói là ông ta đang đấu với bản thân, thật ra, người thật sự đưa mình vào cuộc chơi là ông ta. Đồ nói, nếu ông ta thật sự sụp đổ, sẽ thế nào? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, vậy ông ta thật sự sẽ làm gì tùy thích thôi. Đồ nói, bọn họ sẽ không để ông ta thắng đâu. Bọn họ này, tất nhiên là chỉ tam kiếm. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói chuyện khác thường, liệu có loại khả năng, sở dĩ bọn họ để ông ta nhảy nhót như vậy, thật ra là đang đợi ông ta thắng không? Đồ kinh ngạc. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân nơi xa, lần thăm dò lần trước của thằng nhóc này, có hai mục đích, thứ nhất, là thật sự muốn giết chủ nhân bút đại đạo, thứ hai, là muốn xem thử thái độ của tam kiếm, rất rõ ràng, bây giờ hắn đã biết thái độ của bọn họ rồi. Đồ trầm giọng nói, ý ngươi là, họ đang nuôi cổ trùng. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, cũng có thể nói như vậy, bấy lâu nay, chúng ta đều cho rằng Tiểu Quân là người mà bọn họ mong đợi, thật ra không phải, chủ nhân bút đại đạo cũng vậy, hơn nữa, trước mắt xem ra, chủ nhân bút đại đạo có nhiều hy vọng để đạt yêu cầu của bọn họ hơn Tiểu Quân. Nói rồi, ánh mắt bà ấy lại rơi xuống người Diệp Quân lần nữa, kể từ sau trận đấu lần trước, nhóc con này ở lại trong tiểu tháp lâu như vậy, phát triển sức mạnh tín ngưỡng cho tốt, thật ra cũng chứng minh. Hắn đã hiểu rõ mục đích thật sự của tam kiếm, do đó, hắn bắt đầu dốc hết năng lực kéo dài thời gian cho bản thân, để bản thân trở nên mạnh mẽ, cả chuyện lần này của hắn với vị toại cô nương kia. Đồ nhìn Toại Cổ Kim ở nơi xa, bọn họ cùng bày ván cờ này à? Mộ Niệm Niệm gật đầu, không có gợi ý của thằng nhóc này, cô nương kia cũng không dám mang thai, càng không dám dùng chuyện đó để lợi dụng đứa bé này. Đồ lập tức cau mày. Mộ Niệm Niệm nói. Có phải không mong hắn trở nên xảo quyệt như vậy không? Đồ gật đầu.
Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu, ta lại cảm thấy không có gì không tốt, làm người, chỉ cần xứng đáng với lương tâm của mình là được. Hơn nữa, mặc dù thằng nhóc này trông như có tam kiếm làm chỗ dựa vững chắc, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chủ nhân bút đại đạo còn hy vọng hắn gặp khó khăn là gọi tam kiếm hơn cả chính hắn. Do đó, hắn chỉ có thể dốc toàn lực để kéo dài thời gian cho mình, hiển nhiên là không dựa vào thực lực được, cho nên chỉ có thể dựa vào mưu trí. Đồ nói, sẽ không mất đi ý định ban đầu chứ? Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, sẽ không. Đồ nhìn Diệp Quân, ý ngươi là, thằng nhóc này luôn giữ vững ý định ban đầu của mình. Mộ Niệm Niệm gật đầu, phải, hắn đang giữ vững ý định ban đầu và giới hạn của mình, ví dụ như hợp tác với toại cô nương này, mặc dù bán thân thể mình đi, nhưng ta tin, giữa bọn họ chắc chắn còn có cơ sở tình cảm, cho dù không có cơ sở tình cảm, khẳng định cũng có cảm tình với nhau. Đồ bình tĩnh nói, cộng thêm hắn vốn đã háo sắc, cho nên, hắn làm thế thì trong lòng sẽ không có tí gánh nặng tâm lý nào, còn giới hạn, không thể có quá nhiều, một khi có quá nhiều, sẽ bị thiệt, không hòa trộn được, nhưng cũng không thể không có, vừa đạt tiêu chuẩn là được, đúng không? Mộ Niệm Niệm cười nói, là lý lẽ này. Đồ nhìn toại cổ kim, cô nương ấy thì sao? Ánh mắt Mộ Niệm Niệm rơi vào người toại cổ kim, khẽ cười nói. Thật ra thế gian rất khó có loại tình yêu thuần chất, tình yêu lý tưởng nhất của đa phần đàn ông là gì? Là cái loại mà cho dù hắn chẳng có gì, nhưng, phụ nữ vẫn quyết một lòng yêu hắn, không bỏ không rời khỏi hắn, chung tình không hai lòng, còn phụ nữ cũng vậy. Tình yêu lý tưởng nhất của phụ nữ là, cho dù cô ta không có dáng người không có dung mạo cũng không có đầu óc, nhưng, lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền vừa chung tình yêu cô ta. Nói rồi, bà ấy khẽ lắc đầu. Đều là những ảo tưởng không thực tế. Đồ im lặng. Mộ Niệm Niệm nói tiếp, đàn ông yêu cái đẹp, đàn bà thích cái mạnh, đây là thiên tính, bọn họ ở cùng nhau, có cảm tình với nhau, nhưng, cơ sở của cảm tình này là hai người đều rất ưu tú. Khi một người phụ nữ trưởng thành chọn đàn ông, không phải luôn ưu tiên suy nghĩ đối phương là người thế nào, mà là năng lực của hắn sao, có thể nuôi sống cả nhà không, có thể cáng đáng chịu trách nhiệm được không, còn khi một người đàn ông trưởng thành chọn vợ. Sẽ luôn suy nghĩ trước xem người phụ nữ này có phải rất đẹp không. Còn chuyện cô ta có biết chăm lo việc gì, tình cảm cá nhân. Nói rồi, bà ấy khẽ cười, chỉ có đa phần người trẻ mới đặt tình cảm lên hàng đầu. Đồ nhìn Diệp Quân và toại cổ kim đứng ở nơi xa, rất rõ ràng, hai người này có cảm tình với nhau, nhưng, trong đó cũng có sự trao đổi lợi ích với nhau. Đồ hơi lo lắng. Mộ Niệm Niệm cười nói, người không cần lo cô nương này có tâm tư khác. Vì cô nương này vô cùng thông minh, cô ta biết làm thế nào mới có lợi cho mình nhất, cô ta rất rõ, bây giờ cô ta không mưu cầu gì cả, sẽ có mọi thứ, nhưng dám có một tí toan tính và lợi dụng, vậy nhất định sẽ là bỏ mẹ giữ con. Đồ hơi kinh ngạc, bà ấy quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nói, thật ra Tiểu Quân còn khó khăn hơn cha hắn, vì thiên mệnh cô nương chắc chắn còn bao dung với cha hắn hơn, nhưng thực ra sẽ không làm thế với Tiểu Quân, bà ấy đang giúp hắn. Cũng là đang kiểm tra hắn, nếu tới cả người phụ nữ của mình mà hắn cũng không xử lý được, vậy thì sao hắn có thể tranh với chủ nhân bút đại đạo? Cho nên, nói tới đây, bà ấy tạm dừng, lại nói, đương nhiên, loại tình huống đó chắc chắn sẽ không xảy ra, vì thằng nhóc này đủ thông minh, còn vị cô nương ấy cũng đủ khôn khéo, hai người minh mẫn ở với nhau, đều sẽ biết rõ nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì, hơn nữa, sau khi phụ nữ có con chắc chắn sẽ trở nên khác biệt. Loại chuyện như thần nhất, cả vũ trụ này cũng ít thấy nữa là. Đồ gật đầu, chuyện tình cảm riêng tư của thằng nhóc này, chúng ta không quản, để tự hắn xử lý đi. Suy cho cùng, bây giờ thằng nhóc này cũng lớn thật rồi. Nói xong, bà ấy như nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ cô nương, nếu ngươi là thằng nhóc đấy, ngươi sẽ phá bản cờ thế nào? Sau khi Mộ Niệm Niệm cân nhắc một lát, nói, rất khó, vì cho dù hắn làm thế nào. Đều sẽ bị người ta lấy ra so sánh với cha và ông nội hắn, mà người ta thì luôn nhớ bạn cũ. Đồ đang muốn nói, Mộ Niệm Niệm lại bảo, đương nhiên, cái này chắc cũng khó, muốn đội Vương Nguyệt, thì phải chịu được sức nặng của nó, hắn muốn đuổi theo thứ cao hơn, thì những cái này đều là thứ hắn phải trải qua, điều chúng ta có thể làm là khi hắn gặp khó khăn, đỡ hắn một cái, nhưng đường thì vẫn phải để hắn tự đi. Đồ cười nói, Mộ cô nương, cả đời này, người rất ít khi lộ mặt, vì sao vậy? Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, mỗi người đều sẽ trở thành quá khứ, trở thành lịch sử,
cuối cùng bị quên lãng, ai cũng không thể là ngoại lệ, thản nhiên tiếp thu là được. Đồ nói, ta cảm thấy người của thời đại này sẽ không quên ngươi đâu. Mộ Niệm Niệm cười hỏi, vì sao? Đồ nói, nhớ mãi không quên, ắt phải có hưởng ứng. Trong lúc hai người đang nói chuyện quên cả trời đất, trận đại chiến bên kia vẫn tiếp tục. Diệp Thanh Thanh sử dụng chân hỏa, đường kiếm tung ra càng lúc càng tàn nhẫn khiến giới vực tan nát. Sức mạnh cấm chế không chịu nổi sức ép đến từ bà và chủ nhân bút đại đạo nhưng đại điện kia vẫn sừng sững đứng đó, không hề suy xuyển. Diệp Quân không khỏi có chút lo lắng. Vì cựu thần vẫn còn ở trong đó. Nhưng trực giác hắn nói rằng y không sao. Hắn đã thử dùng thần thức đi thăm dò, khổ nỗi còn chưa mon men đến gần đã biến mất. Nên thật sự không biết bên trong đang xảy ra những gì. Chợt nhận ra vị đại ca cựu thần này khá là bí ẩn, lòng hiếu kỳ của hắn bị khơi dậy. Trầm tư một hồi, hắn lại nhìn sang trận đại chiến. Khu vực đó đã bị bao trùm trong kiếm quang, không cho phép thần thức nào lại gần. Toại cổ kim cũng nhíu mày nhìn đại điện với vẻ khó hiểu. Cô ta có biết chút ít về cựu thần, nhưng bây giờ mới ngẫm ra đối phương không hề đơn giản. Rồi cô ta cũng quay lại theo dõi trận đại chiến. Duyên! Chỉ thấy kiếm quang ở khu vực đó vỡ nát, Diệp Thanh Thanh và chủ nhân bút đại đạo cùng lui lại hơn nghìn trường. Kiếm ý và sức mạnh ý chí đại đạo ùa ra bốn phía như sóng chiều. Diệp Thanh Thanh dừng lại, kiếm ý ngập tràn bọc quanh thân. Bên kia, ánh mắt chủ nhân bút đại đạo tối đi. Ông ta vung tay, đẩy lùi hàng loạt kiếm ý trong nháy mắt. Thấy trên tay phải mình có vết kiếm, ông ta lại phẩy phần một cái làm chúng biến mất. Diệp Thanh Thanh, người không làm gì được ta, có còn muốn đánh không? Diệp Thanh Thanh, đánh chứ, để ta đi mượn kiếm trước. Chủ nhân bút đại đạo tái mặt, lại nghe bà ấy nói, giỡn thôi. Chủ nhân bút đại đạo cạn lời. Ban nãy nghe mà sợ thật sự. Nếu người này thật sự đi mượn kiếm thì ông ta sẽ gặp nguy. Giao thủ một phen, Diệp Thanh Thanh cũng biết mình không giết được chủ nhân bút đại đạo. Bỗng An Ninh Tịnh nãy giờ vẫn im lặng lại bước ra. Chủ nhân bút đại đạo lại biến sắc, An cô nương à, cô là người biết phải trái mà. Ta ở đây nhưng chưa từng đụng gì đến thằng nhóc kia cả. An Ninh Tịnh chỉ nói, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Dứt lời thì biến mất. Xoẹt, tiếng xé rách vang lên khi một thanh trường thương thoát cái đã lao tới trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Khiến ai nấy đều hãi hùng. Đặc biệt là nhóm Phạn Thiên. Cảnh giới gì thế này? Mạc Sơn Hà đứng gần Diệp Quân thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Vãi! Cao thủ đâu ra nhiều dữ? Điên hết rồi à? Chủ nhân bút đại đạo thấy An Ninh Tịnh ra tay thì giật mình, vội siết tay phải lại rồi tung ra cú đấm với quyền ý và quyền mang ngùn ngụt. Ông ta làm sao dám xem thường người này cho được? Mũi thương va chạm với nắm đấm, sức mạnh khổng lồ bùng nổ đập vỡ quyền ý và quyền mang khiến chủ nhân bút đại đạo lùi bước. Ông ta vừa dừng lại thì thấy cây thương lại đánh tới với uy lực tăng vọt, thương thế khiến người nghẹt thở. Đây là thương đạo. Ở mức độ cực hạn. Chủ nhân bút đại đạo đanh mặt, siết tay gọi ra một mảng phù văn đại đạo quay quanh mình, khôi phục giới vực lại như trước. Ai nấy đều sửng sốt. Chuyện gì thế này? Ngọn thương của An Ninh Tịnh lại nhòe đi. Nó không còn tồn tại trong thời không này nữa. Bỗng An Ninh Tịnh lại cầm thương đánh tới. Rắc! Có tiếng thứ gì vỡ vụn vang lên, chỉ thấy thời không nơi chủ nhân bút đại đạo đang đứng nứt ra như một tấm gương mẻ. Ông ta vung tay, phù văn vàng chóe tuôn ra, mang theo sức mạnh khổng lồ va chạm với mũi thương. Duyên! Sóng xung kích khiến giới vực vốn đã khôi phục một lần nữa sụp đổ, đồng thời đẩy những người khác ra xa. Diệp Quân và Toại Cổ Kim nhờ có Nhị Nha ngăn cho nên không bị gì. Toại Cổ Kim không khỏi kinh ngạc khi thấy cô gái bé nhỏ này làm điều đó dễ dàng như vậy. Nhị Nha quay lại, nói, ngươi chỉ cần sinh em bé, sau này có ta và Tiểu Bạch nuôi hộ. Diệp Quân vừa mở miệng thì nghe Toại Cổ Kim đáp ứng, được. Làm hắn cứng đờ như tượng. Thôi nát, để Nhị Nha và Tiểu Bạch nuôi trẻ con. Còn không bằng đưa tháp ra nuôi. Nhị Nha nghe vậy thì cười he he đến là vui vẻ, Tiểu Bạch cũng hí hửng vung tay. Toại Cổ Kim lộ ra một nụ cười xinh đẹp, tuy hai người này trông không đáng tin lắm nhưng nếu được đi theo họ thì sẽ là phúc phận của đứa bé này. Cô ta chưa từng nghĩ đến việc để nó thừa kế vũ trụ quan huyên,
bởi vì đây là một vòng xoáy khổng lồ mang theo nhân quả và phiền phức vô tận chứ không phải điềm lành gì. Nhưng nếu đi theo Nhị Nha và Tiểu Bạch, sau này có là ai lên làm viện trưởng thư viện thì cũng không động vào được một sợi tóc của đứa bé. Tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng Toại Cổ Kim đã nhận ra địa vị của hai người này thông qua cách họ cư xử với Diệp Quân. Có âm thanh trầm thấp vang lên bốn phía. Toại Cổ Kim ngẩng đầu, thấy chủ nhân bút đại đạo bị thương mang chém bay đi hơn nghìn trượng. Tia thứ hai lập tức lao tới khi ông ta vừa đứng vững, đập nát số phù văn màu vàng. Chủ nhân bút đại đạo nhắm mắt, siết chặt hai nắm tay, gọi một chùm tia sáng vàng tuôn ra từ trong người. Duỳnh. An Ninh Tịnh trở về vị trí, đôi tay nhẹ nhàng vung thương. Thương thế vô hình túa ra nhào về phía chùm sáng. Chủ nhân bút đại đạo ngưng tụ chùm sáng vào nắm tay rồi tung cú đấm, ngăn lại mũi thương. Áp chế đại đạo. Nhưng trường thương lại tỏa ra thương mang đại đạo mới, chớp mắt lại lật ngược tình thế mà áp đảo lại bên kia. Cánh tay phải nứt ra, chủ nhân bút đại đạo lùi lại mấy nghìn trượng, hoảng hốt nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc đã đến bước này. An Ninh Tịnh lạnh lùng không đáp. Chủ nhân bút đại đạo chợt cười phá lên, hay cho An Võ Thần. Bao năm qua ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Lợi hại. An Ninh Tịnh vẫn im lặng, chỉ ném thương tới trước. Chủ nhân bút đại đạo cong ngón tay, gọi ra đạo mang hai màu đen trắng cản nó lại. An Ninh Tịnh biến mất tại chỗ, chỉ chớp mắt đã lao tới. Rầm. Ông ta bay véo ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của người khác, sau đó bị nhấn chìm giữa một loạt bóng mờ. Bốp bốp bốp. Tiếng nổ liên tục vang lên khi chủ nhân bút đại đạo ăn đòn bầm dập. Ai nấy đều xúc động ra mặt. Diệp Quân cũng sợ hết hồn, không ngờ An tiền bối lại đáng sợ đến thế. Toại Cổ Kim cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới vị An cô nương này lại có thể hành hung chủ nhân bút đại đạo dữ dội đến vậy. An tỷ hay quá. Nhị Nha cười lớn. Tiểu Bạch hớn hở vung vẩy móng vuốt. Đồ vừa quan sát vừa lầm bầm, An cô nương mạnh lên không ít. Mạc Niệm Niệm cười, đây vẫn chưa phải sức mạnh thật sự của cô ấy. Đồ cong môi, đương nhiên. Mạc Niệm Niệm lại chuyển hướng sang chủ nhân bút đại đạo, ông ta cũng vậy. Bên kia, sắc mặt nhóm Phạn Thiên trở nên xấu xí. Không ngờ ô dù của Diệp Quân lại mạnh đến thế, lại còn nhiều người chưa ra tay, đừng nói ai cũng là cường giả cỡ này chứ. Họ nhìn Nhị Nha và Mạc Niệm Niệm mà không thấy được cảnh giới, không biết sâu cạn thế nào. Cả nhà này đều không tu cảnh giới à? Ai nấy đều hoài nghi. Phạn Thiên thấy hơi bị khó hiểu. Không tu cảnh giới đồng nghĩa với tu khác đạo với người thường, đã vậy một hai người thì thôi, đằng này cả nhà kéo nhau cùng làm. Vô lý. Nhưng lỡ là vậy thật thì sao? Ông ta nhíu mày. Sức mạnh của nhà họ Dương này có phần nằm ngoài dự đoán, nhưng càng đáng ngờ hơn là vũ trụ chủ lại không biết đến sự tồn tại của các cường giả này ư. Hay chẳng lẽ họ còn mạnh hơn cả vũ trụ chủ? Phạn Thiên liếc nhìn Diệp Quân rồi không dám nghĩ thêm nữa, bởi có nghĩ cũng đã thành vô dụng. Thứ quyết định tất cả là nắm đấm. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Trận chiến giữa An Nam Tịnh và chú nhân bút đại đạo bên kia vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt, với người trước nọc người sau ra đánh. Từng cú đấm và mũi thương của bà ấy đã đạt đến giới hạn cao nhất khiến ai nấy đều nghẹt thở. Đứng dưới võ đạo tuyệt đối này, người bình thường hẳn đã vỡ vụn từ lâu, nhưng chú nhân bút đại đạo vẫn còn cố gắng tránh né. Đại đạo của ông ta nằm ngoài đại đạo thông thường, không giống với đại đạo của người khác, lại còn là thứ đại đạo cao cấp chưa ai nhìn thấy. Nhờ có nó mà ông ta mới đứng vững trước An Nam Tịnh. Diệp Quân đanh mặt quan sát. Hắn biết đây chỉ là một phân thân của chú nhân bút đại đạo, không ngờ đã lại có sức mạnh ngần này. Mà còn không biết ông ta có bao nhiêu phân thân như vậy nữa. Giấu mình sâu thật. Đùng. Bỗng có tiếng nổ đinh tai vang lên. Một vùng thời không sụp đổ. Chú nhân bút đại đạo bị đánh bay vào thời không kỳ lạ. Hư thời không. Đạo Tiêu và những người phe đó kinh ngạc thốt lên. Sao chú nhân bút đại đạo lại vào đó làm gì? Bọn họ nhìn về phía đại điện, thấy vùng thời không nơi đó giống hư thời không như đúc. Chẳng lẽ đây cũng là thứ do vị ký nhân kia tạo ra? Diệp Quân nhíu mày rồi cảm nhận hai vùng thời không. Điểm khác biệt duy nhất là một cái nằm dưới, một cái nằm trên vô số thời không khác, giống như dưới đáy nước và trên mặt nước. Hư thời không trước đại điện là trên mặt nước, có thể nhìn thấy và sử dụng, còn chỗ của chú nhân bút đại đạo là dưới đáy nước,
chỉ có dùng sức mạnh đặc biệt phá vỡ ràng buộc xong mới nhìn thấy. Diệp Quân nhìn đại điện. Hư thời không tuy không phải do vị kỳ nhân kia tạo ra nhưng người đó lại có thể di rời nó từ đáy nước lên để người khác tu luyện. Đây là một chuyện rất đáng sợ, đã vậy còn có thể là do đối phương thấy tiện tay nên làm. Bên kia, chú nhân bút đại đạo nhìn tay mình, thấy chi chít vết nứt do An Nam Tịnh tạo ra. Ông ta nhíu mày, không ngờ đối phương lại có thể dùng võ đạo thuần túy áp chế đại đạo của mình. Bao năm qua đúng là đã xem thường cô ta rồi. An Nam Tịnh cũng bước vào thời không kia, đứng đối diện chú nhân bút đại đạo. Tay không cầm thương nhưng bà ấy vẫn là đại diện cao nhất của võ đạo. Chú nhân bút đại đạo đanh mặt. An Nam Tịnh tung ra cú đấm khiến hư thời không sôi trào. Đồng tử rụt lại, chú nhân bút đại đạo giang tay ra, tới đây. Quỳnh. Hàng tỷ sức mạnh đại đạo ùa vào hư thời không. Duyên. Nó vỡ nát thành một vùng đen đặc. Toàn bộ giới vực sôi sục lên, vô số khí tức hùng hậu ập đến gây khó thở. Khiến ai nấy đều hoảng sợ. Họ vừa kháng cự lại vừa chăm chú quan sát vùng hư thời không vỡ nát kia. Bên nhóm Phạn Thiên sốt sắng, cho rằng thắng bại của hai người kia sẽ quyết định kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chỉ thấy có tia sáng trắng hiện lên trong đó, ngày càng nhiều, bên trong còn lấp lóe những thế giới kỳ lạ. Không ai hiểu gì hết. Đó là gì vậy? Rồi chúng bỗng biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Hư thời không lại được một sức mạnh nào đó làm cho khôi phục. Ai nấy ngu ra? Chuyện gì đây? Diệp Quân hỏi Nhị Nha. Người có biết đó là gì không? Cô bé vừa ăn kẹo vừa đáp, không. Tiểu Bạch khua tay làm Diệp Quân hỏi. Người biết. Tiểu Bạch lại vung tay. Diệp Quân đành nghe Nhị Nha phiên dịch, nó nói thấy ánh sáng. Làm hắn đen cả mặt. Toại cổ kim thì nhíu mày. Hư thời không vỡ ra thì vẫn còn một loại thời không nữa mạnh hơn nó. Cô ta bỗng nghĩ đến thời không trong tháp. Vậy đó là loại thời không gì? Cấp bậc ra sao? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu cô ta. An Nam Tịnh và chú nhân bút đại đạo đứng đối diện nhau trong vùng thời không kia. Sắc mặt người sau khó coi vô cùng khi nhận ra phân thân này không làm gì được người trước, còn có nguy cơ bị đánh chết tươi. Ông ta hỏi, An cô nương, đánh tiếp chỉ tổ lãng phí thời gian, chi bằng hai ta không ra tay, để bọn tiểu bối ra chơi với nhau. Được chứ? Nhị Nha cười ré lên, ta là tiểu bối nè, An tỷ. Để ta và Tiểu Bạch ra chơi với bọn hắn. Chú nhân bút đại đạo cứng người. An Nam Tịnh chỉ đáp, được thôi. Rồi xoay người rời khỏi vùng thời không. Nhị Nha hớn hở nhảy chân sáo tới, hỏi mấy cường giả bên kia, các ngươi ai ra đánh. Cuối cùng cũng đến lúc thể hiện rồi. Phạn Thiên và mấy tên khác không dám lên tiếng. Cô bé này chắc chắn cũng là cao thủ nên không ai dám xem thường. Ai ra làm chim đầu đàn bây giờ? Thấy cả bọn im thin thít, Nhị Nha bất mãn, gì đây? Không ai đánh được à? Đạo Tiêu chậm rãi bước ra, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ông ta lại chỉ Diệp Quân, ta đánh với hắn. Vô liêm sỉ. Diệp Quân cười phá lên, cuối cùng cũng thấy có người mất nét hơn chú nhân bút đại đạo. Người bị nhắc tên bất mãn nói, ê thằng kia, đừng có công kích cá nhân. Diệp Quân, ta thấy một chọi một chán lắm, giáp lá cả đi. Được. Nhị Nha vỗ tay, ta lên trước. Nói xong thì lao tới. Khiến trời đất nứt vỡ. Đạo Tiêu biến sắc, ông ta biết cô bé này mạnh nhưng không ngờ mạnh đến vậy, chỉ là nhún người nhảy tới thôi đã khiến ông ta ngạt thở. Thân hình ông ta nhòe đi, thân xác đạo hư hiện lên. Cú đấm của Nhị Nha đã tới, ông ta không thể trốn mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quyền thế ập đến, mắt Đạo Tiêu long lên, đáp trả bằng một cú đấm. Hai sức mạnh đáng sợ bùng nổ, Đạo Tiêu bị đánh văng đi, tay phải phát nổ thành bụi máu. Khi dừng lại thì mất thêm nửa người. Chỉ một cú đấm đã xóa sổ thân xác đạo hư. Đạo Tiêu ngu người. Mấy người bên nhóm Phạn Thiên cũng giật thót. Đạo Tiêu đã dùng đến thân xác đạo hư mà vẫn không chịu nổi một chiêu của cô bé này à? Quốc sư lạnh giọng nói, con bé mạnh kinh khủng. Sức mạnh thuần túy. Mạnh đến kỳ cục. Mạc Sơn Hà cũng sợ hãi ra mặt. Cái gì mà ghê vậy? Cả đời này y chưa từng thấy nhiều cao thủ vậy bao giờ. Vãi lòng. Thôi cứ sống kín tiếng tiếp đi. Quyết định rồi, về sau cứ im im mà sống. Chứ bên ngoài nguy hiểm quá. Nhị Nha lắc đầu, người chả được gì cả.
rồi hất đầu nhìn chú nhân bút đại đạo, gọi ai khá khá chút ra đây. Con điên này ghê gớm thật, chú nhân bút đại đạo nghĩ với sắc mặt xám ngoét. Đạo tiêu biến sắc khi thấy nhị nha lại nhìn mình, vội lùi lại về chỗ Phạn Thiên. Ông ta vẫn còn sức chiến đấu nhưng không dám đương đầu với nhị nha nữa. Vì sức mạnh của con bé này quá khủng khiếp. Nhị nha thấy đạo tiêu sợ đến rúm người thì bĩu môi rồi chuyển ánh mắt sang đám khác, cuối cùng dừng lại trên người Phạn Thiên, ngươi đi. Ông ta không kháng cự mà bước tới. Một tia sáng vàng xuất hiện dưới chân ông ta, thoát cái di chuyển tới trước mặt nhị nha, bị cô bé tung chân đá vào. Rắc! Nó vỡ nát. Cú đấm của nhị nha cũng lao tới. Phạn Thiên không chút nao núng, trả lại một nắm tay bao hàm sức mạnh vương đạo tối cao và quyền ý ngùn ngụt. Toàn thể chúng sinh nước Phạn Thiên chính là ngọn nguồn sinh ra nó. Nào ngờ vừa tiếp xúc với cú đấm của nhị nha, nó đã vỡ tan, khiến Phạn Thiên lui lại. Không so được. Ông ta nhíu mày, không ngờ con bé kia lại có thể phá tan cú đấm của mình. Đang muốn ra tay tiếp tục thì cánh cửa đại điện nãy giờ vẫn im lìm lại mở ra. Chú nhân bút đại đạo cười lớn, cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này.